Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 56. Chương 982, tôi không thích nghe những lời vớ vẩn. Vâng, Tần Lạc gật đầu đáp. Ông vua của bộ đội đặc chủng đúng là danh bất hư truyền, ánh mắt của họ nhìn vấn đề rất độc đáo, kể cả những chân tơ kẽ tóc nhỏ nhất cũng không thoát qua khỏi con mắt của bọn họ. Tần Lạc cũng nhận ra được, bên Mục Nguyệt đúng là cũng đã xảy ra một số chuyện. Chuyện mất điện này lẽ nào chỉ giải thích qua loa rằng đây là sự cố máy móc một cách đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, nếu như đây đúng là sự cố máy móc thì sao Mã Duyệt không trực tiếp bẩm báo luôn cho văn nhân Mục Nguyệt, mà phải thì thầm vào tai nàng để làm gì? Ngoài ra có lẽ người khác không biết, chứ riêng Tần Lạc thì lại rất hiểu những chi tiết nhỏ của văn nhân Mục Nguyệt. Đó là khi nàng tức giận, thì mép môi của nàng hơi hướng lên trên. Theo như tâm lý tính cách con người nàng mà giải thích, thì đó chính là sự khinh thường địch thủ của nàng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với nàng. Dĩ nhiên đối với người ngoài thì nụ cười này của nàng nó có lẽ chỉ mang ý nghĩa của một nụ cười đích thực không hơn không kém. Tần Lạc đưa mắt nhìn vào đại đầu đang đứng trong góc khuất nói, đại đầu, tay của cậu không sao chứ? Vừa rồi Tần Lạc đã dùng hết sức mình để tung ra cú đấm đó, và đại đầu đã dùng bàn tay thịt của mình để đỡ nó lại. Nếu ở lúc tình trạng sức khỏe bình thường, thì cú đấm đó có lẽ không xi nhê gì với đại đầu cả, nhưng bây giờ cậu ta lại đang bị thương. Cả cánh tay đã bị cháy bỏng hết cả, bây giờ đang là thời kỳ lên da non vô cùng quan trọng, bị một cú đấm trời giáng như vậy, lớp da non mới mọc kia làm sao chịu cho thấu được. Không sao, giọng của đại đầu trầm trầm, chẳng khác thường ngày là bao. Long Vương thấy vậy mắng, bị thương thì là bị thương, có cái gì mà phải che giấu. Các vết thương là một sự tự hào của người đàn ông. Là một huân chương cho những chiến sĩ cừ khôi nhất, có cái gì mà phải xấu hổ. Quân nhân chẳng khác gì người bình thường cả, chúng ta cũng bị thương, cũng bị chảy máu. Nhưng chúng ta khác họ ở chỗ là chúng ta có thể chịu đựng được những gì mà người thường không chịu đựng nổi, đó mới là một chiến binh thực thụ. Bị rách một miếng da, đại đầu đáp lại. Tần Lạc liền đi tới kéo tay của đại đầu lại, thấy bàn tay của cậu ta đã rỉ máu ra rồi. Quay về ngay phòng bệnh bảo bác sĩ băng bó cho cậu. Tần Lạc nói, nếu không miếng vải băng bó này nó sẽ ăn dính vào với da thịt, không tốt cho sức khỏe đây. Không sao đâu, đại đầu lầm lì nói, tôi ở đây bảo vệ cho thủ trưởng. Là một thành viên trong Long Tức, nên đại đầu cũng giống như những thành viên khác, coi Long Vương là thần tượng để cho mình sùng bái. Tuy cậu ta đang trong thời kỳ dưỡng thương, nhưng lúc nào cậu ta cũng lo lắng tới tình hình sức khỏe của Long Vương. Bộ đội đặc chủng đối với những nguy hiểm và môi trường rất là mẫn cảm. Ở đây vừa mới mất điện một cái, là đại đậu đã xông ra đầu tiên. Đây chính là lý do tại sao cậu ta lại chạy tới đây trước Tần Lạc. Hiện giờ viện điều dưỡng vẫn chưa có điện, đại đầu lo sợ Long Vương gặp nguy hiểm, nên không dám rời khỏi đây ngay lập tức. Đi đi, đây là mệnh lệnh, Long Vương hét lên. Vâng, đại đầu đưa tay lên chào, sau đó mới quay người rời đi. Tần Lạc thấy vậy mới quay sang Long Vương cười nói, cậu ta có cá tính hệt như sư phụ vậy. Long Vương nghe vậy cười hình hịch nói, thằng danh đó rất có tiềm năng, rất đáng để đào tạo. Tần Lạc rất hiểu câu nói này của Long Vương nghĩa là gì, đó là tiền đồ của đại đầu rất là sáng lạn. Văn nhân Mục Nguyệt sau khi đi khỏi chỗ của Long Viên, liền nhanh chân đi về phía căn viện, vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Người giám sát nói rằng hệ thống bảo vệ đã bị tấn công, có người đã cố tình cắt nguồn điện, sau đó khởi động máy phát điện độc lập sau 10 phút. Ai vậy? Giọng của văn nhân Mục Nguyệt lạnh như băng tuyết, nếu là ngày thường nàng có lẽ đã bỏ qua chuyện thủ hạ phạm lỗi lầm như thế này rồi, nhưng đây đang là thời điểm vô cùng quan trọng, nên nàng không thể bỏ qua được. Bởi vì nàng hiểu rằng chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi, thì bao nhiêu cố gắng của nàng sẽ đổ sông đổ bể hết cả, và nàng cũng sẽ làm cho Tần Lạc phải rất thất vọng về mình. Là Tam thiếu gia ngắt đi, giọng của Mã Duyệt lạnh tanh, cứ như chuyện này chẳng có liên quan gì tới nàng vậy. Văn nhân Mục Nguyệt bước đi càng lúc càng nhanh hỏi, người đâu? Đang ở trong văn phòng trung tâm điều khiển. Mã Duyệt nói, anh ta đã gọi tất cả những người phụ trách cùng với các chuyên viên ra tới đó rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nghe xong khẽ sững người sửng sốt, nàng nhanh chóng đi về phía trung tâm điều khiển. Trong văn phòng trung tâm điều khiển hào hoa tráng lệ, một người trung niên tóc đen và một người đàn ông tóc vàng nước ngoài đang đứng rất cung kính trước một người trẻ tuổi đẹp trai. Đây chính là chuyên ngành của các người. Đây chính là hệ thống an toàn mà các người tự tung hô là tường đồng vách sắt đây sao?
đây chính là hệ thống an toàn mà nhà văn nhân chúng ta đã bỏ ra cả mấy triệu đô để bảo vệ đây sao? Ăn hại, mấy người toàn là đồ ăn hại. Đến cả cái mức độ tấn công tầm thường như vậy mà mấy người còn không chịu đựng nổi, thế thì sao tôi có thể tin tưởng các ông cho nổi cơ chứ? Chúng tôi về sau còn có thể yên tâm dưới sự bảo hộ của các ông nữa hay không? Người đàn ông trung niên đeo kính trông rất nhã nhặn kia tên Trịnh Tuấn Vũ, nghe vậy liền lên tiếng giải thích nói, thưa thiếu gia, chúng tôi đã lập mạng cảnh giới với các file mệnh lệnh, chỉ cần có người có ý tấn công hay liên tục nhập mã sai 3 lần trở lên, sẽ lập tức tự động báo cảnh sát, nhưng bên cảnh sát vẫn chưa tin tới cho chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Văn nhân tự tức cau mũi lại khó chịu hỏi. Nghi ngờ có người đã thay đổi mệnh lệnh đăng nhập của chúng tôi. Trịnh Tuấn Vũ không phải là thằng ngu để nói ra rằng tam thiếu gia của nhà văn nhân đã giở trò. Là tam thiếu gia của gia tộc văn nhân tự tức nếu muốn thay đổi mệnh lệnh đăng nhập thì chẳng có việc gì là khó cả. Hơn nữa cha của hắn chính là người quản lý viện điều dưỡng này, nên hắn có thể thay đổi mệnh lệnh chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hứ, một người trẻ tuổi đứng sau lưng văn nhân tự tức hứ lên một tiếng rồi nói, nếu các ông không phục, thì cứ việc thay đổi lại mật mã, xem tôi có bị các ông phát hiện khi đang xâm nhập vào hệ thống quản lý của ô hay không. Người này mặt rơi tai chuột, dưới môi còn có một nốt ruồi son đỏ, nhưng trông nó như một hạt gạo nếp nấu sôi gấc vậy, trông vô cùng tởm lợm. Trịnh Tuấn Vũ nghe vậy chỉ đưa mắt lên nhìn văn nhân tự tức một cái, sau đó cũng chỉ biết im lặng không dám nói câu nào. Đến thằng ngu cũng hiểu được hạt sôi gấc này là bạn của nhà văn nhân, nếu như để cho hắn thử lại một lần nữa để nó thành công, thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình là đồ ăn hại cả. Kể cả một khi hạt sôi gấc có thất bại, thì chẳng khác gì tát vào mặt của tam thiếu gia. Bạn tát vào mặt tam thiếu gia của nhà văn nhân một cái, thì anh ta chắc phải trả lại bạn mấy chục cái tát ấy chứ. Nhưng đáng tiếc là người đàn ông nước ngoài lại chẳng hiểu được ẩn ý sâu xa này. Chỉ nghe ông ta quay ra nói với hạt sôi gấc, được thôi thưa ngài, tôi chấp nhận sự khiêu chiến của ngài. Các ông tốt nhất là ngăn chặn cho được anh ta. Nếu không thì cứ việc cuốn xéo khỏi đây. Văn nhân tự tức cười lạnh nói, ông và cả ông nữa cũng đều như vậy. Trịnh Tuấn Vũ căm hận vô cùng, nhưng ông vẫn không dám nói ra câu nào cả. Tôi không cần biết các người muốn làm gì, bây giờ lập tức cho có điện trở lại. Văn nhân Mục Nguyệt bước vào trong nói. Văn nhân tự tức trông thấy văn nhân Mục Nguyệt thì giật mình sửng sốt, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười nói, sao em lại tới đây vậy? Cho có điện ngay lập tức. Văn nhân Mục Nguyệt không muốn lằng nhằng thêm ở đây thêm một phút thẳng thừng ra lệnh. Văn nhân tự tức nghe vậy chỉ biết cười méo sạch nói, 10 phút sau mới được. Ngay lập tức, văn nhân tự tức nhún vai bất cần nói, máy đã thiết định thời gian là vậy, không thể thay đổi được, đây chỉ là một trừng phạt nhỏ dành cho trung tâm điều khiển, nếu không bọn chúng sẽ rất lơ là sơ ý. Văn nhân Mục Nguyệt lập tức quay sang Trịnh Tuấn Vũ ra lệnh, lập tức khởi động hệ thống cung cấp điện cho tôi. Quyền quản lý vẫn ở trong tay bọn họ, Trịnh Tuấn Vũ ngượng ngùng nói. Anh muốn làm cái ò gì? Văn nhân Mục Nguyệt quay sang văn nhân tự tức hỏi. Làm việc mà tôi cần phải làm. Văn nhân tự tức cười hình hệch đáp lại, quyền quản lý vẫn nằm trong tay cha của tôi. Ông ấy nói rằng viện điều dưỡng mấy hôm nay có đến một vị khách quý, do vậy tôi đến đây để kiểm tra công tác an toàn. Tôi thấy người ở đây cũng không ít, chắc tầm hơn trăm thì phải, nhưng hệ thống an toàn cũng vô cùng quan trọng. Thế là tôi liền tìm tới một người bạn để thử cái hệ thống an toàn ra sao, không ngờ hệ thống an toàn lại quá dở. Đây là thái độ làm việc kiểu gì vậy? Một hệ thống an toàn kém như thế sao có thể bảo vệ khách quý của chúng ta được? Phải thay đổi, nhất định phải đổi. Tôi đang giáo huấn bọn họ, bảo bọn họ làm cho nơi đây sẽ an toàn hơn nữa. Tôi không thích nghe mấy lời vớ vẩn. Văn nhân Mục Nguyệt nói gọn lỏn, trong vòng một phút nữa mà không có điện, tôi sẽ cho người tống cổ các anh ra ngoài. Văn nhân Mục Nguyệt, cô dám đối xử với tôi như vậy hả? Thấy văn nhân Mục Nguyệt coi khinh mình như vậy, văn nhân tự tức gào lên, tôi làm cho cái nhà này, thế mà cô dám ăn nói với tôi như vậy hả? Tôi sẽ đi nói cho ông biết chuyện này. Muốn đi đâu thì cứ việc, văn nhân Mục Nguyệt nói, nhưng nếu không làm khôi phục được nguồn điện, tôi sẽ cho người vứt các anh ra ngoài. Tôi không biết, văn nhân tự tức gào lên điên dại. Bắt đầu tính thời gian, văn nhân Mục Nguyệt lạnh giọng nói. Chương 983, sức mạnh từ người đẹp. Tần Lạc mặc dù không phải là con rể của văn nhân gia, nhưng lại là một người ngoài tiếp xúc thường xuyên với gia tộc văn nhân nhiều nhất. Đặc biệt là cái viện điều dưỡng này, chẳng có ai đến đây nhiều bằng hắn. Đầu tiên là ông nội Tần Tranh bị trúng đạn phải vào đây,
tiếp theo là mình và đại đầu, còn bây giờ thì là sư phụ Long Vương của mình. Không thể nói là những bác sĩ điều trị trong này đều có mối quan hệ mật thiết với Tần Lạc, nhưng họ lại khá là quen thuộc với hắn, đến cả chị quét rác ở đây mỗi lần thấy Tần Lạc đến thì đều vội tránh sang một bên và nở vẻ mặt tươi cười, chủ động chào Tần tiên sinh, anh đến rồi à. Vì vậy mà Tần Lạc cũng rất quen thuộc đối với nơi đây. Sau khi rời khỏi chỗ của Long Vương thì hắn chỉ cần tìm một vệ sĩ hỏi vài câu, là có thể biết được văn nhân Mục Nguyệt đã đi về phía trung tâm điều khiển rồi. Khi Tần Lạc bước vào thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm một chiếc đồng hồ đếm giây, thì hắn thấy thú vị lắm. Nhưng khi hắn thấy không khí ở đây có phần nặng nề, căng thẳng, thì hắn bèn bỏ ý định lên tiếng của mình đi, mà chỉ yên lặng đứng ở góc căn phòng, thậm chí người đứng đầu tiên là văn nhân Mục Nguyệt cũng không phát hiện ra sự có mặt của hắn. 46-45-43-21-9-8. Vẻ mặt của văn nhân tự tức thay đổi liên tục theo từng con số mà người đàn ông mặc đồ đen đang đọc một cách đúng vần đúng điệu. Khi đọc những con số từ 50 trở xuống thì vẻ mặt hắn vẫn rất chi là khinh thường và trông giống một người đang giận dữ, được ăn cả ngã về không vậy. Khi đọc những con số từ 30 trở xuống thì vẻ khinh thường trên khuôn mặt hắn biến mất tăm, và cũng không còn giận dữ như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nặng như chì. Khi người đàn ông áo đen đem đến 10 thì bất kể ai đứng đây đều có thể nhìn thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt hắn và còn có cả cái vẻ liều chết đến cùng nữa. 5-4-3-2-1 hết giờ. Ném anh ta ra ngoài. Văn nhân Mục Nguyệt nói với giọng dứt khoát. Soạt. Văn nhân Mục Nguyệt vừa dứt lời, thì có hai vệ sĩ mặc đồ đen từ sau lưng nàng xông thẳng về phía trước. Bọn họ là vệ sĩ chữ huyền của văn nhân Mục Nguyệt, bọn họ sẽ thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của nàng một cách vô điều kiện. Họ chẳng hề quan tâm gì đến thân phận của văn nhân tự tức, mỗi người kẹp một bên cánh tay của văn nhân tự tức rồi kéo hắn ta ra bên ngoài. Đợi đã, đợi một chút, văn nhân tự tức hét lên, bảo bọn họ buông tay ra, tôi đồng ý khởi động hệ thống điện trở lại, lập tức sẽ có điện trở lại. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu một cái, hai vệ sĩ mặc đồ đen mới buông hắn ra, sau đó lại im lặng lùi về vị trí ban đầu của mình. Trong lòng văn nhân tự tức hiện giờ đang tràn đầy sát khí. Nhưng hắn biết rằng thời điểm này thì thế lực của văn nhân Mục Nguyệt vẫn rất lớn, hắn chẳng thể nào chống lại được. Hắn bóp bóp chỗ cánh tay bị hai vệ sĩ kia làm cho đau điếng, sau đó nói với người bạn đi cùng hắn đội mũ lưỡi chai đứng ở sau lưng, rách, đóng điện trở lại đi. Được, rách đáp lại một tiếng, anh ta dùng ngón tay gõ lung tung một hồi trên bàn phím vi tính rồi nói, bây giờ thì ok rồi. Vừa nói xong. Viện điều dưỡng vừa rồi còn trong trạng thái tối đen như mực thì giờ đây đã sáng rực trở lại. Không thể không nói rằng, cái mà người ta gọi là cao thủ máy vi tính đúng là cao tay thật. Sau khi đạt được mục đích của mình rồi thì văn nhân Mục Nguyệt liền quay người bước đi. Đối với một số người trong gia tộc văn nhân thì mặc dù mọi người có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng nàng chẳng bao giờ thèm nhìn họ lấy một cái, tất nhiên là bọn họ cũng đối xử y như thế với nàng. Đặc biệt là sau khi văn nhân Mục Nguyệt bị trúng độc, mượn việc Tần Lạc bị thương để đuổi văn nhân Nhã Ca đi, điều đó càng làm cho tất cả mâu thuẫn trở nên sâu đậm hơn. Bi kịch ở chỗ là, văn nhân Mục Nguyệt là một chiến sĩ cô độc. Ngoài cậu em trai mê gái chẳng giúp được việc gì ra hồn ra thì gần như tất cả mọi người trong gia tộc văn nhân đều quay mặt lại với nàng. Đến cả người cha đẻ của nàng tất nhiên là văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chiếu đều không thừa nhận người cha này của mình cũng luôn cảm thấy bất mãn với hai chị em nàng. May mà ông lão văn nhân Đình vẫn còn sống, hơn nữa còn hết sức ủng hộ việc cầm quyền của văn nhân Mục Nguyệt, chứ nếu không thì những người này mà liên kết lại, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Văn nhân Mục Nguyệt có quyền quản lý doanh nghiệp, nhưng lại không có quyền phân phối cổ phần quyền lực trong gia đình. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay của văn nhân Đình, chỉ cần một ngày ông không trao quyền cho Mục Nguyệt, thì nàng cũng chẳng thể làm gì được với mọi người trong nhà này cả. Bởi vì bọn họ đều là những con cháu đích tôn ở trong nhà. Bọn họ có quyền kế thừa tài sản của văn nhân, thậm chí còn có không ít người còn xếp trên cả văn nhân Mục Nguyệt nữa. Và quan trọng hơn nữa là, nếu như văn nhân Đình tạ thế, thì bọn họ cũng có quyền phân chia tài sản và cổ phần của công ty. Hai bên đều không thể làm gì nổi nhau, bây giờ hai bên có một việc làm duy nhất đó là không gặp mặt nhau thì càng tốt. Ngày thường văn nhân Mục Nguyệt cũng chưa bao giờ gặp cái cảnh như hôm nay, văn nhân tự tức đột nhiên xông đến quang minh chính đại rồi giở trò một cách lố bịch như lần này. Văn nhân tự tức thấy văn nhân Mục Nguyệt đang định bỏ đi, thì hắn vội hét lớn, chờ đã. Có chuyện gì không? Văn nhân Mục Nguyệt đã trông thấy Tần Lạc đang đứng đó, và nàng gật đầu chào hắn rất lịch thiệp,
nhân tiện buông thõng một câu với văn nhân tự tức. Lẽ nào cô cứ định đi như vậy sao? Văn nhân tự tức nói, tôi đã làm sai cái gì chứ, tôi hỏi cô. Cái viện điều dưỡng này có còn là nơi quản lý của cha tôi nữa không? Đúng vậy, văn nhân Mục Nguyệt nói. Văn nhân Mục Nguyệt quản lý hết mọi đại quyền trong gia tộc văn nhân, nhưng một số doanh nghiệp nhỏ như viện điều dưỡng Dương Cảnh Sơn, hoặc là những nơi khác đều là do chú bác trong dòng họ quản lý hết, văn nhân Mục Nguyệt cũng chẳng buồn tranh giành với họ mấy con cá tép siêu này. Bởi vì nàng hiểu cái câu mà các cụ ngày xưa hay nói. Đó là, nhàn cư vi bất thiện. Nếu như không để cho mấy ông chú, ông bác trong nhà có việc gì để làm, thì họ chắc chắn sẽ gây phiền phức tới cho nàng. Giống như viện điều dưỡng này do bác hai trong nhà quản lý. Ngày trước văn nhân Mục Nguyệt chẳng thèm để ý tới nơi này đến nửa mắt, ngày thường nàng cũng chẳng bao giờ lai vãng tới đây. Nhưng sau khi quen Tần Lạc, thì nàng bắt đầu tới đây nhiều hơn. Cái chính là viện điều dưỡng này là do bác hai quản lý, có lẽ chính bản thân bác hai cũng chẳng bao giờ tới đây. Nhưng nếu như người trong nhà văn nhân muốn lấy chuyện của viện điều dưỡng ra làm đề tài câu chuyện để gây sự thì cũng rất dễ dàng. Nàng muốn lấy viện điều dưỡng này cũng rất khó, vì theo quy định gia tộc, mỗi một chuyện gì cần phân phối thì đều phải họp bàn gia đình. Văn nhân Mục Nguyệt chẳng muốn có cuộc họp đó xảy ra chút nào, bởi vì nàng và cậu ấm em nàng không phải là người có tiếng nói to tát trong gia đình. Ai bảo nàng trẻ nhất nhưng lại có quyền kinh tế lớn nhất trong nhà cơ chứ? Tôi nghe theo lời cha tôi tới đây kiểm tra viện điều dưỡng, thế thì có gì sai trái hả? Không sai. Vậy tại sao cô lại hành động như vậy với tôi? Anh không nên ngắt điện. Tôi ngắt điện thì cũng có thể thắp điện, nếu như người khác có ý muốn ngắt điện, thì sự việc sẽ ra sao? Văn nhân tự tức cười lạnh nói, lẽ nào cứ để mặc bọn ăn hại này nó làm ăn tắc trách như vậy sao? Đó là việc của các anh. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói, tôi chỉ cần kết quả mà thôi. Đúng vậy, đây là vấn đề của chúng tôi cũng đang giải quyết vấn đề, tôi ngắt điện 10 phút là muốn cảnh cáo đám ăn hại ở đây. Vậy mà cô dám làm gián đoạn công việc của tôi. Cung cách làm việc của anh quá ngu ngốc. Văn nhân tự tức biết là mình không nên phát điên trong lúc này, vì nếu không bao nhiêu lý lẽ mà anh ta đưa ra ban đầu sẽ đổ sông đổ bể hết. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận cười nói, được thôi, cô là chủ, cô muốn làm gì thì làm. Ý của cô là hệ thống an toàn ở đây cứ như thế này chứ gì? Bất kể người nào cũng dễ dàng xâm nhập được đúng không? Văn nhân Mục Nguyệt định nói rằng viện điều dưỡng này là của bác hai, do vậy đó là công việc của ông ấy, nhưng lúc này nàng cũng thấy thái độ làm việc của đám người ở đây cũng có vấn đề, nên nàng mới không nói ra. Mà quay sang Trịnh Tuấn Vũ hỏi, có chuyện gì? Bọn họ đã xâm nhập và đột phá qua bức tường lửa của hệ thống, nhưng hệ thống báo cảnh sát không hề có thông báo. Trịnh Tuấn Vũ cúi đầu ngượng ngùng đáp mà không dám nhìn thẳng vào mặt văn nhân Mục Nguyệt. Vì khi đã nói câu này rồi thì đã chứng tỏ bọn họ đúng là bất tài vô dụng. Quả nhiên đã thấy văn nhân Mục Nguyệt cau mày lại. Lẽ nào hệ thống bảo hộ an toàn ở đây đã hoàn toàn tê liệt rồi sao? Hôm nay bị mất điện còn có thể bảo văn nhân tự tức thắp điện, nhưng ngày mai mất điện thì làm sao đây? Khi đó nàng cũng chẳng có lý do gì tìm đến văn nhân tự tức cả. Và hắn cũng có thể nói là hắn hoàn toàn không có ở hiện trường, và cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì sao. Văn nhân Mục Nguyệt trầm ngâm không nói, Trịnh Tuấn Vũ bất giác nói lên một câu nói không hề phù hợp với tính cách của ông ta chút nào cả. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể ngăn chặn được, lẽ nào đây chính là sức mạnh của phái đẹp đã làm cho ông phải rung động hay sao? Văn nhân Mục Nguyệt cũng lo lắng hệ thống có vấn đề, nên gật đầu nói, thử lại lần nữa xem nào. Vâng. Trịnh Tuấn Vũ khẽ xúc động trong lòng, vì câu nói này của người đẹp, cho dù có phải cuốn chiếu đi tìm việc ở nơi khác cũng đáng lắm. Hạt Sôi Đỗ nghe vậy liền nói, không phục đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho các ông thua khâm phục khẩu phục, bây giờ tôi sẽ trả lại quyền quản lý cho các ông. Sau đó tôi sẽ đột nhập lại lần nữa xem các ông còn nói năng được gì nữa. Đừng có hòng, Trịnh Tuấn Vũ kiên định nói. Sau đó ông quay sang người đàn ông nước ngoài tóc vàng, nhỏ to một hai câu. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài luôn. 3 phút. Chỉ cần 3 phút. Hệ thống an toàn ở đây lại một lần nữa mất hiệu lực, Hạt Sôi gấc lại thành công. Tần Lạc đi tới bên văn nhân Mục Nguyệt mỉm cười nói, anh tìm một người bạn tới giúp, anh ta rất rành về khoản này. Được, văn nhân Mục Nguyệt đáp, nếu như độ tin cậy của nàng với các thành viên trong gia đình là con số không tròn chính, thì với Tần Lạc nàng tin hắn 100. Hoặc ít nhất thì cũng là 99%. Cũng không thể thấp hơn 80% được, mà ai mà biết được cơ chứ.
Chương 984, những nhân vật bí hiểm bên cạnh Tần Lạc. Tần Lạc nói giúp đỡ thực ra là có ý khác của hắn, hắn cho rằng văn nhân Mục Nguyệt sẽ từ chối thẳng thừng với hắn không chút suy nghĩ. Vì nói cho cùng những cao thủ bên cạnh nàng là rất nhiều, đối phó với tên nhãi danh như rách, nhìn trông như một thằng ất ơ dở hơi thì có gì là khó. Tần Lạc còn biết văn nhân Mục Nguyệt vẫn còn nguyên tổ trí não của nàng nữa. Nhưng cuối cùng Tần Lạc vẫn chưa thể hiểu hết được phụ nữ. Ít ra thì đối với văn nhân Mục Nguyệt, hắn vẫn chưa thể hiểu hết nàng được. Phụ nữ thường thích bạn trai của mình biểu hiện hơn người một chút, như vậy sẽ càng làm cho người khác cảm thấy sự lựa chọn của nàng là không bao giờ tồi cả. Văn nhân Mục Nguyệt như vậy là đã coi Tần Lạc là bạn trai của nàng rồi. Đây chính là một hành động hoàn toàn tự phát. Hoặc có lẽ chính bản thân văn nhân Mục Nguyệt cũng không hiểu, và cũng không dám nghĩ tới. Văn nhân Mục Nguyệt đồng ý, thế là Tần Lạc liền móc luôn điện thoại ra gọi. Rất nhanh ở đầu dây bên kia, tiếng của một người phụ nữ óng ẹo vang lên. Chồng yêu, cuối cùng thì anh cũng nhớ đến em rồi. Anh có biết là đã bao lâu rồi chưa gọi cho em, cũng như đến thăm em rồi không? Ha ha, gần đây bận quá. Tần Lạc cười khổ, cô nàng này bao giờ gọi điện cũng phải hành hạ hắn một phen. Đây không phải là lý do, quan trọng là trong tim anh có em hay không thôi. Lệ Khuynh Thành càng nói giọng càng mật ngọt, cứ như đổ cả lọ mật ong rót vào tai Tần Lạc vậy. Có chứ, ngày nào mà chẳng nhớ. Tần Lạc lên tiếng an ủi. Anh chẳng có chuyện gì thì còn lâu mới gọi cho em, nói đi hôm nay tìm em có chuyện gì thế. Tần Lạc biết hắn không thể giấu Lệ Khuynh Thành việc gì được, chỉ cười nói, tìm em mượn một người thôi. Ai, có em trong đó không? Anh muốn cần ai, em lập tức đóng gói gửi ngay tới phòng cho anh. Lệ Khuynh Thành cười hi hí nói. Lý Lạc, Tần Lạc nói, lần trước khi khai chiến với Cửu Gia, Hạ Dương đã đưa tới một thiên tài tin học, cũng chính người này đã lập được nhiều chiến công, nên Cửu Gia mới nhanh chóng trở mặt với nhau nhanh như vậy. Tuy là chiến đấu đã kết thúc rồi, nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn tiếc chưa muốn trả Lý Lạc lại cho Hạ Dương. Chính vì thế mà chàng trai tội nghiệp đó, đã thành trâu thành ngựa cho con yêu tinh này nó sai vặt. Lần trước Hạ Dương gọi điện tới hỏi chuyện, nhưng vì Tần Lạc còn bận việc giải quyết, nên Hạ Dương vẫn chưa đòi Lý Lạc về gấp. Có chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành nghe thấy Tần Lạc đòi cần Lý Lạc, thì giọng nói của nàng không còn nhõng nhẽo bông đùa nữa. Nàng là người phân biệt rất rạch ròi, lúc nào đùa và lúc nào thì cần nghiêm túc. Không có gì, Tần Lạc nói, chỉ là giúp người bạn thiết lập lại hệ thống an toàn thôi mà. Không có chuyện gì thì tốt, Lệ Khuynh Thành lúc này mới an tâm. Sau đó nàng lại cất giọng cợt nhả, chồng yêu, em muốn bàn với anh chuyện này. Chuyện gì? Em muốn Lý Lạc về đây làm việc cho em được không? Em thấy có một hacker giỏi như cậu ấy là một việc vô cùng hữu ích. Tần Lạc cười khổ nói, anh nghĩ e rằng không được. Tại sao? Em có biết lai lịch của Lý Lạc không? Không biết. Cậu ấy là quân nhân của phương Nam. Tần Lạc không hề ngần ngại mà tiết lộ thân phận của Lý Lạc. Thế thì đã sao? Một năm em cho cậu ấy 1 triệu, 5 triệu, 8 triệu, không thể nhiều hơn được nữa đâu. Lệ Khuynh Thành lúc này không biết tự bao giờ đã mặc cả với Tần Lạc rồi, cứ như Lý Lạc là một món hàng mà nàng muốn mua cho bằng được vậy. Không được đâu, hơn nữa em thật là, sao lại đi cướp người của nhà nước cơ chứ? Thật làm anh thất vọng quá. Được rồi, em hiểu rồi, em không làm phiền anh nữa. À đúng rồi, chồng yêu. Em lại lấy tên của anh đầu tư 20 trường tiểu học tại Xuyên Quý đấy, mấy tên ngôi trường đó em đặt là trường tiểu học Hy Vọng Lạc Yêu Khuynh Thành, anh thấy được không? Tần Lạc rất muốn nói cho nàng biết là cái tên đó đúng là tệ nhất quả đất. Đùa anh đấy, em còn lâu mới hạ cấp như thế. Anh nói cho em địa chỉ, em sẽ đưa cậu ta tới đó. Lệ Khuynh Thành nói rất ngắn gọn, xúc tích. Tần Lạc sau đó nói cho nàng địa chỉ, Lệ Khuynh Thành nghe xong vờ hờn ghen nói. Lại đi tìm vị nữ thần của anh rồi phải không? Ai, từ trước tới giờ em cứ tưởng em là người đẹp nhất cơ, ai ngờ so với cô ấy em chẳng khác nào que diêm so với mặt trời cả. Cô ấy đẹp, em cũng không kém. Tần Lạc đáp lại. Vậy ai đẹp hơn? Cô ấy không sexy bằng em. Tần Lạc cứ ngỡ là mình đã trả lời rất khéo léo rồi. Vậy tức là em vẫn không đẹp bằng cô ấy rồi. Bên cạnh anh có người không? Lệ Khuynh Thành đột nhiên giọng nói nhỏ hẳn lại. Tần Lạc đưa mắt nhìn bốn hướng rồi nói, trong vòng bán kính 2 mét thì chẳng có ai cả. Vậy thì tốt, Lệ Khuynh Thành nói nhẹ như khói, anh mau đến với em đi không làm tình với anh nữa, chắc em già chết mất. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười của yêu tinh,
Tần Lạc chột dạ nắm lấy đũng quần của mình, chờ cho thằng em của hắn đã trở nên bình tĩnh thì hắn mới bắt đầu vào bên trong phòng. Người đàn bà này, đúng là chỉ cần một câu nói có thể đốt cháy ngọn lửa dụng vọng trong tim bất kỳ người đàn ông nào. Hiệu suất làm việc của Lệ Khuynh Thành rất cao, rất giống với phong cách của văn nhân Mục Nguyệt. Chưa đầy nửa giờ sau, Mã Duyệt nhận được thông báo có một người tên Lý Lạc đang đứng chờ ở cổng viện điều dưỡng. Mã Duyệt bảo cho người đó vào, lập tức đã có người dẫn Lý Lạc vào bên trong tòa nhà. Lý Lạc, Tần Lạc vẫy tay chào hỏi, cậu nhóc này trông hiền lành đeo cặp kính cận, nói chuyện với người khác lúc nào cũng xấu hổ đỏ mặt, làm cho Tần Lạc nhớ tới thời trai trẻ của hắn năm xưa. Đã một thời, hắn đã có rất nhiều lần đỏ mặt với biết bao người phụ nữ, thời gian đúng là lưỡi dao định mệnh, nhát dao nào cũng làm cho người ta già đi, nhưng cũng trưởng thành hơn. Đến đây, Lý Lạc đỏ mặt cười với Tần Lạc nói, Lệ tiểu thư bảo tôi tới giúp anh. Có việc muốn nhờ cậu giúp. Tần Lạc sau đó thuật lại toàn bộ công việc rồi hỏi, cậu có đủ khả năng hay không? Có thể cho tôi mượn máy được không? Lý Lạc hỏi. Được, Trịnh Tuấn Vũ nói, ông không ngờ chờ đợi nửa ngày trời, mà chỉ thấy một cậu nhóc đi tới, điều này làm ông hơi có phần thất vọng. Còn bên Jack và Văn Nhân Tự Tức thì thấy tự tin hơn rất nhiều, không biết hai người nói với nhau cái gì, mà thỉnh thoảng cả hai đều cất giọng cười vô cùng khả ố. Nên biết rằng, hầu hết các hacker cao thủ đều có máy tính chuyên dụng cho mình, vì bọn họ đã cài đặt hết chương trình mình cần trong máy, mỗi lần cần chỉ việc lấy nó ra là xong. Nhưng Lý Lạc lại đi tay không tới, bây giờ lại còn mượn máy của người khác, hành động này của cậu ta có phần hơi bị nghiệp dư. Đây chính là cao thủ mà anh mời tới sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc đáp. Trông cậu ta, y hệt anh, chẳng có gì giỏi giang cả. Chút nữa em sẽ biết thôi. Tần Lạc trả lời, những kẻ bề ngoài trông ghê gớm, nhưng bên trong giống tuếch trên thế gian này không phải là ít. Ê nhóc, nếu như mày có thể ngăn chặn được tao, tao sẽ gọi mày là sư phụ. Sách khinh bỉ nhìn Lý Lạc nói. Chỉ nghe Lý Lạc lắc đầu chậm rãi đáp lại, tôi không thể nhận đồ đệ được. Ý câu này của cậu ta có nghĩa là, sách cậu thua là cái chắc rồi, nhưng xin lỗi muốn làm đệ tử của tôi thì cậu vẫn chưa đủ trình. Tất cả mọi người đều phá lên cười ha hả. Tần Lạc thấy vậy cũng rất khâm phục cậu nhóc này. Không biết là cậu ta cố tình hay hữu ý, nhưng câu nói của cậu ta đúng là thâm thúy vô cùng. Đừng lắm lời nữa, để tao xem mày giỏi cỡ nào đã. Sách tức giận nói. Rất nhanh, Trịnh Tuấn Vũ đã đem tới một chiếc máy laptop rồi nói, đây là máy của tôi, trong đó có cả quyền quản lý hệ thống nữa. Lý Lạc thấy vậy liền mỉm cười nhận lấy cái máy rồi bắt đầu thao tác. Rất nhanh Lý Lạc đã vào trong trạng thái làm việc vô cùng nghiêm túc và tập trung. Cậu ta ngoại trừ chỉ hỏi Trịnh Tuấn Vũ hai câu hỏi xong, là lại cặm cụi vào màn máy tính mà đánh tanh tách. Còn Jack thì ngồi lên trên ghế, uống trà thưởng thức, con gà, Lý Lạc làm việc. Không có máy riêng, đúng là nghiệp dư. Không có công cụ của hacker, đúng là con gà con chính cống. Anh xem cái tư thế ngồi của cậu ta kìa, đúng là chẳng có tác phong của một hacker gì cả, không biết cậu ta vào ngành từ bao giờ nữa. Tách. Lý Lạc bấm phím Enter một cách nhẹ nhàng, rồi ngẩng đầu lên cười nói, thực ra mạng lưới bảo vệ này vô cùng chắc chắn, người thường không thể nào xâm nhập vào trong được. Lý Lạc nói câu này làm cho Trịnh Tuấn Vũ vui mừng vô cùng, hiệu quả công việc của ông cuối cùng cũng đã được một con gà đúng nghĩa khen thưởng. Có người xâm nhập vào được, là do có người quản lý hệ thống mật mã. Theo như đặc tính của hệ thống OS, thì người quản lý mật mã có thể vào trong hệ thống chỉnh sửa lại nhiệm vụ, sẽ làm cho thiết bị báo cảnh sát bị mất tác dụng. Vớ vẩn, vớ vẩn. Sách nhảy dựng lên chửi bới, tao làm gì có mật mã quản lý? Ai cho tao mật mã quản lý hả? Bọn chúng đã lập lại mật mã và tao đã xâm nhập lại được rồi, lẽ nào có người nói cho tao biết em mã quản lý hay sao? Cái này đơn giản thôi, Lý Lạc nói. Anh lần đầu tiên xâm nhập vào hệ thống đã để lại một cái đuôi, bất luận người ta có nhập mật mã nào thì anh cũng nhận được nó qua hòm thư của mình. Chương 985, em không phải là văn nhân Mục Nguyệt của nhà anh. Vu khống, Văn Nhân Tự Tức chỉ vào mặt Lý Lạc quát lên, mày có chứng cứ gì cớ chứ? Ai lại đi làm cái chuyện vớ vẩn như vậy? Tôi chẳng có chứng cứ gì cả. Lý Lạc nhún vai, giơ hai bàn tay ra tỏ vẻ lấy làm tiếc nói. Tất cả các dấu tích đều bị anh ta xóa sạch đi hết cả rồi. Thế mà cũng nói à, lẽ nào các người nói thế nào nó phải thế đó sao? Văn Nhân Tự Tức cười lạnh nói, họ Tần kia, cho dù mày có muốn vu oan cho người khác, thì cũng phải tìm ra một lý do thông minh hơn chút chứ.
tìm một đứa ba ngơ như thế này tới đây thật là mất mặt quá. Thua mà không chịu thừa nhận, Tần Lạc cười lạnh nói. Tao mà thua á, các người mới là kẻ thua cuộc ấy. Sơ hở của hệ thống an toàn trong nhà này nhiều vô kể, vậy mà các người vẫn còn liều mạng để che chở bọn họ, rốt cuộc là các người có giáp tâm gì? Cái này thì phải hỏi cha anh, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Hệ thống an toàn của tòa nhà này năm ngoái được cấp kinh phí là 6 triệu USD, năm nay được cấp cả 8 triệu 500.000 USD, đổ bao nhiêu tiền như thế mà lại cho ra một hệ thống có hàng trăm kẽ hở như vậy, thì thử hỏi đây có phải là do ông ấy đã quá lơ là trong công việc không? Mày Văn Nhân tự tức thấy mình mà cứ không chịu buông tha cho vấn đề an toàn của tòa nhà này thì chẳng khác nào lấy đá để đập vào chân cha mình cả. Đó là vì cha của tao ngày thường bận bịu công việc quá, không có thời gian để lo đến khoản này. Hơn nữa, bình thường cũng ít người đến đây ở, nên mọi người cũng không để tâm nhiều đến vấn đề an toàn. Bây giờ cha tao nghe nói có khách quý vào ở, nên đã lập tức bảo tao đến viện điều dưỡng kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ nơi đây, chỉ sợ có vấn đề gì xảy ra làm cho việc tiếp đãi không được chu toàn nhưng công việc của tao lại bị chúng mày làm gián đoạn. Tất nhiên là phải làm gián đoạn rồi, Tần Lạc cười khẩy nói. Vừa rồi có người nhân lúc cắt điện đã có ý đồ hãm hại khách quý ở đây, may mà vệ sĩ kịp thời chạy đến. Nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Văn Nhân tự tức, tôi thực sự muốn hỏi xem anh rốt cuộc là muốn làm gì. Mày nói nhảm, tổng cộng thời gian cắt điện còn chưa đến 5 phút thì người khác làm sao biết được. Tần Lạc xa sầm mặt xuống, nhìn hắn ta nói, đây chính là điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ. Văn Nhân tự tức, chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ với kẻ có ý tấn công vào vị khách quý ở đây. Ngậm máu phun người ai mà chẳng biết. Nếu mà mày muốn chơi, thì tao sẽ tiếp mày chơi tới cùng. Ngậm máu phun người, Văn Nhân tự tức bị Tần Lạc nói cho tức đến hộc máu mồm, mày vu oan giá họa, mày nói có người muốn tấn công khách quý ở đây, thế thì hung thủ đâu? Mày đã bắt được chưa? Nó chạy rồi, Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Mày cứ tưởng thủ đoạn hạ cấp này của mày là có thể chơi được tao hả? Như nhau cả thôi, Tần Lạc nhìn Văn Nhân tự tức với con mắt khinh miệt nói, anh cứ tưởng là cái trò mèo của anh có thể qua mặt được Văn Nhân Mục Nguyệt của nhà chúng tôi sao? Tần Lạc nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt một cái, thấy nàng không hề đưa con mắt ngạc nhiên vì từ xưng hô mà hắn vừa dành cho nàng, nên hắn lại càng được thể lấn tới nói, tôi nghĩ anh làm như vậy chắc chắn là chưa được người trong nhà đồng ý phải không? Ít ra thì cha của anh cũng không biết, chỉ cần là người có chút đầu óc, thì chẳng bao giờ dở thủ đoạn như thế này cả. Thằng họ Tần kia, mày là cái thá gì? Mày cứ tưởng mày cắp nách được một con đàn bà trong nhà Văn Nhân của tao là có thể tác oai tác quái hả? Mày có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với tao? Mày có tin là tao sẽ tống cổ hết chúng mày ra ngoài không hả? Nghe thấy Văn Nhân tự tức ăn nói ngông cuồng như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt lập tức ra lệnh, tống cổ anh ta ra ngoài. Hai tên vệ sĩ lại một lần nữa tiến lên cắp lấy hai tay của Văn Nhân tự tức mà kéo lê đi như kéo một chiếc rẻ rách. Văn Nhân Mục Nguyệt, mày là con tiện nhân thối tha, mày đưa người ngoài về bắt nạt người trong nhà, mày có giỏi thì giết hết chúng tao đi. Mày không phải là rất muốn làm điều đó sao? Văn Nhân Nhã Ca đã bị mày ép đuổi đi rồi, mày đuổi hết mọi người đi rồi, thì cả cái nhà Văn Nhân này sẽ thuộc về đôi gian phu dâm phụ của chúng mày, có giỏi thì giết tao đi, đến đây mà giết tao. Văn Nhân tự tức tức đến nổ phổi, hắn chẳng còn giữ được dáng vẻ công tử như trước nữa, mà bây giờ bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu đều văng hết ra ngoài. Chờ chút, Tần Lạc thốt lên. Bọn vệ sĩ nghe Tần Lạc nói vậy liền quay đầu lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, hai tên vệ sĩ lập tức dừng chân lại chờ Tần Lạc. Tần Lạc bước tới trước mặt Văn Nhân tự tức, nhìn vào bộ mặt tức đỏ như sôi gấc của Văn Nhân tự tức cười nói, hỏi anh ba câu hỏi, thứ nhất, anh thấy tôi tham thú cái gia tài nhà Văn Nhân của anh hả? Không phải sao, Văn Nhân tự tức khinh bỉ cười nói, chẳng lẽ mày không thích tiền? Thằng họ Tần kia, mày giỏi lắm, một chiêu lấy lùi làm tiến của mày hay lắm, năm xưa mày tới đây để trả lại hôn lễ. Bọn tao cứ tưởng mày thật lòng từ bỏ làm con rể nhà Văn Nhân cơ. Nhưng không ngờ mày làm vậy là vì muốn cua được con đàn bà này, hề hề hề, mùi vị của thiên hạ đệ nhất yến kinh ra sao hả, ngon lành chứ. Tần Lạc cười rồi lại hỏi tiếp, câu hỏi thứ hai, ngoại trừ Văn Nhân Mục Nguyệt ra, mày cảm thấy ai có thể làm cho doanh nghiệp của nhà Văn Nhân vượt qua khó khăn, rồi phát triển nhanh như hiện nay? Văn Nhân tự tức nghe vậy sững người, chẳng biết trả lời ra sao cả. Bởi vì câu hỏi này hắn không biết trả lời ra sao cả. Bọn chúng tranh quyền đoạt thế là bởi vì không muốn để Văn Nhân Mục Nguyệt ở vào vị trí độc tôn, còn về việc sau khi tranh giành được vị trí của Văn Nhân Mục Nguyệt,
rồi phát triển ra sao thì tất cả mọi người trong nhà văn nhân, ít nhất là với văn nhân tự tức, thì hắn đúng là chưa từng nghĩ qua bao giờ cả. Mày đã quá đề cao nó rồi, mày tưởng là không có nó thì trái đất ngừng quay chắc. Không mợ trợ vẫn cứ đông, có giỏi thì mày bảo nó giao vị trí đó ra đi, ai mà chẳng làm được. Văn nhân tự tức nói cứng. Còn về việc hiệu quả ra sao thì quan tâm tới làm gì, dù sao thì lúc đó đại quyền cũng đã nắm trong tay rồi. Được thôi, thế câu hỏi thứ ba, câu hỏi này anh nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, trả lời cho thật cẩn thận, anh có nghĩ rằng tôi dám tát anh một cái không? Mày dám động tới tao? Văn nhân tự tức nổi điên gào lên. Nói đúng rồi đấy, Tần Lạc dứt lời liền thẳng tay nện luôn một cú trời giáng vào mặt văn nhân tự tức rồi cười nói, tao đúng là dám động tới mày đấy. Tiếp sau đó, Tần Lạc lại tát bôm bốp vào mặt văn nhân tự tức liên tục mười mấy cái tát liền. Tần Lạc tát xong vẫn chưa thấy hết tức, hắn liền đấm luôn một cú nữa vào bụng văn nhân tự tức. Văn nhân tự tức chỉ kêu á lên một tiếng thất thanh, sau đó nằm bẹp xuống đất lăn lộn kêu gào như một con chó dại. Các anh có thể đưa hắn đi được rồi đấy, Tần Lạc nói. Hai tên vệ sĩ nghe vậy liền nhấc bổng văn nhân tự tức lên rồi kéo lê ra bên ngoài. Rách nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh như một cái rẻ rách như vậy, liền ôm luôn cái laptop của mình đứng dậy, nở một nụ cười hết cỡ nói, ha ha. Không liên quan gì tới tôi cả, anh ta bỏ tiền ra để thuê tôi, anh ấy đúng là đã nói cho tôi mật mã, tôi có mật mã rồi mới làm được như vậy, thật ra hệ thống an toàn của các bạn là rất tốt đó ạ. Viết một bản nhận tội, sau đó cút khỏi đây, cái loại vô danh tiểu tốt này Tần Lạc cơ bản là không thèm để ý tới. Vâng, tôi sẽ cút khỏi đây. Bây giờ cút ngay đây ạ. Sách không nói không rằng cun cút chuồn ra khỏi chỗ này. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai Lý Lạc rồi nói, cậu làm việc khá lắm. Lý Lạc ngại ngùng cúi đầu đáp, thực ra thì tôi cũng có làm gì đâu, chỉ là kiểm tra hệ thống lại một chút thôi mà. Thế có cần cải tiến cái gì không? Có. Có cần cậu ấy giúp gì không? Tần Lạc nhìn Trịnh Tuấn Vũ nói. Vâng vâng, Trịnh Tuấn Vũ vội cười đáp, được như vậy thì tốt quá rồi. Sau đó Trịnh Tuấn Vũ liền quay sang Lý Lạc nói, không biết vị tiểu huynh đệ này tốt nghiệp ở đâu vậy? Có muốn vào làm việc cho chúng tôi không? Chúng tôi đang rất cần những nhân tài có kỹ thuật như cậu, còn điều kiện cậu muốn đãi ngộ ra sao thì cứ việc mở miệng yêu cầu. Thứ gì đáng quý nhất trong thế kỷ 21 này? Đó là nhân tài. Tần Lạc chán chẳng buồn giải thích rằng Lý Lạc không thể vào trong này làm được, vì thái độ của cậu ta đã nói lên tất cả. Tần Lạc bỏ Lý Lạc ở lại trung tâm điều khiển. Còn hắn và văn nhân Mục Nguyệt thì đi ra ngoài. Thôi giải tán đi, văn nhân Mục Nguyệt quay sang Mã Duyệt nói. Mã Duyệt và một người đàn ông mặc đồ đen đưa tay ra hiệu, thế là đám vệ sĩ xung quanh văn nhân Mục Nguyệt liền lập tức rút lui, rồi biến mất luôn trong bóng tối. Tần Lạc đưa mắt nhìn văn nhân Mục Nguyệt một cái, hai người đều không nói gì, nhưng lại rất hiểu ý nhau cùng bước chân đi tản bộ trong khuôn viên của viện điều dưỡng. Cả hai một lúc sau dừng chân tại một khu rừng trúc. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn vào giảng trúc một cách xa xăm. Sao anh lại làm như vậy? Giọng của văn nhân Mục Nguyệt vọng tới vô cùng nhỏ và phiêu lãng. Hắn chửi chúng mình là đôi gian phu dâm phụ, cái này thì oan cho anh quá, ngoại trừ cầm tay em ra, thì anh còn chưa làm bất cứ cái gì cả. Tần Lạc bông đùa nói. Văn nhân Mục Nguyệt không cười, mà nàng chỉ nhìn Tần Lạc đăm đăm. Tần Lạc biết lý do này không đủ để giải thích cho hành động ra tay với văn nhân tự tức của hắn, nên đành phải cười nói. Thực ra anh chỉ giúp em hạ quyết tâm mà thôi. Anh thấy em quá mềm yếu. Anh thấy em quá dung túng cho bọn họ. Tần Lạc thở dài nói, nếu như không giải quyết vấn đề này, em sẽ bị bọn họ cứ thế mà đè đầu cưỡi cổ. Muốn tung hoành thiên hạ thì phải yên ổn trong nhà mình trước đã. Việc nội bộ mà không giải quyết, thì khi em muốn làm gì bên ngoài đều rất vướng chân vướng tay. Em nên biết, vẫn còn một trận chiến khốc liệt nữa đang chờ em ở phía trước kia. Con người là như vậy. Càng không đạt được cái gì thì lại càng mong muốn đoạt được nó. Văn nhân Mục Nguyệt nói, em không muốn học làm bạch phá cục. Em không cần phải học anh ta làm gì. Tần Lạc nói, có một bạch phá cục đã là đủ lắm rồi, bọn họ không phải suốt ngày ép em ư. Em cũng nên thể hiện sự bất mãn của mình trước mặt họ rồi, nếu không bọn họ sẽ cho rằng e dễ bị ăn hiếp, và còn ông nội cáo già của em nữa, ông ấy cũng nên đứng ra mà tỏ thái độ đi là vừa. Nếu không thì em cứ lựa chọn đối tượng mà xả vào đầu nó, nếu mà vẫn không được nữa thì anh cho em tiền mở một công ty mà chơi. Chơi mấy năm sau thì mua lại cái sản nghiệp của nhà văn nhân, thế là xong chuyện. Đây cũng không phải không có tiền lệ, Tần Lạc đã cho Lệ Khuynh Thành đầu tư cái quốc tế Khuynh Thành,
và kết quả là nó đã nuốt chửng cả sản nghiệp của Cửu gia. Văn nhân Mục Nguyệt đưa mắt nhìn Tần Lạc rồi nói, em không phải văn nhân Mục Nguyệt của nhà anh. Chương 986, chỉ thiếu mỗi sát khí thôi. Nữ thần cũng có mặt dễ thương của một cô gái nhỏ bé. Dĩ nhiên, cái mặt dễ thương này nàng rất ít để lộ ra cho người khác trông thấy. Có lẽ, chỉ có ở trước mặt Tần Lạc là nàng mới tỏ ra như vậy thôi. Tần Lạc biết trong trái tim văn nhân Mục Nguyệt vẫn ghi nhớ câu nói của hắn, văn nhân Mục Nguyệt của tôi, nên mỉm cười nói, vậy em là văn nhân Mục Nguyệt của ai? Của riêng mình em. Cũng phải thuộc về người khác nữa chứ. Tần Lạc khẳng định nói. Chưa chắc. Lẽ nào em định cả đời này không lấy ai sao? Văn nhân Mục Nguyệt đưa tay ngắt một cành lá, rồi bóp nó trong bàn tay, hỏi lại, tại sao cứ phải đi lấy chồng? Tần Lạc nhất thời không biết trả lời ra sao cả. Hắn đúng là không nghĩ ra được lý do văn nhân Mục Nguyệt bắt buộc phải đi lấy chồng, để sinh con ư. Văn nhân Mục Nguyệt thở dài rất nhẹ nhưng lại rất não nề. Tần Lạc dường như không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Hắn và văn nhân Mục Nguyệt quen biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thở dài như vậy. Kể cả lúc nàng bị trúng độc thì nàng vẫn tỏ ra rất kiên định và lạc quan. Đó là vì khó khăn, là tiếc nuối, hay là những cái khác? Tần Lạc rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng chắc gì nàng đã nói cho hắn biết đáp án của mình. Đưa ra một quyết định như vậy, phải có một dũng khí đủ lớn. Văn nhân Mục Nguyệt nói, em không biết dũng khí của em từ đâu mà tới, có lúc em rất khâm phục Bạch Phá Cục, anh ta có thể làm được, còn em thì lại không thể. Tần Lạc giang rộng hai tay ra nói, lồng ngực của anh tuy không đủ to và rộng, nhưng vẫn thừa sức ôm trọn em vào trong đó. Văn nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền tiến lên một bước, áp mặt vào lồng ngực của Tần Lạc. Tần Lạc không động đậy, nàng cũng không động đậy. Hai người im lặng và cứ đứng như thế mãi, giống như hai bức tượng phù điêu vậy. Lần yên lặng này rõ ràng thời gian trôi qua rất lâu, mãi một lúc sau Tần Lạc mới phá bầu yên tĩnh cười lên nói, anh vẫn còn lời hứa đưa em đi du lịch nữa cơ. Em cứ tưởng anh quên rồi chứ. Chưa đâu, anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tần Lạc đáp, chờ cho trận chiến này kết thúc đã. Văn nhân Mục Nguyệt nói, hoặc là, chờ em mất trắng tất cả. Quân tử nhất ngôn, nói phải giữ lời. Tần Lạc nói. Trong một thư phòng cổ điển nhưng lại trang trí vô cùng nguy nga tráng lệ, các quyển sách được xếp vô cùng ngay ngắn trên các tủ sách ôm sát vào tường, thiên văn, địa lý, các tác phẩm nổi tiếng, các loại sách cấm, thậm chí còn có một quyển sách sóc cha đẻ của nước Mỹ, và một quyển dấu bé kinh thánh dấu lớn của Washington viết bằng tay. Nhưng, những quyển sách này trông vẫn rất mới, dường như là chưa có ai động tay tới chúng vậy. Có thể thấy được người chủ của căn phòng này tuy là mê sách, nhưng chỉ thích bày cho đẹp thôi, chứ thực sự không có nhiều thời gian xem chúng. Cha và bác cả phải nhịn tới khi nào? Văn nhân Mục Nguyệt độc tài trong gia tộc chúng ta bao lâu nay, tất cả sản nghiệp của gia đình đều do nó quản lý. Chúng ta mỗi tháng lãnh tiền còn phải thông qua nó ký tên mới được. Nó không coi chúng ta ra gì đã là quá lắm rồi, thế mà còn đem cả cái thằng khốn đó về để tác oai tác quái nữa, nó căn bản không coi chúng ta là người nữa. Cha xem cái mặt con bị nó đánh thành cái gì rồi đây này. Bọn chúng nó kéo con vứt ra ngoài như vứt một con chó chết vậy. Cha không nghĩ cho cha, thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Sau này chúng con sẽ ra sao? Còn sống sót được dưới tay của nó không? Văn nhân tự tức chỉ vào bản mặt sưng húp lên như con lợn gào thét. Câm ngay, một người trung niên đập bàn quát, mày đi làm mất mặt như vậy còn chưa đủ hay sao, mà còn muốn tao ra làm chủ cho mày hả? Đừng có mơ. Cha đã làm chủ cho con bao giờ chưa? Cha đã làm được gì cho cha chưa? Đánh chó còn phải xem mặt chủ, huống hồ con còn là con của cha, nó tát vào mặt con thì chẳng khác gì tát vào mặt cha cả. Văn nhân tự tức lạnh giọng nói, nhã ca đã bị nó đuổi đi rồi, bây giờ tới lượt con bị nó đánh đập như một thứ rẻ rách. Cha, bọn chúng không phải là đang muốn đối phó với con, mà là đối phó với cha. Là ai đã tự dưng đi cắt nguồn điện hả? Người đàn ông trung niên lạnh giọng hỏi. Con chỉ muốn cho đám ăn hại đó một bài học thôi. Là ai? Người đàn ông trung niên cao giọng hỏi. Văn nhân tự tức đưa con mắt kinh hãi nhìn vào cha của mình nói, cha. Thực sự là không có ai sai con làm vậy cả, con chỉ là không cam tâm khi vị trí của nó càng lúc càng cứng, muốn cho nó một chút bài học thôi. Kết quả là bị nó cho một bài học phải không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói, tao nói cho mày biết, bác cả khi chưa động thủ, thì mày cứ phải nhẫn nhịn cho tao, tao không muốn thành con dao giết người trong tay người khác. Cha. Con biết rồi,
Văn Nhân tự tức cúi đầu nói. Đi ra ngoài đi, chuyện này tao sẽ tìm mấy người để thương lượng, sẽ lấy lại công bằng cho mày thôi. Cảm ơn cha, Văn Nhân tự tức tuy vẫn không cam lòng, nhưng bây giờ chỉ biết cúi đầu mà lui ra bên ngoài thôi. Khi quay trở về phòng của mình, Văn Nhân tự tức khóa trái cửa phòng lại, sau đó hắn moi điện thoại ra gọi cho một người. Thế nào rồi? Giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền tới. Khổ nhục kế đã thất bại. Văn Nhân tự tức nhìn vào gương lấy tay xoa xoa mặt nói, ông ấy vẫn chưa chuẩn bị động thủ. Thằng ngu, giọng người đàn ông kia quát lên, nếu như ông ta không động thủ, thì tao sẽ cho Văn Nhân Mục Nguyệt động thủ với chúng mày trước, mày nên biết rằng trong tay tao có rất nhiều tư liệu của mày. Nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt mà nhận được đống tài liệu này thì sẽ cho mày ra sao hả? Cái này tao nghĩ là mày phải hiểu hơn tao đúng không? Như thế thì ông cũng chẳng có lợi lộc gì cả. Văn Nhân tự tức lo lắng nói, cho tôi một ít thời gian, rồi tôi sẽ cho ông một đáp án vừa ý. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Người đàn ông kia cúp luôn điện thoại xuống. Văn Nhân tự tức nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, thì gương mặt của hắn dần dần đanh lại, giống như một con sói đói khát đang bị ép vào thế cùng vậy. Chiếu tướng. Văn Nhân đình gắp con pháo chiếu thẳng vào con tướng của đối phương, nét mặt vô cùng đắc ý nhìn Long Vương. Long Vương thấy vậy liền cau mày lại nghiên cứu nước cờ, nhưng một lúc sau đành phải nhận thua nói, những người đi lính như tôi đúng là không thể có đầu óc nhanh nhẹn như ông được, ván này tôi lại thua rồi. Ha ha ha, không thể nói như vậy được, người làm lính cũng có người đánh cờ giỏi. Tôi chơi với Vương Nê Hầu đánh với nhau 10 ván, mà tôi chỉ thắng được có 4, thủ đoạn của ông ta khá là nhiều. Long Vương nghe vậy hừ lạnh lên một tiếng nói, tôi lần trước nói chuyện với cháu gái của ông ta về chuyện này. Vương Nê Hầu năm xưa cũng là một anh hùng trong giới quân đội, bây giờ tuổi tác cao rồi thì hóa cáo. Đó là do sự lựa chọn không giống nhau mà thôi. Văn Nhân Đình nói, bây giờ tuổi tác cao rồi, đánh không được ai, cũng chẳng nói được ai, nên suốt ngày chẳng có việc gì làm. Mà làm được cái gì? Nên suốt ngày chỉ biết trồng cây, câu cá và đánh cờ, do vậy tài đánh cờ của ông ta mới tiến bộ thần tốc như vậy. Long Vương vừa sắp lại bàn cờ, vừa nói, nếu ông đã có ý dưỡng lão, thì cứ giao hết việc cho cháu gái của ông, nó chẳng có gì phải lo lắng nữa, mà ông thì cũng thảnh thơi. Không phải như thế thì tốt hơn sao? Văn Nhân Đình nghe vậy mỉm cười nói, sao hả? Muốn nói giúp cho cháu gái của tôi à? Nó có tới tìm tôi đâu mà nhờ vả? Long Vương đáp, tôi biết, tính tình con cháu gái của tôi ra sao tôi còn không biết ư. Nó thà chịu thua chứ có bao giờ đi nhờ vả người khác đâu, nó nếu như mà tới đây nhờ ông thì tôi đã yên tâm rồi. Là thằng danh Tần Lạc tới tìm ông phải không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha ha, nó đúng là có nhắc cho tôi nghe một lần. Ông vì nguyên nhân này mà không yên tâm chuyển giao quyền lực đúng không? Long Vương cười ha hả nói, tôi thấy tính tình con nhóc này khá tốt, không sợ gì cả, mà cũng chẳng là ai phải phản cảm. Cũng đúng, ông cũng không xem nó là cháu gái của ai. Văn Nhân Đình đắc ý cười nói. Cái ông già này. Thôi không đánh cờ nữa, tôi nói chuyện nghiêm túc với ông đây. Cháu gái của ông rất tốt, có thể thành đại sự. Cái này tôi cũng biết, Văn Nhân Đình than dài nói, nhưng ông chỉ nhìn thấy cái ưu điểm của nó, mà lại không trông thấy cái khiếm khuyết của nó. Cái này tôi cũng cảm thấy tò mò lắm, Long Vương nói, tôi đúng là không thấy được khuyết điểm của nó. Cứng quá thì dễ gãy, không linh hoạt, Văn Nhân Đình nói, làm cho tôi lo lắng nhất là nó bề ngoài thì lạnh lùng. Nhưng thực chất bên trong lại rất nhiệt tình, trọng tình cảm. Nói như vậy có lẽ ông sẽ chửi tôi là đồ máu lạnh vô tình. Nếu như 20 năm trước, trọng nghĩa sống tình cảm với nhau là ưu điểm rất lớn, thì bây giờ, mọi người có mấy ai trọng tình cảm nữa đâu. Người trọng tình cảm với người máu lạnh, thì làm gì có cơ hội thắng đâu. Vì thế ông muốn cho nó rèn luyện phải không? Nó vẫn chưa quen với biến hóa của bản thân nó. Văn Nhân Đình nói, ngày trước nó giống với người khác, đều là các cành lá trên cây. Cây của người khác cành to hơn thì nó cũng mong muốn cành cây của nó to hơn. Thực ra bây giờ nó đã có người làm vườn cho nó rồi, nó có thể bảo người làm vườn này đi cắt những cành cây to hơn của nó đi, nhưng nó lại không làm được việc đó. Ai, nói cho cùng thì nó vẫn là một con nhóc con. Long Vương thở dài nói, ông làm như vậy không cảm thấy tàn nhẫn hay sao? Văn Nhân Đình nghe vậy trầm giọng nói, nếu tôi bây giờ vứt bỏ mặc nó ra ngoài, thì không phải là càng tàn nhẫn hơn với nó ư? Nó cũng giống như đánh cờ vậy, mỗi một nước đi, thì đường lui sẽ bị mất đi một nước. Cuối cùng thì không thể lui được nữa,
chỉ có thể liều sống mái với nhau mà thôi. Có một câu nói mà Văn Nhân Đình không nói ra, mà cũng không thể nói ra. Văn Nhân Mục Nguyệt bây giờ không thiếu cái gì, chỉ thiếu một cái duy nhất, đó là sát khí. Chương 987, cưỡi ngựa luận anh hùng. Đời người không phải chuyện nào cũng giống như đánh cờ. Long Vương dí lên một con tốt cười nói, ngựa nhảy nước chữ nhật, tượng đi chéo, pháo bắn nhảy, xe đi thẳng. Bao nhiêu là ô trong bàn cờ như vậy, đi lại cũng mệt chứ. Long Vương gẩy con pháo trực tiếp nhảy tận vào đại bản doanh của đối phương, rồi nói, mọi người đều không giữ quy tắc, thì chúng ta cũng chẳng cần phải giữ quy tắc làm gì. Giống như bây giờ, nước pháo của tôi chiếu tướng ông phải làm sao? Văn Nhân Đình chỉ vào nước đi của Long Vương không theo thể thống gì, bật cười nói, ha ha ha. Tôi cứ nghĩ mãi mà không biết mấy cái chiêu quái gỡ của thằng nhóc Tần Lạc học từ đâu mà ra. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, thầy nào trò nấy. Ông còn để ý nghiên cứu cả Tần Lạc nữa ư? Đúng vậy, Văn Nhân Đình thẳng thắn đáp lại, ngày trước cái đất hiến kinh này rất thanh bình, mỗi người đều có con đường riêng của mình, Tần Tung Hoành có con đường của nó, Bạch Phá Cục cũng vậy và Mục Nguyệt cũng thế. Nhưng Tần Lạc lại không có con đường riêng của nó nổi danh hiến kinh, chấn động Hàn Quốc, đổ máu tại Paris. Mỗi một nước đi của nó đều rất khó lường, làm người kinh ngạc. Long Vương nghe vậy liền nheo mắt nhìn Văn Nhân Đình cười nói, xem ra ông đánh giá rất cao đệ tử của tôi thì phải. Bây giờ hào kiệt trẻ tuổi nhất trong đất hiến kinh này, chỉ có mỗi Tần Lạc và Bạch Phá Cục hai người thôi. Văn Nhân Đình cười nói. Ồ, ông giải thích cho tôi nghe xem nào. Long Vương nói. Lão Tử đã từng nói, thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhĩ bất tranh. Thứ trên đời tốt nhất là nước, nước sản sinh, nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành bất cứ thứ gì với ai cả. Văn Nhân Đình giải thích nói, chúng ta lấy một ví dụ. Tần Tung Hoành là hạ thiện bởi vì nó hành sự để lại vết tích, Mục Nguyệt là trung thiện bởi vì nó quá cứng, còn Tần Lạc là thượng thiện như thủy, thủy có ngũ đức, bởi vì nước chảy mãi không bao giờ ngưng, có thể nuôi dưỡng được vạn vật đó là đức, nước chảy xuôi dòng, mà lại vô tận đó là nghĩa. Nước chảy qua hàng trăm ngọn núi mà không sợ, đó là dũng. Nước lại không có định hình bề mặt luôn bằng phẳng, đó là thủ pháp. Nước không có hình hài nhất định, không cần đẽo gọt. Cho nó vào đâu thì thành hình của nó, đó là chính trực. Nước không gì là không thể xâm nhập được, đó là tinh tường. Nguồn nó bắt nguồn từ phía Tây có nghĩa là lập chí. Nước có thể tẩy rửa mọi thứ, biến hóa vô lường. Đó chính là tính cách của Tần Lạc, có những lúc tưởng chừng như vô hại nhưng lại vô cùng hung hãn, trông nó nhẹ nhàng yếu đuối, nhưng thực chất lại mạnh mẽ dũng cảm. Hắn có thể trở thành bạn của rất nhiều người, cũng rất thầm lặng ảnh hưởng tới người khác. Đó chính là sức mạnh của nước. Tần Lạc mà nghe những lời này của ông chắc mũi của nó đã nổ như quả bom nguyên tử rồi. Long Vương gật gù nói. Nói cho cùng thì Văn Nhân Đình là người rất ít khi bình luận anh hùng, và ông cũng là người rất tiết kiệm lời đi khen một ai đó. Vậy mà bây giờ ông lại đem Tần Lạc xếp vào hàng hào kiệt bậc nhất tại đất hiến kinh này. Vì thế mà Long Vương cũng cảm thấy tự hào đôi chút. Nói cho cùng thì Tần Lạc cũng là đồ đệ của ông, mặc dù đó là do Tần Lạc tự mặt dày đến xin làm đồ đệ ông. Không vội, không vội. Văn Nhân Đình khoát tay nói, những lời nói vừa rồi của tôi làm cho nó nổ tung như quả bom nguyên tử, thì những lời tôi sắp nói đây có lẽ còn làm nó thăng lên tận mặt trăng nữa cơ. Vẫn còn sao? Vẫn còn bốn chữ nữa tặng cho nó. Tận bốn chữ nữa cơ à? Hậu đức tải vật, hàm ý của bốn chữ này có nghĩa là, đức độ phẩm hạnh bao la rộng lớn như thiên địa, có thể dung nạp tất cả mọi thứ. Đây là một lời khen vô cùng có cánh của Văn Nhân Đình dành cho Tần Lạc. Không được. Không được, lần này tới lượt Long Vương chối từ, ông mà nói như vậy nó đúng là sẽ thăng thật sự, nhưng không phải lên mây mà là lên thiên đường. Văn Nhân Đình nghe vậy cười nói, trong dấu bé đạo đức kinh dấu lớn của Lão Tử có nói, cư thiện địa, tâm thiện uyên, vũ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời, tạm dịch, sống thì biết chọn đất mà ở, tâm trí thì vô cùng sâu sắc khó dò, đối xử với người có nhân nghĩa, nói lời giữ lấy lời, nếu đi làm chính trị thì rất tài giỏi. Việc gì cũng biết làm và khi hành động thì biết lựa chọn thời cơ. Có những việc có người không muốn đi làm thì nó lại đi làm. Mũi mặt người tại Vân Điền là một minh chứng điển hình cho hành động giải cứu trung y, một người đem cả tính mạng của mình, không sợ người khác chê cười, để đi làm việc người ta cho là nguy hiểm và gian nan đó, Tần Lạc làm vậy là vì lý tưởng trong trái tim hắn. Lẽ nào bốn chữ đó còn chưa đủ chứng minh hay sao? Hiện tại trên khắp đất nước Trung Quốc này liệu có ai được như nó?
tôi chỉ thấy trong mắt của những người trẻ tuổi khác chỉ có hai chữ, đó là tiền và quyền. Long Vương im lặng ngồi nghe Văn Nhân Đình nói mà suy ngẫm, ông ấy nói cũng không sai. Tần Lạc ngày thường có phần ít nói, hiền lành, nhưng khi gặp phải những chuyện gì mà hắn phải gánh vác trách nhiệm, thì hắn chưa bao giờ rụt cổ sợ hãi cả. Hồi có nạn muỗi mặt người tại Vân Điền, mọi người chẳng có ai dám đi ngoài một mình hắn. Người Hàn ức hiếp người Trung Quốc thì hắn đứng ra đòi lại công bằng, thậm chí còn lấy thêm lợi tức nữa. Trung y ở Paris gặp phải khó khăn, hắn đã không hề nhượng bộ thậm chí còn đổ máu ở đó nữa. Bởi vì rồng là phải bay lên trời, nên đó là điều đương nhiên. Long Vương thầm nghĩ trong bụng. Ông đã hiểu rồi hả? Văn Nhân Đình thấy Long Vương có động thái đồng ý với câu nói của mình, liền lên tiếng hỏi. Tôi hiểu rồi, Long Vương nói, nhưng, Lão Tử là người tôn sùng đạo lý vạn vật theo lẽ tự nhiên, không bao giờ tranh giành với ai điều gì cả. Nếu mà như vậy, thì tại sao ông lại đưa cả Bạch Phá Cục ra để mà khen ngợi như vậy? Lẽ nào cậu ta cũng không tranh giành với ai sao? Không, nó có tranh, Văn Nhân Đình nói, chỉ vì nó muốn đấu tranh, nên mới có thể sánh ngang được với Tần Lạc. Sao lại như vậy? Tôi thích một câu nói của người khác hơn, chiến đấu với trời, thì vị vô cùng. Chiến đấu với đất, thì vị cũng vô cùng. Chiến đấu với người, tạo nên một niềm vui bất tận. Đại thế của thiên hạ đều là do tranh đoạt mới có được, con người sống trên đời này còn có cái gì không đấu tranh? Đã đấu tranh thì phải cho ra trò, cho phân thắng bại, cho rõ ràng ai thắng ai thua, tranh đấu tới khi trời đất tối tăm. Đấu tranh mà bị gò bó chân tay thì đó không phải là đấu tranh mà là lựa chọn. Còn Bạch Phá Cục thì khác, nó đấu tranh là vì cái lớn, và nó đã chiến thắng rồi. Nếu như là lựa chọn, ông sẽ chọn ai làm cháu rể cho ông? Tần Lạc, Văn Nhân Đình không hề do dự nói. Ồ, tôi cứ tưởng Tần Lạc không hợp khẩu vị với ông cơ. Long Vương bông đùa nói. Đúng vậy, về mặt tính cách thì tôi lại thích Bạch Phá Cục hơn. Văn Nhân Đình nói, nhưng, tôi là ông của Mục Nguyệt, nó yêu thích ai mới là quan trọng. Trước tiên, phải tìm một đức ông chồng cho cháu gái tôi, tiếp theo mới là tìm một đứa cháu rể cho tôi. Cho nên tôi phải ưu tiên cái đầu tiên trước. Ai, tôi đã tìm một ông bạn xem tướng thằng này rồi, nó sát khí quá nặng, lại đào hoa lăng nhăng, do vậy khó thoát khỏi kiếp nạn. Ông tin vào bói toán sao? Tin chứ, Long Vương nói, từ khi đôi chân của tôi bị liệt, thì tôi đã bắt đầu tin rồi. Tôi không tin, Văn Nhân Đình nói, tôi chẳng tin thần Phật, cũng như quỷ thần. Tôi cũng chẳng tin vào số mệnh. Thế ông tin cái gì? Tin vào thủ đoạn. Mặc dù Long Vương đã dọn đi rồi, nhưng Phó Phong Tuyết vẫn canh giữ cánh cổng của tiểu viện như xưa. Một chiếc ghế dài, một cái áo dài trắng, nằm ngủ cả ngày không thức tỉnh. Bây giờ đã là giờ cơm trưa, thường thì đến giờ này người ở sẽ bưng cơm ra ngoài. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Trước khi tới giờ cơm khoảng chừng 10 phút, thì Hoàng Thiên Trọng tới đây. Hắn mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, trên tay cầm một hộp cơm rất đẹp, trông vô cùng phong độ. Hắn bước tới trước mặt Phó Phong Tuyết, đặt hộp cơm xuống, sau đó mở nắp ra lấy cơm, và mấy món ăn nhỏ gọn nhưng lại rất đẹp mắt ra. Chú ơi, ăn cơm thôi. Hoàng Thiên Trọng cung kính nói. Phó Phong Tuyết cũng không hề khách khí, cầm lấy bát cơm và bắt đầu và ăn. Ông ăn cơm rất nhiều, nhưng ăn đồ ăn lại ít, khi ăn xong cả bát cơm, thì dĩa thức ăn ông hầu như không hề động tới. Đặc biệt là chiếc đùi gà vàng óng thơm ngon kia, ông cũng không thèm động đũa tới một cái. Sau khi ăn xong, Phó Phong Tuyết liền kêu năng cái bát sang một bên, rồi tiếp lấy chiếc khăn ướt từ tay Hoàng Thiên Trọng lau miệng, rồi lại nằm xuống chiếc ghế chuẩn bị ngủ. Hoàng Thiên Trọng bây giờ đã hoàn toàn biến thành một đứa người ở tận tụy, sau khi dọn dẹp xong, hắn liền lấy ra một tách trà đặt lên bên cạnh chiếc ghế dài của Phó Phong Tuyết. Làm xong tất cả rồi, Hoàng Thiên Trọng mới đóng nắp hộp cơm lại chuẩn bị rời đi. Đội trưởng mới của Long Tức phải tự mình đưa cơm tới cho người canh cửa, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì e rằng hắn sẽ bị mọi người cười cho thối mũi. Nhưng người trong Long Tức trông thấy cảnh này, thì chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả. Khi còn Long Vương ở đây, thì Long Vương chính là ông thần của bọn họ. Còn khi không còn Long Vương ở đây nữa, thì Phó Phong Tuyết mới là ông thần nơi đây. Hoàng Thiên Trọng chưa đi được mấy bước, thì bỗng có tiếng vọng lại, lạnh như băng, lần sau đừng đến nữa. Các cơ thịt trên mặt của Hoàng Thiên Trọng giật giật vài cái, sau đó hắn quay đầu lại cười, giọng điệu vô cùng cung kính và ôn hòa nói, thưa chú, cháu là vãn bối của chú, nên đưa cơm tới cho chú là việc nên làm. Tôi không quen, cũng ăn không vào.
Phó Phong Tuyết từ chối một cách vô tình. Nụ cười trên môi Hoàng Thiên Trọng cứng lại, nhưng rất nhanh hắn lại trở lại bình thường, mỉm cười nói, là món ăn không hợp khẩu vị ạ. Cháu đã hỏi đầu bếp rồi, bọn họ nói đây là món mà chú rất thích ăn. Im lặng một hồi lâu, Phó Phong Tuyết mới lên tiếng nói, Thiên Trọng, đi về đi. Hoàng Thiên Trọng nghe xong mà rất xúc động nói, chú. Tại sao vậy, lẽ nào cháu lại kém cỏi tới mức độ đó sao? Cháu chỉ là muốn làm gì đó cho Long Tức giống như chú và cha cháu vậy. Tại sao cứ phải khó khăn như vậy cơ chứ? Đi về đi, Phó Phong Tuyết nói, cậu tới đây sẽ mất nhiều hơn được. Sau khi cháu tới đây cháu đã có được Long Tức, sau khi cháu rời khỏi đây thì cháu được cái gì? Hoàng Thiên Trọng hỏi ngược lại, chú, cha cháu chết rồi, cháu không còn có ai để nương tựa, cháu chỉ còn mỗi cách là ôm chân bất kỳ ai có thể giúp được cháu. Cháu không có sự lựa chọn nào khác. Có lẽ bọn họ làm vậy là hại cậu. Ít ra thì bọn họ cũng đồng ý cho cháu cơ hội. Hoàng Thiên Trọng nói, thưa chú, nếu như mọi người ở đây có thể cho cháu một cơ hội, thì cháu sẽ phải có sự lựa chọn như ngày hôm nay không? Cậu tới đây, cũng không lấy được Long Tức đâu. Phó Phong Tuyết nói, lẽ nào cậu chưa phát hiện ra sao? Long Tức tồn tại là có sinh mệnh của nó có thịt có máu, có hồn có phách, nhưng những thứ đó lại không có trong người của cậu. Tốt hơn hết là cậu nên từ bỏ. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt bàn tay lại, sau đó lại dần dần giãn bàn tay ra, cười nói, thưa chú, cháu ngày mai lại tới đưa cơm cho chú. Chương 988, Công chúa Gabo sắp đến Trung Quốc. Trên đường đi, Tần Lạc lại một lần nữa nhận được một cú điện thoại đường dài từ phương xa gọi đến. Tần Lạc có hai người thân ở nước ngoài làm cho hắn phải nhớ nhung nhất, một là người cô họ Tần Lam, còn người kia chính là công chúa Gabo. Cô gái nhỏ mắc phải căn bệnh, thủy tinh, cái cô gái có làn da trong suốt, ngày nào cũng nằm trong lòng hắn rồi giữ khư khư gấu áo của hắn, không cho hắn rời khỏi mình nửa bước. Khi Tần Lạc rời xa Thụy Điển thì hắn chỉ đơn thuần cho rằng nàng vê quen ở cạnh hắn rồi nên không nỡ xa hắn. Nhưng đến khi hắn nghe thấy tiếng, Tần, khô khốc, cứng ngắt như vừa nói vừa khóc từ miệng Gabo thì cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều trở nên run rẩy. Không thể không thừa nhận rằng, hắn đã bị cô gái bé nhỏ này chinh phục hoàn toàn. Hắn bỗng giống như một cậu con trai mới lớn bị hành động của một cô gái làm cho mê muội. Hắn thường nhớ về nàng, lúc nào cũng chúc phúc cho nàng. Trong danh sách người thân của hắn đã tăng thêm một cái tên. Gabo. Gabo, gần đây em có học tiếng Trung Quốc không? Em phải học tiếng Trung Quốc cho tốt đấy, như thế thì khi nào chúng ta gặp mặt là có thể nói chuyện với nhau được rồi. Tần. Ừ. Anh đang nghe đây. Gabo, em muốn nói gì? Em có thể nói cho anh biết những điều em muốn nói được không? Con mèo đen của em vẫn còn đấy chứ? Hàng ngày em vẫn chơi đùa với nó chứ? Từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng kêu gào phẫn nộ của Gabo, tiếp đó thì là những tiếng gió rít rồi sột xa sột soạt. Rất nhanh là giọng nói của người phiên dịch cho Hoàng tử Philip là Ryan vang lên. Xin chào Tần Lạc tiên sinh, tôi là người phiên dịch cho Hoàng tử Philip. Hoàng tử Điện Hạ muốn tôi gửi lời hỏi thăm chân thành nhất đến anh. Cảm ơn ông cũng gửi lời hỏi thăm tới hoàng tử giúp tôi. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc tiên sinh, chuyện là thế này, Hoàng tử Điện Hạ đã từng thử tìm một người thầy dạy tiếng Trung cho công chúa Gabo, nhưng cô ấy ngoài biết nói từ Tần ra thì không thích học bất kỳ từ nào khác. Cô ấy có học thêm tiếng nào khác nữa không? Ví dụ như tiếng Thụy Điển hay tiếng Anh chẳng hạn. Không, Ryan nói. Đây chính là điều mà hoàng tử và hoàng hậu lo lắng nhất. Công chúa Gabo chỉ biết phát âm một từ tiếng Trung duy nhất, ngoài ra thì chẳng biết thêm thứ tiếng nào. Tần Lạc cau mày lại, nói, đó có thể là do tình cảm bị tắc nghẽn nên vậy. Cô ấy vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống hiện tại, nên cho cô ấy thêm một thời gian nữa. Trước tiên hãy để cho cô ấy hòa nhập vào trong đám người trước, thì cô ấy tự khắc sẽ bắt đầu học ngôn ngữ thôi. Tần Lạc tiên sinh, tình hình có lẽ không được như vậy. Ồ, Tần Lạc nghi hoặc kêu lên. Từ đầu dây bên kia truyền lại những tiếng xì xà xì xồ, hình như là Ryan đang nói gì đó với Philip thì phải. Rất nhanh Ryan lại dùng tiếng Trung nói chuyện với Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, tình hình không giống như anh nghĩ đâu. Từ sau khi anh rời khỏi đây, thì bệnh tình của công chúa Gabo có phần lên xuống không yên. Cái gì? Tần Lạc kinh hãi hỏi. Bệnh cũ của công chúa tái phát ư? Ồ, không, không phải thế. Ryan vội vàng phủ nhận, không phải bệnh ở cơ thể thông thường, mà là do tâm lý mà ra. Cô ấy lại giống như hồi chưa tiếp xúc với các anh, không nói chuyện, cũng không vận động gì cả,
phần nhiều thời gian đều nhốt mình ở trong phòng, không phải là ngủ thì ngồi ngẩn người ra, không biết là suy ngẫm cái gì nữa. Chẳng có ai có thể đến gần được, bao gồm cả hoàng tử điện hạ và hoàng hậu, bọn họ cũng chẳng có cách nào để tiếp cận với công chúa Gabo. Chúng tôi đã dùng hết mọi cách rồi, nhưng đều không có được kết quả gì khả quan cả. Khi nghe được tình hình của Gabo mà Ryan nói, thì trong lòng Tần Lạc cũng cảm thấy áp lực và nặng nề vô cùng. Hắn nhớ lại cảnh tượng lần đầu đi gặp công chúa Gabo cùng với hoàng tử Philip. Nàng đang nằm ngủ thiếp đi trên một cái ghế dài dưới mái hiên nhà, đầu tóc bạc phơ, làn da trong suốt, cặp lông mi dài trắng muốt che kín cả đôi mắt. Nàng đẹp như vậy, thế mà lại không thuộc về cái thế giới này. Nàng giống như một cô công chúa nhỏ trong chuyện thần thoại, chỉ cần bạn dùng đầu ngón tay đụng nhẹ vào một cái là nàng có thể biến mất ngay luôn vậy. Hoàng tử điện hạ có ý kiến gì không? Tần Lạc hỏi. Hoàng tử điện hạ biết rằng Tần Lạc tiên sinh công việc bận rộn, có lẽ trong thời gian ngắn chắc không thể đến Thụy Điển làm khách được. Hoàng tử điện hạ và hoàng hậu đã bàn bạc với nhau rồi, liệu có thể đưa công chúa đến Trung Quốc ở bên cạnh anh một thời gian được không? Có lẽ làm có thể khiến cho tình trạng tự kỷ của cô ấy được cải thiện cũng nên, không những thế còn có thể học ngôn ngữ được rồi. Vương thất Thụy Điển điên mất rồi, lại còn muốn đưa công chúa của họ đến Trung Quốc nữa chứ? Như thế thì không phải tất cả giới truyền thông trên toàn thế giới sẽ ồn ào hết cả lên hay sao? Tới lúc đó thì mình liệu sẽ còn có được chốc lát yên bình không đây? Còn nữa, Gabo là công chúa của một nước, vậy thì liệu có bảo đảm công tác an toàn cho nàng được không? Nếu có vấn đề gì xảy ra thì ai có thể gánh vác nổi đây? Liệu có ảnh hưởng đến quan hệ hai nước không? Vì thân phận của Gabo hết sức đặc biệt, nên Tần Lạc không thể đối đãi với nàng như một người bạn thông thường khác của mình được. Rút dây động rừng, cái quyết định này sẽ dẫn tới một tầm ảnh hưởng khá lớn. Tốt hay xấu thì hiện giờ Tần Lạc vẫn chưa thể khẳng định được. Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, thì Ryan cho rằng Tần Lạc không đồng ý, bèn lên tiếng nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi bằng lòng chi trả cho anh đủ nhiều tiền sinh hoạt, chúng tôi sẽ phái đội khiển vệ đến bảo vệ an toàn cho công chúa điện hạ. Nếu anh vẫn còn yêu cầu gì khác, thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cho anh. Hoàng hậu và hoàng tử điện hạ đều rất quan tâm đến việc trưởng thành của công chúa, họ đều hy vọng công chúa có thể sống giống như những người bình thường khác, có thể nói được, bất luận đó là tiếng Trung, tiếng Thụy Điển hay bất kể thứ tiếng nào khác trên thế giới. Tôi chắc Tần tiên sinh cũng hy vọng thế. Tần Lạc cười nói, chúng tôi không có bất kỳ điều kiện gì hết. Gabo là bạn của tôi rất hoan nghênh cô ấy đến Trung Quốc chơi. Tần Lạc tiên sinh, anh đồng ý rồi phải không? Ryan vui mừng hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc nói, tôi chỉ hy vọng là Hoàng tử Philip sẽ nói chuyện với chính phủ Trung Quốc, nếu làm vậy thì sẽ tiện lợi cho cả đôi bên. Vâng, tôi sẽ nói lại với Hoàng tử, Ryan nói, sau đó ông ta lại dùng tiếng Thụy Điển nói gì đó với Hoàng tử Philip, xong lại nói vào điện thoại. Tần Lạc tiên sinh, Hoàng tử Điện Hạ đồng ý nói chuyện với chính phủ Trung Quốc với thân phận là vương thất của Thụy Điển. Hơn nữa, Hoàng tử cũng vô cùng cảm tạ trước sự khẳng khái của anh. Hy vọng khi nào anh có thời gian thì lại đến thăm viếng Thụy Điển một lần nữa. Nhất định sẽ có cơ hội, Tần Lạc cười nói. Khi cúp điện thoại xuống thì trong lòng Tần Lạc có phần xúc động. Gabo sắp đến Trung Quốc rồi ư, Tần Lạc cười hề hề nghĩ bụng, nếu thế thì ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng cứ dính chặt lấy mình thì Tần Lạc lại cảm thấy đau đầu. Nếu cô ấy vẫn cứ bám chặt lấy áo mình và không rời lấy nửa bước thì phải làm thế nào đây? Xem ra phải nhanh chóng nói chuyện với Hoán Khê một phen mới được, nếu không thì sẽ dẫn tới những hiểu lầm không đáng có. Khi còn ở trên xe thì Tần Lạc đã bấm số gọi cho hậu vệ Đông, nói rằng cần có việc phải báo cáo lại với Bộ trưởng Thái Công Dân. Theo như tin tức nội bộ, thì Bộ trưởng hiện tại của Bộ Y tế sẽ về hưu vào năm tới do vấn đề tuổi tác, mà Thái Công Dân lại là người có khả năng ra tranh cử chức Bộ trưởng lớn nhất. Khả năng ông được thăng chức là rất cao, vì vậy mà ông ngày càng bận rộn hơn. Tần Lạc mỗi lần muốn gặp ông thì đều phải gọi điện trước cho hậu vệ Đông thông báo một tiếng, làm vậy thì sẽ đỡ mất công đến mà không gặp. Địa vị của hậu vệ Đông cũng theo đà mà được nâng lên khá rõ trong Bộ Y tế, nhưng anh ta cũng rất rõ quan hệ của Tần Lạc và Thái Công Dân sâu đậm hơn mình tưởng nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng vẫn giữ chặt mối quan hệ với Tần Lạc. Khi anh ta biết Tần Lạc muốn tìm Thái Công Dân thì lập tức đi vào báo cáo. Thái Công Dân sau khi biết đó là điện thoại của Tần Lạc, thì ông liền bỏ tập văn kiện trên tay mình xuống và nghe điện. Tên nhóc này lâu lắm không gây chuyện làm cho tôi có phần không thích ứng được đấy,
bây giờ lại có chuyện rồi phải không? Thái công dân cười nói. Đúng là có chuyện thật, Tần Lạc vội báo cáo lại việc công chúa Gabo muốn đến Trung Quốc. Đây là việc tốt mà, Thái công dân vui mừng nói. Cậu cứ đồng ý đi, tôi sẽ đi báo lại tình hình với cấp trên ngay bây giờ, đừng sợ khó khăn, mọi khó khăn nhà nước sẽ gánh vác thay cho cậu. Hiện giờ Liên minh châu Âu đang tiến hành chính sách thắt chặt kinh tế với Trung Quốc, vì vậy Trung Quốc cần một nơi để phá vỡ cục diện bế tắc này. Nếu công chúa Thụy Điển có thể định cư ở Trung Quốc, thì đây không phải là món quà mà Thượng Đế ban tặng hay sao? Làm gì có thời cơ nào lại hoàn mỹ hơn cái này nữa? Bộ trưởng Thái, cháu đã đồng ý rồi. Tần Lạc nói, có điều, cháu hy vọng cô ấy đến đây dưới. Thân phận là một người bình thường hơn, như thế sẽ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của cô ấy. Không vấn đề gì, Thái công dân nói, bất kể cho bên ngoài có ồn ào thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của cô ấy sẽ không gặp bất cứ ảnh hưởng gì. Cảm ơn Bộ trưởng Thái. Tần Lạc nhận được một câu trả lời vừa ý nhất, thì tâm tình lại càng phấn khởi, tốt đẹp hơn. Phải cảm ơn cậu mới đúng chứ. Thôi được rồi, tôi đi báo cáo ngay bây giờ đây. Cậu có thời gian thì đến nhà tôi ăn cháo nhé. Vâng ạ, có thời gian thì cháu nhất định sẽ tới nhà Bộ trưởng ăn trực. Tần Lạc cười nói. Sau khi kết thúc hai cuộc điện thoại thì Tần Lạc cũng tới nơi mà hắn cần tới. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của cha Ninh Toái Toái cùng với sự thúc giục của nàng, thì tầng 1 và 2 của Hoán Khê Building đã được dựng lên. Vì công việc bận rộn, nên đây cũng là lần đầu tiên Tần Lạc đến đây để xem xét tình hình. Lâm Hoán Khê nói rằng Ninh Toái Toái gần như vì công trình này mà tiêu hao toàn bộ thời gian nàng có ở đây, Tần Lạc nghe vậy thì thương cô gái ngoan hiền này lắm. Hắn còn đang nghĩ, nếu hôm nay nàng có ở đây, thì buổi trưa có thể mời nàng đi ăn bữa cơm để tỏ lòng biết ơn của mình. Vừa xuống xe hắn đã thấy cả đám người đang vây kín trước cổng phòng làm việc đang thi công, có người đang gào thét gì đó, như thể như đang có chuyện gì đó xảy ra vậy. Chương 989, làm việc mà mình nên làm. Chúng ta đến đó xem thế nào, Tần Lạc vội nói. Hoán Khê Building là tòa nhà mà hắn đầu tư xây dựng, vì vậy mà nếu nơi đây xuất hiện sự cố thì chắc chắn không thể không bị dính rắc rối. Hơn nữa, hắn lo sợ Ninh Toái Toái sẽ bị đám người kia làm tổn thương. Giê-xu đóng cửa xe lại, đi sát theo sau lưng Tần Lạc. Hình như quan hệ giữa anh ta và Lữ Hàm Yên chẳng có tiến triển gì cả, ít nhất thì Tần Lạc không hề nghe nói hai người bọn họ đi hẹn hò riêng gì ở ngoài cả, nhưng anh ta đối với công việc vệ sĩ của mình thì ngày càng trở nên thuần thục. Thực ra thì sau khi trận hỏa hoạn xảy ra ở trường đua ngựa Hoa Điền thì Tần Lạc đã diệt trừ luôn virus mũi mặt người trên người anh ta rồi. Nhưng cho đến tận bây giờ mà anh ta vẫn không muốn rời đi. Tần Lạc chỉ có thể ngại ngùng mà thừa nhận rằng, anh ta bị sức lôi cuốn ghê gớm và nhân cách vĩ đại, cao thượng của mình chinh phục, sau đó thì hoàn toàn ngã gục trên mũi giày của mình. Còn chưa bước vào bên trong đám người, thì đã ngửi thấy một mùi máu tanh ngòm, trên mặt đất còn xuất hiện không ít những vệt máu nhỏ. Có người bị thương rồi ư? Tần Lạc thất kinh, hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Những người công nhân mặc đồ bảo hộ đứng chen chúc ở trước mặt, cứ la hét, tranh cãi liên hồi, chẳng ai đáp lại câu hỏi của Tần Lạc cả. Cho tôi đi nhờ một chút, Tần Lạc lớn tiếng hét lên. Có người quay đầu lại lườm mắt nhìn hắn một cách phẫn nộ, sau đó lại quay đít vào mặt hắn. Giê-xu cười cười đứng lên trước, hai ta giơ ra, sau đó anh ta liên tục giở những thủ đoạn thấp hèn của mình ra, toàn thân anh ta giống như thể một con dao sắc nhọn vậy, cứ thế mà tiến lên trước rồi mở ra một con đường. Có một số người còn chưa hiểu là đang có chuyện gì xảy ra thì cơ thể họ đã bị lùi về phía sau rồi. Tần Lạc nhanh chóng bước theo, rất nhanh, hắn đã theo bước Giê-xu chen chân được vào nơi xảy ra sự việc. Một người đàn ông dáng người gầy guộc, da ngăm đen, trên đầu còn đội chiếc mũ bảo hộ đang nằm trên mặt đất. Bộ quần áo lao động màu xám trên người ông ta dính đầy vôi vữa, nhìn rách nát như một miếng vải đã được dùng rất nhiều năm rồi vậy. Chân phải của ông ta ướt đẫm máu. Từng vũng máu nhỏ đang đông tụ lại, có xu hướng lan tràn thành cả một dòng sông. Đôi giày đi ở chân đã không nhìn rõ được màu vốn có của nó, đế giày cũng bị nứt toác ra rồi, ở giữa bàn chân ông ta có một vật thể nhọn như một lưỡi hái đâm thẳng vào đó. Có thể nhận ra được, vật thể đó chính là thủ phạm gây ra thương tích cho công nhân. Mấy người đàn ông đội mũ bảo hộ đang toát mồ hôi hột vì lo sợ, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Sao vẫn không đưa đi viện? Tần Lạc tức giận thét lên. Đã kêu xe cấp cứu rồi. Một người trong đám người đó nhìn Tần Lạc với ánh mắt nghi hoặc nói.
Mặc dù anh ta cũng không rõ vì sao lại phải giải thích cho người trẻ tuổi này nghe nữa. Còn đợi xe cứu thương gì nữa chứ? Tần Lạc tức giận nói. Phải nhanh chóng lấy xe mà đưa ông ấy đến bệnh viện chứ. Đợi xe cứu thương thì đến bao giờ mới được đây? Quả thật, sự lo lắng của Tần Lạc cũng không phải là không có lý. Chưa nói gì đến hiệu suất làm việc của xe cứu thương của bệnh viện, mà chỉ cần nói đến khoảng cách giữa bệnh viện và công trường xa một chút, thì thời gian cả đi lẫn về không phải sẽ khá là tốn thời gian hay sao? Cứu người như cứu hỏa, có nhiều khi chỉ cần muộn một chút thôi là đã không thể cứu vãn được gì nữa rồi. Những người công nhân nhìn chân chân vào nhau, sau đó một người trẻ tuổi nói, xe công trình và xe mua đồ ăn đều đã dùng hết rồi. Hiện giờ ở đây không còn chiếc xe nào cả. Kia không phải là xe hay sao? Tần Lạc chỉ vào chiếc xe nhỏ màu vàng ở trước cổng của bộ chỉ huy công trình hỏi. Đó là một chiếc xe đua khá bắt mắt, mặc dù một người mù về xe như Tần Lạc không nhận ra biển chiếc xe này, nhưng Tần Lạc vẫn có thể biết được giá trị của nó không hề tầm thường chút nào thông qua kiểu cách cùng với cái nhãn hiệu hiếm thấy của nó. Những người công nhân tỏ rõ vẻ khó xử, nói, làm vậy làm sao được? Đó là xe của người ta không đồng ý thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào khác cả. Bọn họ lộ vẻ sợ hãi khi nhìn vào chiếc xe đó, như thể đó không phải là một chiếc xe đua hào nhoáng mà là một con quái thú ăn thịt người vậy. Hứ, không phải chúng tôi không muốn đưa chú Đức Trụ đi bệnh viện, nhưng không có xe thì biết đưa chú ấy đến đó kiểu gì đây? Xung quanh đây toàn là đồng không mông quạnh, đến cả một chiếc taxi cũng không có, mà cho dù là có taxi đi chăng nữa thì họ cũng chẳng chịu để cho một người dính toàn vôi vữa rồi máu me thế này lên xe đâu. Một người đàn ông trẻ tuổi đang nắm chặt tay người đàn ông bị thương ức chế nói. Người trong cái thành phố này xấu hết chỗ nói. Nếu như mà ở nông thôn chúng tôi thì đã đưa người ta đến viện từ lâu rồi. Mạng người quan trọng, chiếc xe đua kia là xe của ai trong công ty thế? Sao không đưa ông ấy vào viện được? Trong khi nói những lời này thì Tần Lạc đã quỳ xuống kiểm tra vết thương cho người đàn ông trung niên. Bởi vì ông ta vẫn đi giày, nên Tần Lạc không thể nào nhìn được vết thương của ông ta sâu tới mức nào. Nhưng, nếu như nhổ miếng liềm đang cắm vào chân ông ta ra, thì e rằng sẽ làm cho xuất huyết với số lượng vô cùng lớn. Sao lại chưa hỏi cơ chứ? Vừa xảy ra chuyện bọn tôi đã chạy vào hỏi rồi, nhưng người ta vừa trông thấy bọn tôi tới đã bịt mũi chạy vào phòng rồi, không có chìa khóa xe, lẽ nào chúng tôi phải khiêng cả người cả xe đi sao? Người trẻ tuổi nhìn Tần Lạc nói, anh cũng có xe cơ mà. Nhưng lẽ nào anh cũng không muốn làm xe mình bị vấy bẩn? Tần Lạc đưa con mắt kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi này, trông anh ta hiền lành chất phát như lại biết dùng chiêu khích tướng để nói khích hắn. Tần Lạc cười nói, nếu cần thì tôi sẽ đưa chú ấy tới bệnh viện, chỉ là tôi muốn xem trước vết thương nó ra sao thôi. Chú ấy bị ra máu nhiều và nhanh quá, tôi nghi ngờ là cái liềm này đã cắm vào đúng động mạch ở chân rồi. Nếu mà như vậy thì e rằng sau này không thể làm việc nổi nữa. Cái gì? Người trẻ tuổi kia hoảng hốt, hai mắt rưng rưng ôm lấy tay Tần Lạc khóc lóc, sao lại có thể như vậy? Tuyệt đối không thế như thế được, chú Đức Trụ là trụ cột trong gia đình, tất cả mẹ già, vợ con đều phải trông chờ vào chú ấy nuôi dưỡng hết cả. Chú ấy không thể xảy ra chuyện gì được, anh ơi, anh nghĩ cách mà cứu chú ấy với, gia đình của chú ấy rất khốn khó. Đây là chuyện của cả đời người đó, nếu như cái chân không vận động được nữa, thì cả cuộc đời của chú ấy coi như đi tong rồi. Viên công nhân bị thương nằm dưới sàn đất kêu rên, sau khi nghe Tần Lạc nói vậy, liền gượng ngồi dậy nắm lấy tay Tần Lạc, cất giọng khàn đục khó nhọc, cứu. Cứu, tôi với. Bởi vì quá đau đớn nên giọng của ông dường như đã thay đổi hẳn. Mỗi một câu nói ông đều phải dùng hết sức bình sinh mới thốt nên lời. Chú cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, cháu sẽ nghĩ cách. Tần Lạc vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của người công nhân già an ủi nói. Tần Lạc biết rằng, có rất nhiều công nhân chỉ vì khi làm việc chẳng may bị thương, buộc phải rời khỏi nơi làm việc, thì bọn họ nếu như nhận được tiền đền bù thì còn đỡ, vì ít ra chuyện chi tiêu trong gia đình cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng nếu như gặp phải một ông chủ không chịu trả tiền, thì cả đời của người công nhân đó coi như đã gặp hạn nặng rồi. Cách tốt nhất là làm cho ông ta hồi phục, đây không chỉ là cứu một người, mà thậm chí là cứu mấy mạng người nữa. Nhưng nếu động mạch ở chân đã bị cứa đứt, thì cho dù có đưa đi bệnh viện cũng chưa chắc đã có phương pháp nào chữa trị hữu hiệu cả. Dĩ nhiên, là Tần Lạc có cách. Anh là bác sĩ, người công nhân trẻ vui mừng hét lên kinh ngạc. Đúng vậy, Tần Lạc nói, trong văn phòng có túi cứu thương không? Có, một người phụ nữ trung niên đeo kính đáp, sau đó bà ta nhanh chân chạy về phía văn phòng tại công trường,
Rất nhanh, bà ta sau đó đã cầm hộp cứu thương, bên ngoài còn in rõ hình chữ thập đỏ nữa. Tần Lạc mở hộp cứu thương ra, phát hiện bên trong các loại thuốc cũng khá là đầy đủ. Có băng gạc, có cồn, có oxy ra khử trùng, có các loại kéo và dao phẫu thuật, thậm chí còn có hẳn một hộp ngân châm còn chưa bao giờ mở ra nữa. Một người qua đây giúp tôi một tay, Tần Lạc ra lệnh nói. Để tôi, người công nhân trẻ tuổi kia nói. Được, cậu tới đây, Tần Lạc nói, cố gắng giữ chặt đùi phải của chú ấy cho tôi. Người công nhân trẻ tuổi kia nghe vậy liền giữ chặt lấy chân phải của chú Đức Trụ. Tần Lạc rất vừa lòng với người công nhân trẻ tuổi này, hắn nói, tôi bây giờ sẽ cắt giày của chú ấy trước, sau đó sẽ rút cái miếng liềm này ra, cậu nhất thiết phải giữ thật chặt, không được để cho chú ấy động đậy đấy. Tôi hiểu rồi, người công nhân trẻ tuổi nghiến răng ra lực nói rất dứt khoát. Tần Lạc mở hộp cứu thương lấy ra cái kéo, sau đó ven theo lưỡi liềm cẩn thận cắt từng trên chiếc giày xuống, hắn sau đó lại cắt luôn chiếc tất đã bốc mùi thum thủm của người công nhân già, rồi kéo nó ra. Khi hắn cắt tới chiếc tất, thì có không ít người đã cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Người phụ nữ trung niên thậm chí còn ợ lên nôn ẹo vài cái mới hết cảm giác ghê tởm đang trào lên trong người. Nhưng Tần Lạc vẫn vô cùng chuyên tâm vào công việc của hắn đang làm. Giày và tất hai thứ đã được Tần Lạc cắt rời, tháo gỡ ra, bây giờ vết thương đã hiện ra vô cùng kinh khiếp. Chiếc lưỡi liềm sắc bén đã cắm ngập sâu vào bên trong da thịt người công nhân già, máu tươi thấm ra chảy tong tong xuống đất. Tần Lạc cầm lấy kim châm khử độc, sau đó hắn châm vào huyệt, lao cung, ngay dưới bàn chân người công nhân già. Đây chính là huyệt cầm máu, có một danh từ dùng để hình dung nó là định hải thần châm. Có định hải thần châm rồi, thì những công việc cứu trợ tiếp theo sẽ không xảy ra nhiều biến cố cho lắm, ít nhất thì cũng không thể nào làm cho người công nhân già mất máu nhiều quá mà chết. Tần Lạc châm một cây châm gây tê làm giảm đau đớn, sau đó quay sang người công nhân trẻ tuổi nói, cố giữ thật chặt đấy. Tôi chuẩn bị rút lưỡi liềm ra đây. Được, người công nhân trẻ tuổi lấy hết sức bình sinh tập trung vào đôi tay săn chắc của mình. Tần Lạc từ từ đưa tay lên miệng lưỡi liềm, người công nhân già không ngừng run lên từng cơn, tiếp sau đó ông nghiến răng lại, hai chân của ông rung lên từng chập. Đúng lúc này, cho dù có là một cơn gió thoảng qua thôi, thì cũng làm cho cái chân bị liềm cắm vào của ông đau buốt tới tận xương tủy. Tần Lạc thầm vận sức, sau đó hắn đột nhiên dùng sức rút lưỡi liềm lên. Soạt, lưỡi liềm vừa mới rút ra khỏi, một luồng máu tươi bắn phun ra khắp lên mặt của Tần Lạc, nó giống như những đốm hoa li ti màu hồng bay tứ tán trong không trung. A, cơn đau dữ dội làm cho người công nhân già kêu đau thê thảm. Chương 990, ảnh hưởng tới hình tượng đẹp trai. Người công nhân trẻ tuổi cố gắng giữ chặt lấy đôi chân của chú Đức Trụ đang giãy giụa vì đau đớn. Trông thấy cậu ta có phần yếu thế, nên mấy người công nhân khác cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ. Thế là không cần tới sợi dây cố định trên bàn mổ, mà chân người bị thương đã được giữ chắc như đinh đóng cột vậy. Chờ cho chân của chú Đức Trụ không còn giãy giụa loạn xạ nữa, Tần Lạc mới dùng ngó tay của mình dí vào bên trong vết thương, hắn thử búng nhẹ xem kinh mạch của chân đã bị đứt hay chưa. Xe cứu thương chưa tới, nếu có đưa đi bệnh viện cũng chưa chắc gì đã chữa khỏi. Có khi tới đó bệnh viện cũng chỉ khâu vài mũi băng bó lại vết thương thế là xong chuyện. Còn về cái chân liệu có bị tàn phế hay không, hoặc không thể đi lại bình thường, không thể chống đỡ nổi sức nặng, đã không còn là vấn đề mà bọn họ quan tâm nữa. Mặc dù không nhận được một xu tiền chẩn phí nào, nhưng Tần Lạc vẫn lập tức đưa ra quyết định, giúp ông ta nối mạch. Mỗi một người bác sĩ đều có một hạng mục sở trường của riêng mình, ví dụ như có bác sĩ sở trường là phụ khoa, có bác sĩ sở trường là nam khoa. Có bác sĩ sở trường là nối xương chẩn cốt, nhưng lại có bác sĩ sở trường về đường hô hấp. Ví dụ như ông nội của Tần Lạc là Tần Tranh có sở trường về dược thảo, vì vậy nên được người ta tôn xưng là Dược Vương. Bị ảnh hưởng từ ông mình, nên Tần Lạc rất tinh thông về mặt dược thảo, lại cơ duyên thế nào có được dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn, cũng bắt đầu học loại châm pháp thần kỳ đã bị thất truyền đến cả trăm năm là dấu bé thái ất thần châm dấu lớn nữa. Lại vì cơ thể suy yếu không thể đến trường học tập. Không có bạn bè chơi đùa, đã khiến cho hắn biết được không ít kiến thức của người xưa trong phòng sách của ông nội mình. Và nó đã trở thành một nền móng cơ bản khá tốt cho việc giải quyết những căn bệnh nan y mà hắn gặp phải. Tần Lạc học nối mạch từ ông nội của mình, đây cũng được coi là một trong những bí phương gia truyền của Tần gia. Tần Lạc được nhìn tận mắt ông nội mình nối mạch cho người ta, lúc đó họ còn ở trong ngôi nhà cũ của Tần gia, bệnh nhân là một người nông dân chân lấm tay bùn ở cạnh nhà. Vì trong ruộng có nước,
nên chỉ có thể đi chân trần xuống ruộng để thu hoạch, nhưng đã không may giẫm phải chiếc liềm mà vợ anh ta để quên trong ruộng. Bàn chân suýt chút nữa thì bị cắt thành hai, kinh mạch ở chân đã bị đứt đoạn không ít, khi được người ta đưa đến nhà thì anh ta đã bị ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều rồi. Ông nội lập tức giúp anh ta làm phẫu thuật nối mạch, cũng không biết ông đã dùng biện pháp gì mà lần lượt nối hết các đường kinh mạch ở chân của người nông dân này lại. Người nông dân sau đó tới tạ ơn ông, nói rằng cái chân của ông ta không còn để lại di chứng nào cả, cho dù có làm việc nặng gì nó cũng không hề ảnh hưởng gì cả. Tần Lạc khi đó vô cùng kinh ngạc, nên đã cầu xin ông truyền thụ lại cho hắn. Những người không có liên quan mau tránh ra, đừng có che hết ánh sáng. Tần Lạc lại một lần nữa ra lệnh, bởi vì nối lại kinh mạch là một việc làm rất tỉ mỉ, kinh mạch lại là một hệ thống vừa mảnh vừa nhỏ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ thành đại họa. Vì thế khi tiến hành phẫu thuật đều phải cần một môi trường trị liệu tốt nhất. Bao nhiêu người đứng ra che hết cả ánh sáng như vậy, hơn nữa không khí lại khó thở, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới vết thương và sự hô hấp của Tần Lạc. Cái cần nhất là Tần Lạc cần phải nối lại kinh mạch, nếu như có người chẳng may chen nhau ngã đè lên chiếc chân bị thương kia, vậy thì cái chân này coi như đi tong rồi. Có kim móc không? Trông nó như thế nào? Giọng của một người con gái vang lên quen thuộc. Tần Lạc đưa mặt lại nhìn, thì đã trông thấy Ninh Toái Toái đang cúi đầu xuống cái hộp cứu thương, tìm kiếm cái gì đó. Cô ấy đến từ bao giờ vậy? Tần Lạc thầm nghĩ trong bụng, nhưng lúc này không phải là lúc hàn huyên. Tần Lạc moi trong người ra hộp châm của hắn, moi ra một chiếc kim móc nói, đây chính là kim móc. Em giúp anh khử trùng. Ninh Toái Toái nhận lấy chiếc kim móc từ bàn ta đầy máu của Tần Lạc, sau đó bôi chiếc bông tẩm cồn lên đó để khử trùng. Cảm ơn, Tần Lạc nhận lấy chiếc kim móc nói, còn cần thêm một cái nữa. Ninh Toái Toái lập tức lại cầm lấy một chiếc kim móc khác lên khử độc rồi đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy hai chiếc kim móc cầm ở mỗi tay một cây, rồi quay sang Ninh Toái Toái nói, giúp anh mở rộng vết thương của ông ấy ra. Mở, rộng, Ninh Toái Toái nhìn vào vết thương đang chảy máu đỏ lòm kia mà cảm thấy sởn cả gai óc, toàn thân của nàng căng cứng lại, không ngừng giật lên, cứ như người bị thương chính là nàng vậy. Sau một hồi do dự, Ninh Toái Toái vẫn cố gắng nói, vâng. Anh muốn em mở nó ra kiểu gì? Không cần em, bảo người khác làm hộ em được rồi. Tần Lạc nói, hắn biết phụ nữ vốn rất sợ với các cảnh máu me như thế này. Không sao đâu, em làm được mà. Ninh Toái Toái đáp, nàng như muốn chứng minh bản thân mình, vội vàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc của mình ra sau đó đặt lên vết thương từ từ mở nó ra. Mở nó ra thêm nữa, Tần Lạc nói. Ninh Toái Toái nhắm tịt mắt lại không dám mở mắt ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt, hai bàn tay nhỏ của nàng khẽ dùng lực, làm cho vết thương mở miệng ra to hơn. Tần Lạc cũng bắt đầu hành động, mỗi một chiếc kim móc hắn đều khều được một đầu dây của kinh mạch, sau đó hắn kéo chúng lên cùng với nhau. Có rất nhiều châm pháp có thể sử dụng để kéo, ví dụ như dấu bé quỷ môn thập tam châm dấu lớn của quỷ y phái. Dĩ nhiên dấu bé thái ất thần châm dấu lớn là không thể làm được, bởi vì cái kiểu kéo châm như thế này không thể sử dụng chân khí được. Tần Lạc đang sử dụng kiểu kéo này là trong châm pháp dấu bé ngũ long châm pháp dấu lớn, dùng lực nhẹ vừa phải. Chỉ mỗi tội là động tác nó hơi phức tạp một chút. Dấu bé quỷ môn thập tam châm dấu lớn thì lại tương phản, nó dùng châm khá là bá đạo, vừa đơn giản lại trực tiếp. Nhưng nó lại đòi hỏi con người phải có sức chịu đựng rất cao. Tần Lạc kéo hai sợi kinh mạch như đang kéo hai sợi dây chun vậy, sau khi kéo chúng vào giữa, thì hắn tiếp nối hai sợi kinh mạch vào nhau. Tần Lạc một tay giữ lấy hai đầu kim châm, một tay moi vào trong người lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng, hắn dùng miệng mở nắp. Sau đó đổ ra một chất sền sệt màu xanh lục lên đoạn tiếp giáp giữa hai kinh mạch. Đây là chất dịch của thực vật, nó có độ dính rất chắc, có thể hàn gắn hai sợi dây kinh mạch đã bị đứt, và trong thời gian ngắn làm nó khôi phục lại như cũ. Lại qua mấy phút nữa, sau khi để hai sợi kinh mạch gắn vào nhau xong, Tần Lạc lại dùng châm móc kéo những sợi kinh mạch khác vào với nhau. Sau khi các thao tác hoàn thành xong, hắn lại một lần nữa moi trong người ra một chiếc bình màu vàng xỉn, đây chính là hộp kem kim dũng. Hắn đổ hộp kem này lên trên vết thương đang rỉ máu kia. Ninh Toái Toái đã phối hợp với Tần Lạc vô cùng ăn ý, rất nhanh nàng đã tìm thấy gạt băng bó ở đâu, rồi đưa nó cho Tần Lạc. Tần Lạc sau khi cuốn chặt băng bó cẩn thận xong rồi, mới quay ra cậu công nhân trẻ tuổi kia nói, cậu tên là gì? Ngô Quý, người công nhân trẻ tuổi cười đáp, chú ấy có việc gì không? Không sao rồi, Tần Lạc nói, tôi cho người đưa chú ấy đi bệnh viện,
mấy người các cậu phái một người đại diện đi theo chú ấy. Vâng, vâng, Ngô Quý đáp, hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại hỏi tiếp với thái độ rất lo lắng, anh không phải nói khỏi rồi sao? Sao lại phải đi bệnh viện làm cái gì? Để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tần Lạc cười nói, vết thương vẫn còn phải khử trùng nữa, bệnh viện có công tác diệt trùng khá tốt, không được để chân ông ấy bị viêm là được rồi. Tĩnh dưỡng ở chỗ chúng tôi không được sao? Không cần phải đi bệnh viện chứ? Ngô Quý nhìn vào người công nhân già nói, tới bệnh viện chắc là cần nhiều tiền lắm hả? Cậu không cần phải lo chuyện tiền nong, tôi sẽ phái người tới đó xử lý cho. Ninh Toái Toái nói chen vào. Nói xong nàng liền quay sang người phụ nữ trung niên nói vài câu, chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia gật gật đầu, sau đó còn đánh Mercedes-Benz của Ninh Toái Toái lại, để mấy người công nhân khiêng người công nhân già bị thương lên ghế sau xe, sau đó mới khởi động xe đưa đi bệnh viện. Khi chiếc xe đã đi xa, đám công nhân vây quanh đó mới quay sang Tần Lạc cảm tạ. Người tốt sẽ gặp việc tốt, anh chắc chắn sẽ gặp may mắn. Cảm ơn anh đã cứu cả nhà chú Đức Trụ. Tần Lạc nhìn vào những gương mặt tươi cười hiền hậu của đám công nhân thầm nghĩ, đúng là có những thứ mà dùng tiền không thể nào mua được. Tần đại ca, anh lợi hại thật đấy. Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc với con mắt tôn sùng nói, vết thương nghiêm trọng như vậy thế mà anh nhoáng một cái đã chữa khỏi rồi, chả trách mà có nhiều người lại yêu quý anh như vậy. Ha ha, đây đã là cái gì đâu. Đến cả, Tần Lạc vốn định nói đến cả cậu nhỏ của Lôi Diệu Dương đã bị liệt teo cả lại rồi, hắn còn bắt nó dựng lên được nữa là cái chân này. Nhưng vì câu nói này có phần tục tĩu, nên Tần Lạc đành ngậm miệng lại, không dám nói ra. Đến cả cái gì cơ? Ninh Toái Toái cười hì hì hỏi. Ha ha, những trường hợp nặng hơn thế này anh còn chữa được nữa là. Tần Lạc cười nói. Ninh Toái Toái chỉ vào bộ mặt kiêu ngạo của Tần Lạc bật cười khanh khách nói, mặt hề kìa, trên mặt anh có vết, mau đi rửa đi. Tần Lạc lúc này mới biết mặt mình có dính máu, hắn thấy bên ngoài có chiếc vòi nước, liền đi tới đó rửa mặt, rửa tay và giặt hết những vệt máu còn đọng trên áo đi. Tần đại ca, anh cởi áo khoác ngoài ra, em giặt giúp anh cho. Anh mặc như thế lên người không sạch đâu. Ninh Toái Toái đứng bên cạnh nói, nàng muốn giúp đỡ Tần Lạc, nhưng Tần Lạc vẫn mặc cả áo trên người, muốn rửa vết bẩn của máu, lại sợ làm ướt áo nên rất bất tiện. Không sao đâu, chỉ lấy nước vẩy qua một chút thôi mà, chút nữa anh sẽ về thay bộ khác là được thôi. Tần Lạc từ chối nói, hắn làm gì dám để cho Ninh Toái Toái giặt quần áo hộ hắn cơ chứ. Không sao đâu, anh mặc lên người như thế này làm sao được, nếu như bị phóng viên chụp được thì làm sao? Sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng đẹp trai của anh trong mắt các fan mất. Tần Lạc nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, sự đe dọa này của em đã có hiệu quả. Á, Ninh Toái Toái, em tới rồi đó hả? Một tiếng hét thất thanh mừng rỡ vang lên, tiếp sau đó là một anh chàng đẹp trai mặc bộ vest cách điệu, đeo kính gọng vàng đi tới. Ninh Toái Toái quay lại nhìn hắn bất giác cau mày lại. Ôi ra, anh chờ em cả nửa ngày rồi, ở đây khung cảnh đẹp quá. Ngồi trong điều hòa mà toát hết mồ hôi. Anh muốn tìm mấy chai bia lạnh uống nhưng chẳng tìm thấy nó đâu, anh phải bảo ba của mình, bảo ông ấy cải thiện môi trường làm việc ở đây một chút. Em đang làm cái gì vậy? Giặt quần áo ư, quần áo của ai đó? Ái, trên đó toàn là máu kìa. Úi, bẩn quá mau vứt nó đi. Nói xong hắn liền giật luôn chiếc áo trên tay của Ninh Toái Toái rồi vứt nó ra xa. Chương 991, cô ấy là Thanh Mai. Còn anh là Trư Mã. Như thể chiếc áo của Tần Lạc bẩn lắm vậy. Tên mặc đồ trắng nhưng lại chẳng giống hoàng tử chút nào sau khi cướp đi chiếc áo của Tần Lạc thì ném ra thật xa. Vung tay quẳng sang một bên rồi buông tay ra. Phút. Chiếc áo bay trong không trung, giống như một lá cờ màu đen đang múa lượn vậy. Tất nhiên là lá cờ này cũng chẳng đẹp mắt gì cho lắm. Vì có đôi chỗ vẫn chưa được mở rộng hẳn ra, làm cho người ta có cảm giác như người thiếu chân thiếu tay vậy. Nơi chiếc áo đáp xuống đất lại đúng là cửa nhà ăn của công nhân, áo của hắn rơi luôn lên đống thức ăn thừa mà những công nhân vừa mới ăn xong còn thừa đổ ra đó. Bịch! Chiếc áo đau khổ rên lên, thức ăn thừa bắn ra tứ tung, như thể có người vứt một cục đường lớn vào bát nước đậu nành vậy. Sức của Ninh Toái Toái không đỡ lại được với đối phương, sau khi bị người ta cướp chiếc áo trên tay mình đi thì nàng tức đến đỏ mặt, giận dữ quát, Ninh Trấn Xuyên, anh đang làm cái gì thế? Ai bảo anh vứt áo đi như thế? Anh dựa vào cái gì mà vứt áo của người khác đi? Anh có quyền gì mà làm vậy? Vừa nói nàng vừa định chạy đi nhặt chiếc áo lên, thì bị Tần Lạc giữ tay nàng lại. Việc này nên để anh ta làm mới phải.
Tần Lạc nhìn Bạch Mã tủm tỉm cười nói. À, phải là người đàn ông mặc đồ trắng mới đúng. Ai phạm phải sai lầm thì phạt người đó, ai vứt đi thì người đó phải đi nhặt lại. Như thế mới công bằng chứ. Người khác làm điều sai thì sao Ninh Toái Toái lại phải hứng chịu thay chứ? Người tốt thì sinh ra đã phải khổ cực hơn một chút ư. Bạch Mã không hề nhìn thấy mình đã làm gì sai trái cả, cười ha hả, ối giời, Toái Toái à, một chiếc áo thì đáng gì chứ? Có gì mà phải to tiếng lên như thế? Hơn nữa trên đó còn dính cả máu nữa, anh cũng chỉ là thương em thôi mà, sợ làm bẩn tay em ra. Hắn ta quay lại nhìn Tần Lạc hỏi, chiếc áo này là của anh ta à? Vâng, là của tôi đấy. Tần Lạc gật đầu đáp. Bị tôi vứt đi rồi. Bạch Mã cứng đầu nói. Tần Lạc gật đầu nói, tôi nhìn thấy rồi. Anh nói xem phải làm sao đây. Bạch Mã mặt nhâng nhâng lên nhìn Tần Lạc nói, trong lòng có phần khó chịu. Tên nhãi này mặc dù không đẹp trai bằng mình, khí chất không nho nhã, cao sang hơn mình, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, nhìn thì có vẻ đần độn làm sao ấy, nhưng Ninh Toái Toái dường như là rất xem trọng anh ta. Lại còn định giặt áo giúp hắn ta nữa. Làm thế làm sao được? Người vợ tương lai của mình sao có thể giặt áo cho người đàn ông khác chứ? Còn chưa kết hôn mà đã định cắm sừng mình rồi, thế này thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì vậy mà hắn phải cho tên nhãi danh không biết trời cao đất dày này một bài học mới được. Phải làm cho hắn ta nếm được cái hiện thực tàn khốc của cái xã hội này, phải để hắn ta biết rằng, không thể tùy tiện động vào người phụ nữ của một số người đàn ông. Chưa động, nhưng nhìn cũng không được luôn. Tần Lạc thực sự cảm thấy nực cười trước câu nói của tên danh này, cười hỏi, anh nói xem phải làm sao đây. Bạch Mã rút một chiếc bút và một quyển sách ra hỏi, anh nói một con số đi. 1 triệu nhân dân tệ. Bạch Mã khẽ lặng người đi trong giây lát, sau đó thì nhìn Tần Lạc với ánh mắt phẫn nộ, giống như là vừa bị người ta đổ oan cho vậy, giọng the thé chửi, mẹ kiếp, mày nghèo quá đâm điên rồi à. Một cái áo mà đòi người ta đến cả 1 triệu nhân dân tệ. Sao mày không đi cướp đi cho rồi? Cướp ngân hàng cũng không kiếm được nhiều tiền bằng việc mày đi bán quần áo đâu. Là anh hỏi tôi làm thế nào, cũng là anh bảo tôi nói cho anh biết một con số mà. Bây giờ tôi đã đặt ra điều kiện rồi, anh cũng nói cho anh một con số cụ thể. Anh còn có phải là đàn ông không thế? Nói lời mà không giữ lời à? Tần Lạc nhìn vào tấm séc trong tay hắn ta, khinh thường nói, hay là... Anh chỉ có thể điền vào tấm séc này 3 con số mà thôi. 100 tệ trở lên đã phải xin phép cha mẹ rồi à? Thật đáng thương, tiền tiêu vặt của tôi trước kia đã hơn 100 tệ rồi. Mày đúng là đồ vô liêm sỉ. Bạch Mã không ngờ Tần Lạc lại ăn nói ghê gớm như vậy, bị hắn ta chọc cho một phát đau điếng mà chẳng thể làm gì được. Mày nghĩ là mày mồm mép thế thì ghê lắm à? Trong cái xã hội này cái không thiếu nhất đấy là loại người như mày đấy. Làm gì có người làm marketing nào lại ăn nói kém như mày chứ? Thế nhưng cuộc sống của mấy người đó thì thế nào? Vẫn chỉ là không xe, không nhà, không tiền mà thôi. Mày thì khác gì chúng nó? Mày có gì là giỏi chứ? Tần Lạc cười khổ nói, có phải đã lạc đề quá rồi không? Chúng ta đang thảo luận xem phải bồi thường cái áo của tôi thế nào cơ mà, tôi nói tôi giỏi lúc nào thế? Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc thì thấy hình như là mình đúng là nói rồi thì phải. Đúng là tôi có nói rằng tiền tiêu vặt của tôi ngày trước còn hơn cả tiền của anh bây giờ, nhưng đó là sự thật mà. Nếu anh không trả nổi 1 triệu nhân dân tệ thì... Ai nói là tao không trả nổi? Bạch Mã mặt đỏ phừng phừng nói. Ai nói là tao không trả nổi? 1 triệu nhân dân tệ là cái dám gì? Tên khốn này lại dám xem thường mình. Muốn dùng 1 triệu nhân dân tệ làm khó mình à? Đúng là chuyện cười có 102. Thế thì đưa cho tôi 1 triệu nhân dân tệ đây. Tần Lạc đưa tay ra nói, nếu thằng ngu này mà bồi thường 1 triệu nhân dân tệ cho mình thật thì, nể mặt đồng tiền, hắn có thể thứ lỗi cho tên ngu ngốc này một lần. Bạch Mã viết xoẹt xoẹt lên tấm séc vài con số không, nhưng ngay sau đó liền thấy có gì đó không ổn. Hắn ta gập quyển sổ lại, chửi, mà sao tao phải đưa cho mày 1 triệu nhân dân tệ? Một cái áo không thôi mà đòi cả 1 triệu nhân dân tệ á? Mày cho tao là thằng ngu à? Tần Lạc nghĩ bụng. Tên này vẫn chưa đến mức ngu ngốc như mình tưởng. Nếu hắn ta thực sự viết cho mình một tấm séc trị giá 1 triệu nhân dân tệ, thì mình cũng không nỡ làm phiền hắn làm gì, mình sao có thể xảy ra xung đột với một thằng ngu được chứ? Nếu anh không muốn bỏ tiền ra thì hãy ra kia nhặt cho tôi cái áo lại đây. Tần Lạc cười nói. Không bao giờ, Bạch Mã cười nói. Nhãi danh, mày muốn giở trò ở đây à? Mày cũng không xem đây là địa bàn của ai đã chứ?
Hắn ta giơ tấm séc có 5 con số ra trước mặt Tần Lạc, nói, đây là 10.000 nhân dân tệ. Có thể mua cả mấy trăm cái áo kiểu của mày rồi đấy, cầm lấy rồi mau cút khỏi đây. Tần Lạc không cầm. Hắn tất nhiên là không cầm rồi. Nếu hắn mà cần thì không phải thành thằng ngu rồi à? Ai nói là áo của hắn là đồ rẻ tiền? Bản thân hắn không để ý gì nhiều đến chuyện mặc quần áo của hiệu gì, chỉ cần mặc vào dễ chịu và vẫn đẹp là được, chủ yếu là phải toát ra được vẻ phong độ phi phàm của một công tử bậc nhất. Nhưng tất cả quần áo của Tần Lạc đều được mấy người Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, và Vương Cửu Cửu mua cho. Những người phụ nữ này làm sao có thể để hắn ăn mặc không ra, làm sao đi ra ngoài được. Chẳng bao giờ có chuyện như thế. Ít nhất thì đến cả một người chẳng có khái niệm gì đặc biệt gì với tiền tài như Tần Lạc đây cũng biết rằng, chiếc áo này của hắn không chỉ có trị giá là 10.000 nhân dân tệ, mà kể cả không đến số tiền đó thì đã làm sao. Dù gì thì tên này cũng không thể lấy 10.000 nhân dân tệ ra để làm hòa coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Cầm lấy đi chứ, Bạch Mã có phần khó chịu, thúc giục nói. Chưa nhìn thấy séc bao giờ à? Yên tâm, cầm ra ngoài là có thể đổi được tiền. Tần Lạc chỉ vào áo của hắn, nói, đi nhặt áo lại đây. Tần đại ca, để em đi nhặt. Ninh Toái Toái thấy Tần Lạc giận rồi thì cầu khẩn nói. Không cần đâu, Tần Lạc thấp giọng nói bên tai Ninh Toái Toái, anh cũng định gây chuyện với anh ta mà. Bây giờ anh ta tự động dấn thân vào thì phải cho anh ta một bài học chứ. Khoảng cách giữa miệng của Tần Lạc và tai Ninh Toái Toái là rất ngắn, nhìn vào chiếc dái tai bé nhỏ như trong suốt của nàng mà Tần Lạc chỉ muốn cắn luôn lên đấy một cái cho đỡ thèm. Tần Lạc nuốt nước bọt đánh ực một cái, cuối cùng thì hắn cũng không làm cái trò cầm thú đó. Ninh Toái Toái cũng cảm thấy tim mình đập dữ dội, toàn thân như thể bị tan chảy hết cả ra vậy. Khi Tần Lạc nói với nàng những điều này thì cứ như đang có một luồng khí ấm áp lọt qua tai nàng, run run, ngứa ngứa, gai gai, khiến cho nàng không thể thích ứng được nhưng lại cảm thấy gần gũi hết mức. Sắc mặt của nàng dần đỏ lựng lên như vừa mới uống rượu vậy. Tần đại ca, không sao đâu. Ninh Toái Toái không nỡ lùi lại một bước để đứng cách xa Tần Lạc hơn một chút. Sau khi lùi lại rồi thì nàng lại thấy trong lòng có gì mất mát, nàng nghĩ, nếu mà tiến về phía trước một bước thì... Nhưng đó là việc mà nàng không bao giờ có đủ can đảm làm. Để em đi nhặt rồi giặt ngay cho anh, lát nữa anh còn phải mặc chứ. Không thể cứ thế này mà đi ra ngoài được. Tần Lạc cười hỏi, anh ta là cái gì của em thế? Tao là gì của cô ấy ư? Tao và Toái Toái cùng lớn lên trong một khu vườn, có thể nói là thanh mai trúc mã. Tôi tin cô ấy là thanh mai, anh là chư mã. Tần Lạc làm đứt đoạn những lời thổi phồng của tên này. Hắn có thể nhìn ra được, Ninh Toái Toái có vẻ cũng chẳng ưa gì hắn ta. Nếu không thì với tính cách của nàng, chắc chắn là sẽ nói giúp cho hắn ta. Đến cả một người có tính cách oái oăm, ghê gớm như Lăng Tiếu mà nàng còn nói giúp suốt được nữa là... Phì! Ninh Toái Toái nghe vậy thì không khỏi phì cười, nói, Tần đại ca, đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Chúng em đúng là cùng lớn lên trong một khu vườn, cha anh ấy là bạn làm ăn với cha em, hạng mục công trình Hoán Khê Building đều do cha anh ấy phụ trách. Mới đầu, khi nghe Tần Lạc nói Ninh Toái Toái là thanh mai, hắn là chư mã thì hắn còn dương dương tự đắc, nhưng sau khi nghĩ ngợi một hồi thì thấy mình bị lừa. Chư mã liền chỉ thẳng vào Tần Lạc hét lên, khốn nạn, mày dám chửi người khác à? Tôi đâu có chửi anh, Tần Lạc cười nói, là anh tự nói anh và Toái Toái là thanh mai chư mã mà. Nói xong hắn chỉ vào chiếc xe đua màu vàng, hỏi, chiếc xe kia là của anh à? Tất nhiên rồi, Bạch Mã đắc ý nói, nhóc con, coi như mày có mắt đấy. Lamborghini được sản xuất với số lượng có giới hạn, cả thế giới chỉ có 300 chiếc thôi đấy. Tần Lạc chẳng hứng thú gì với Lamborghini cả, nếu mà khi đó là bikini thì hắn còn có thể suy nghĩ xem sao. Tiếp đó hắn lại hỏi, công trình này do cha anh phụ trách. Công nhân bị thương, vậy sao anh không lái xe đưa người ta đến bệnh viện? Anh không biết là nếu để trễ quá thì có thể làm cho người ta mất máu quá nhiều mà chết không? Bạch Mã nhìn Tần Lạc như đang nhìn người ngoài hành tinh, sắc mặt tỏ vẻ khó tin, nói, mày có phải là thằng ngu không thế? Chiếc xe này của tao là Lamborghini đấy, nếu mà dính chút máu vào thì phải mất bao nhiêu tiền để rửa hả? Số tiền đó ngang với cả mạng của ông ta đấy. Tần Lạc bắt đầu cúi đầu xuống tìm kiếm. Tần đại ca, anh tìm gì thế? Ninh Toái Toái hỏi. Tần Lạc đi đến bên góc tường nhặt một viên gạch lên, đập thẳng vào khuôn mặt xấu xí vẫn còn đang tỏ rõ vẻ khinh miệt của Bạch Mã. Chương 992, Văn thì chữa bệnh cứu người,
võ thì cầm gạch ném đầu người ta. Tần Lạc không phải vì đàn bà mà ghen tuông với tên này, mà hắn chỉ đơn thuần muốn đập cho tên này một trận đã đời. Khi cầm viên gạch lên đập, Tần Lạc không hề có cảm giác tội lỗi gì cả, mà ngược lại hắn lại cảm thấy thoải mái như chút được một gánh nặng nào đó vậy. Hắn cuối cùng cũng tìm được một lý do vô cùng hợp lý để cầm gạch lên đập người khác. Cũng may mà tên này nó ngu ngốc, nếu như hắn học theo cách Tần Tung Hoành, lúc nào cũng nở nụ cười nhã nhặn nhún nhường, thì may ra Tần Lạc mới cảm thấy hắn vừa làm một việc tàn ác. Nói thật lòng, trong bụng Tần Lạc đã rất ngứa mắt với cái thằng danh này rồi. Từ lúc hắn nghe được từ miệng những người công nhân ở đây nói về tình trạng của chú Đức Trụ, khi ông ấy bị thương muốn có xe đưa đi bệnh viện lại không có, mặc dù chiếc xe dáng thể thao của tên khốn nạn này nó lại đậu lù lù ở đây. Trong khi đó thì bản thân tên khốn này còn bịt mũi chạy vào phòng làm việc, bỏ mặc người bị thương đang quằn quại đau đớn nằm rên rỉ ngoài kia. Đối với những con người có ít lương tri, thì phản ứng đầu tiên khi thấy người bị thương nặng là phải đưa người bị thương đi bệnh viện để chữa trị. Hơn nữa, cái công trình này là do cha của tên khốn này phụ trách, người công nhân kia bị thương cũng là do làm việc cho cha của nó. Do vậy nó cũng có trách nhiệm đưa người ta đi viện mới phải chứ. Vậy mà hắn lại nói ra một câu thối không thể ngửi được. Mày có bị thần kinh không? Cái Lamborghini của tao một lần đem đi rửa biết bao nhiêu tiền không? Đền cả mạng của mày cũng không đủ. Đây còn là con người nữa không? Nếu như Tần Lạc không tới kịp thời thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu như chậm trễ cứu chữa thì sẽ phát sinh ra chuyện tày trời như thế nào? Trong mắt của những người như tên khốn này, thì mạng người không đáng giá bằng tiền rửa xe của hắn. Hắn thà đền mạng người ta bằng tiền bồi thường, chứ không muốn làm bẩn chiếc xe của mình. Đây không còn là con người nữa, mà là cầm thú. Gặp phải cầm thú, thì phải cầm gạch mà đập thôi. Chát! Viên gạch trong tay Tần Lạc và gương mặt của tên khốn này đã hôn nhau một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. Thằng khốn nằm luôn xuống đất, viên gạch cũng vỡ luôn làm đôi. Tên Thanh Mai Chư Mã đã nằm đo đất. Tần đại ca, Ninh Toái Toái nhìn Tần Lạc nhặt viên gạch mà hét toáng lên kinh hoàng. Tần Lạc quăng viên gạch vào góc tường, rồi phủi tay vào nhau thản nhiên hỏi, có chuyện gì vậy em? Không có gì, Ninh Toái Toái cười khổ nói, đã ném rồi thì thôi. Thanh Mai Chư Mã của Ninh Toái Toái đã đo đất rồi, nàng có bảo Tần Lạc dừng tay thì cũng đã quá muộn rồi. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tần Lạc an ủi nói, anh chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi. Cái loại có tiền mà bất nhân như thế này, nếu như không có ai cho hắn một bài học, thì hắn sẽ còn ngang tàng đến đâu. Tần Lạc nhớ tới lúc hắn hỏi tên Thanh Mai Chư Mã kia tại sao không đưa người ta đi bệnh viện, thì hắn bỗng cảm thấy nhói đau trong lòng. Trung y bị nhiễm bệnh, dân chúng của dân tộc này cũng bị bệnh rồi. Trung y bị bệnh thì hắn có thể cứu chữa, nhưng người bị tâm bệnh thì hắn cứu chữa như thế nào đây? Em không lo cho anh ta đâu. Ninh Toái Toái vội lên tiếng giải thích, nàng cũng không biết tại sao nàng lại giải thích câu nói này của mình, em chỉ là không muốn anh gặp phiền phức mà thôi. Không sao đâu, Tần Lạc cười nói, hắn ta văn rốt võ rát, làm gì được anh chứ, he he. Ninh Toái Toái nghe vậy nguyết Tần Lạc một cái rồi nói, đúng rồi, chứ làm gì có ai tài giỏi như Tần đại ca đâu. Văn thì chữa bệnh cứu người, võ thì cầm gạch ném đầu người ta. Tần Lạc nghe vậy gượng cười nói, sao em lại tới đây? Em tới xem tiến độ của công trình. Ninh Toái Toái nói, em và chị Hoán Khê trong lúc nói chuyện thì em mới biết, chị ấy rất muốn xây cái lầu này lên thật nhanh. Em sợ mất thời gian của chị ấy, nên mới hay chạy tới đây theo dõi tiến độ, có em ở đây rồi, thì cũng chẳng có ai dám lười cả. Tần Lạc nghe vậy liền gật đầu thông cảm, bây giờ nhân viên của Công hội Trung Y và Quốc tế Khuynh Thành đang chui vào chung một tòa nhà chật chội. Cùng với sự phát triển của Quốc tế Khuynh Thành và các hạng mục của Công hội Trung Y ngày càng lớn lên, do vậy diện tích của tòa lầu Quốc tế Khuynh Thành đã không còn đủ chỗ cho cả hai công ty sử dụng nữa rồi. Tần Lạc lần này tham gia cuộc họp nội bộ của Quốc tế Khuynh Thành mới thực sự cảm nhận được, hai công ty đã có những mâu thuẫn với nhau khi ở chung một chỗ, may mà Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành khéo léo điều chỉnh, chứ nếu không thì người của cả đôi bên đã xông vào ẩu đả với nhau rồi. Bởi vì tòa nhà đó có tên là Quốc tế Khuynh Thành, nên Lâm Hoán Khê mới gấp rút hoàn thành tòa nhà Hoán Khê Building này càng nhanh càng tốt. Một người phụ nữ có rộng lượng đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người đàn bà, cứ ở chỗ người ta rồi có mâu thuẫn gì xảy ra, thì cũng bị cứng họng đuối lý không biết cãi lý ra sao. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Tần Lạc mới đổi cái tên Thái Cực Building thành Hoán Khê Building là vì thế.
Tần Lạc cũng là một kẻ tham lam trong chuyện tình cảm, hắn muốn rất nhiều, nên cũng muốn đáp trả lại cho tất cả mọi người một cách công bằng nhất. Em cũng chú ý tới việc học hành và nghỉ ngơi, cũng không vội lắm đâu. Tần Lạc khuyên giải nói. Đây chính là việc học của em mà. Ninh Toái Toái ngẩng mặt lên nhìn vào mặt Tần Lạc, hai mắt nàng sáng long lanh nói, tác phẩm của em đã trở thành hiện thực, các bạn học của em nếu mà biết được thì chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ em cho mà xem. Hơn nữa, đây là tác phẩm đầu đời của em nhất định phải chăm lo nó thật kỹ, nếu như vì tòa nhà này mà được nổi tiếng, thì đó cũng là một việc rất có lợi cho sự phát triển của em sau này, vì thế. Tần đại ca, anh không cần khuyên em cái gì đâu. Tần Lạc cũng đã sớm biết cô bé này ngoan ngoãn hiểu biết, tiếp xúc với nàng lâu rồi hắn cũng nhận biết ra được phẩm chất tốt đẹp trong con người của nàng. Vậy thì phiền em lo giúp anh vậy, Tần Lạc cười he he nói. Tần đại ca, anh lại khách khí với em rồi. Ninh Toái Toái bất mãn nói, em đã nói rồi, đây là việc đôi bên cùng có lợi mà. Được rồi, Tần Lạc cười nói, bữa trưa nay anh mời em đi ăn được không? Thế mới ngoan chứ, Ninh Toái Toái mừng rỡ nói. Tần Lạc nghe vậy liền cúi xuống đá vào anh chàng thanh mai trừ mã của Ninh Toái Toái nói, hắn ta thế này. Có sao không em? Yên tâm đi, Ninh Toái Toái nhoẻn miệng cười nói. Nàng cảm thấy Tần Lạc dễ thương quá mức, vừa rồi đánh người ta thì thẳng tay tàn độc là vậy, thế mà bây giờ còn lo người ta nằm thẳng cẳng ở đây bị làm sao, các nhân viên ở đây đều biết thân phận của anh ta, bọn họ sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi. Tần Lạc nghĩ cũng đúng, có cơ hội nịnh nọt con trai của ông chủ tốt như thế này. Có ai mà muốn bỏ qua chứ? Tần Lạc hiện giờ đã trông thấy đang có mấy người đang cầm hộp cứu thương đứng từ đằng xa ngó về phía này, e rằng chỉ cần hắn và Ninh Toái Toái rời khỏi đây một cái là họ ngay lập tức chạy bổ tới cấp cứu cho anh chàng kia ngay. Vận mệnh giữa con người là không giống nhau, do vậy giá trị sinh mạng giữa bọn họ là cũng khác nhau. Nếu có phiền phức gì thì em cứ việc đổ hết lên đầu anh cũng được. Tần Lạc nói, không có gì phiền phức cả đâu. Ninh Toái Toái thở dài nói, thực ra, có quá nhiều người có ý nghĩ như anh ta, ở quanh ta đầy rẫy những người như vậy, bọn họ vứt cả hàng triệu hàng tỷ ra chỉ để nuôi một con chó, con mèo, cho chúng ăn uống như đế vương. Nhưng họ lại tiếc mấy đồng lẻ khi cho những người ăn xin. Em không phải như vậy, anh cũng thế, và cũng có rất nhiều người như chúng ta. Tần Lạc ngoan cố cãi lại. Đúng vậy, em không phải như thế, anh cũng vậy. Ninh Toái Toái mỉm cười nói. Anh chàng trừ mã kia sau khi bị Tần Lạc táng cả cục gạch vào mặt đã nằm bất động trên đất rồi, do vậy vẫn là Ninh Toái Toái đi nhặt giúp chiếc áo lên cho Tần Lạc. Nàng vò đi vò lại, nhưng các vết máu ở trên áo của hắn dù có gột đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không gột cho sạch sẽ được cả. Thôi bỏ đi, cứ để đó anh mặc đi, Tần Lạc nói. Cứ phơi trước đi đã. Ninh Toái Toái rũ rũ cái áo, sau đó nàng đem phơi chiếc áo lên giá phơi áo. Áo cần phải phơi thì nó mới khô được chứ, bây giờ mà đi ăn cơm trưa thì cũng hơi sớm, để em dẫn anh đi lên quan sát nơi đây một chút nhé. Ninh Toái Toái chỉ vào hai tòa nhà của Hoán Khê Building vừa mới dựng lên nói. Được, Tần Lạc gật đầu đồng ý, hắn vốn cũng muốn tới đây để xem tiến độ công trình tiến hành ra sao, nên sau khi nghe Ninh Toái Toái nói vậy là đồng ý ngay. Vòng cung của hai hình thái cực lúc này cũng đã hiện ra. Hình hài của nó y hệt như trên bản vẽ mà Tần Lạc đã nhìn trước đó. Chờ cho 10 tầng của tòa nhà này được dựng lên, thì hai cực của thái cực cũng sẽ tự nhiên hình thành. Cả hai cùng hỗ trợ tương thích với nhau nhưng lại là hai thể độc lập, đây sẽ là một tòa kiến trúc độc đáo nhất tại Yến Kinh. Anh thấy thế nào? Ninh Toái Toái vui mừng hỏi, tuy là tòa nhà này vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng nàng vẫn không giấu nổi sự tự hào kiêu hãnh với Tần Lạc. Không tồi chút nào, Tần Lạc cười nói. Anh có dự cảm, tòa lầu này sau khi xây dựng xong, danh tiếng của em trong làng kiến trúc Trung Quốc sẽ nổi như cồn cho mà xem. Ha ha ha, nếu như đúng có một ngày như thế thật, thì sau này anh cần xây tòa lầu nào tìm em thiết kế, em sẽ làm miễn phí hết cho anh. Xây những tòa lầu khác. Tần Lạc nhìn Ninh Toái Toái, hắn phát hiện ra nụ cười của nàng là hoàn toàn là vô hại, do vậy hắn chỉ thầm cảm thấy bản thân hắn đã quá mẫn cảm mà thôi. Anh không chuẩn bị xây cho chị Văn Nhân. Chị Ly, chị Tử An, chị Tư Tuyền mỗi người một tòa nhà sao? Ninh Toái Toái bật cười khanh khách nói. Tần Lạc vã mồ hôi đầm đìa, sao Toái Toái lại biết mấy người này vậy? Thôi được rồi, đừng lo lắng thế nữa, em chỉ đùa mà thôi. Ninh Toái Toái an ủi nói. Tần Lạc cũng cười cười hỏi lại, dạo gần đây em có tới thăm Lăng Tiếu không? Hôm qua em vừa mới qua đó. Nhắc tới Lăng Tiếu,
thái độ của Ninh Toái Toái bắt đầu có sự thay đổi, cô ấy vẫn vậy. Khí sắc càng lúc càng xấu. Mới nửa năm mà cô ấy đã vậy rồi, cha của cô ấy bạc hết cả tóc, mỗi lần em nhìn thấy lại buồn thúi ruột. Anh vừa tìm được một số thứ, có khi nó có thể giải được bệnh cho cô ấy. Tần Lạc mỉm cười nói, nhưng vẫn còn có những vấn đề cần phải làm rõ. Tần đại ca, anh nói thật không? Ninh Toái Toái mừng húm nắm chặt lấy tay Tần Lạc. Anh đã lúc nào lừa em chưa? Tần Lạc gật đầu nói. Cái này thì phải kể tới công lao của Hồng Phu, chính hắn đã lấy được mẫu vật chất trên con vật mà Hồng Phu săn được, nhưng hắn thật sự không biết được dạo gần đây Hồng Phu chạy đi đâu nữa. Đúng lúc này, tất cả sợi lông trên người Tần Lạc dựng đứng hết cả lên. Hắn ôm lấy Ninh Toái Toái vào lòng, sau đó lăn luôn vào trong góc cầu thang. Quỳnh! Một tiếng nổ cực lớn, tấm trần của mái nhà đổ ụp luôn xuống. Chương 993, nhìn thấy bộ mặt còn xấu xí hơn nữa. Đối với Giê-xu mà nói thì đôi khi anh ta đứng cách Tần Lạc rất xa, nhưng có nhiều khi thì lại rất gần. Khi khoảng cách giữa hai người là một khoảng ngắn ngủi thì Tần Lạc chỉ đứng lẻ loi một mình, còn khi khoảng cách giữa hai người được nới lỏng ra thì chắc chắn bên cạnh Tần Lạc lúc đó đang có đàn bà. Giê-xu chẳng xa lạ gì với cái gọi là đàn bà này, trước kia, anh ta còn chưa chuyển đổi nghề khá có tiền đồ là sát thủ thành vệ sĩ kiêm người truyền đạo, thì anh ta cũng đã từng là một cao thủ trong tình trường. Lúc nào cũng duy trì được kỷ lục trong vòng một năm dụ dỗ được 200 người phụ nữ chạy theo mình. Tất nhiên đó chỉ là vì sex, và cũng chỉ có sex mà thôi. Lẽ nào bạn còn hy vọng một sát thủ có thể nói chuyện yêu đương rồi kết hôn sinh con đẻ cái với bạn chắc? Còn về phần những người phụ nữ đó có mưu lợi gì thì đó không phải là việc mà anh ta phải suy nghĩ và cũng chưa từng nghĩ tới. Anh ta không hiểu về phụ nữ, và cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn tìm hiểu. Anh ta cho rằng làm thế thì quả là lãng phí thời gian, mà thời gian đó thì có thể dùng để truyền đạo hoặc giết người thì vẫn hơn. Nhưng cách thức mà Tần Lạc và những người phụ nữ bên cạnh hắn đối xử với nhau lại khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú vô cùng, anh ta không biết quan hệ giữa bọn họ là quan hệ gì nữa. Sex ư? Hiển nhiên là không phải, vì Tần Lạc tiếp xúc với những người phụ nữ một thời gian khá là lâu, nhưng vẫn không hề lên giường với nhau. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy không thể chịu được. Và cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Người này chạy thì người kia đuổi, liếc mắt đưa tình, kết quả cuối cùng không phải vẫn là lên giường với nhau hay sao? Nếu đã như vậy, sao không đi thẳng tới bước cuối cùng đi? Mọi người đều là người trưởng thành hết cả rồi, thời gian là vô cùng quý giá. Tình bạn ư? Điều này khó có thể giải thích được tình cảm ngày một thắm đượm và ánh mắt mỗi lần đụng phải nhau của họ, sát thủ vốn là nhạy cảm nhất với ánh mắt của người khác. Họ có thể hiểu rõ như lòng bàn tay xem ánh mắt đó của đối phương có thù hằn hay yêu thương gì không. Giê-xu nghĩ thầm, có lẽ phải dùng một câu này để miêu tả quan hệ giữa bọn họ, một đôi có thể lên giường với nhau bằng tâm hồn. Hôm nay cũng giống như khi trước, bên cạnh Tần Lạc lại có phụ nữ, hơn nữa xem ra nàng còn có thể trở thành, đôi có thể lên giường với nhau bằng tâm hồn, vì thế nên Giê-xu biết điều lùi hẳn sang một bên. Bản thân anh ta cũng biết rõ rằng, trong khi người ta đang liếc mắt đưa tình, hay ôm ôm ấp ấp mà mình cứ đứng lì ở bên cạnh, hoặc chạy tới chạy lui thì quả thật đó là một việc khiến cho người ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Tần Lạc đi lên lầu, còn Giê-xu thì đứng ở bên dưới. Đại đầu không có ở đây, vì thế Giê-xu đã trở thành người thân thích nhất hiện giờ của hắn. Chỉ cần anh ta còn sống thì chẳng có bất kể kẻ địch nào có thể xông tới. Ít nhất thì hiện giờ anh ta khá là trung thành. Trong khi anh ta đang nghĩ xem có yêu cầu người đẹp kia cùng ăn tối với mình không thì hai tai khẽ rung lên từng hồi. Mỗi một sát thủ khi gặp phải nguy hiểm thì đều ít nhiều cảm thấy có gì đó bất thường, và anh ta cũng không phải là ngoại lệ, khi anh ta cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần thì hai tai khẽ rung lên. Có thể người bình thường sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ này, nhưng anh ta thì không. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nơi đó rất yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đôi trai gái. Quỳnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, chân nhà của lầu 2 đổ ụp xuống như một quả bóng lớn bị kích nổ vậy. Những viên gạch nhỏ văng ra tứ tung, bay vung vút trong không trung và lao thẳng về phía anh ta. Anh ta không né tránh, cũng không trốn chạy, mà xông thẳng lên trên lầu. Tần Lạc ở trên đó. Cô bạn gái đáng yêu mà có thể trở thành, đôi có thể lên giường với nhau, của Tần Lạc cũng ở trên đó, tất nhiên là anh ta cũng không phải quan tâm gì nhiều đến nàng cho lắm. Khẩu súng lục trong tay anh ta ngay lập tức được kéo chốt an toàn, sau đó thì khom người xuống chạy thẳng lên lầu. Tần, anh ta lớn tiếng kêu lên. Không có ai đáp lại.
chỉ có tiếng nứt gãy răng rắc của tấm trần nhà, cùng với những tiếng hô hào của những người công nhân đứng từ xa. Tần, anh ở đâu? Giê-xu lại gọi thêm lần nữa. Trần nhà rơi xuống thì chẳng khác nào khiến cho người đứng ở giữa nhà trở thành miếng thịt kẹp trong chiếc bánh kẹp thịt cả. Lướt mắt nhìn một lượt thì chỉ thấy những cây sắt dài lộ ra từ tấm trần nhà, chẳng nhìn thấy bóng hình của Tần Lạc và cô gái kia đâu cả. Tần, Thượng Đế, xin người hãy nói cho con biết bọn họ đang ở đâu đi. Giê-xu khẽ nói, sau một hồi lắng nghe và đảo mắt nhìn ra xung quanh một lượt, loại bỏ hết những gì nguy hiểm đang tồn tại thì Giê-xu mới chạy ra ngoài khỏi nơi ẩn nấp bí mật để tìm kiếm trong tòa lầu. Khụ khụ khụ, có tiếng ho khụ khụ truyền lại đây. Giê-xu cẩn thận phân biệt một lát, rồi lập tức chạy đến góc tường chỗ có cầu thang máy. Tần, anh có phải ở dưới đó không? Giê-xu lớn tiếng hỏi. Mau bỏ tấm trần ở trên sang một bên đi, Tần Lạc nói với giọng khàn khàn. Giê-xu tóm lấy cây sắt ở tấm trần, sau đó thì dùng lực nhấc tấm trần đã bị gãy thành hai lên. Cắn răng dùng lực thêm nữa thì tảng đá nặng phải đến 500 cây di được anh ta nhấc đặt sang một bên. Tần, anh không sao chứ? Giê-xu giơ tay ra định kéo Tần Lạc dậy. Đừng động vào tôi, Tần Lạc lập tức ngăn lại. Sao thế? Giê-xu hỏi. Tôi bị gãy hai rẻ xương sườn rồi. Tần Lạc là bác sĩ, hắn biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Tôi ôm anh dậy, Giê-xu vừa nói vừa đỡ vào eo Tần Lạc định nhấc lên. Không cần đâu, Tần Lạc nói, anh đẩy tôi sang một bên rồi xem toái toái thế nào rồi. Khi cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần, thì Tần Lạc lập tức đè ninh toái toái xuống dưới người mình. May mà hai người lại đứng ngay cạnh chỗ cầu thang lên xuống, Tần Lạc liền ôm lấy ninh toái toái lăn sang mép của cầu thang, vì thế nên hai người mới thoát nạn. Nhưng giờ đây, khi tấm trần được nhấc qua một bên rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng của Ninh Toái Toái đâu, vì vậy hắn mới sợ Ninh Toái Toái đã xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cảm thấy chẳng cần thiết phải quan tâm đến một người phụ nữ như vậy, nhưng Giê-xu vẫn nghe theo lời của Tần Lạc, đẩy người của hắn sang một bên rồi xem xét tình hình của cô gái đó. Nàng ngẩng mặt lên trên ngủ thiếp đi, xem ra trong lúc Tần Lạc đẩy ngã nàng thì hai người đang trong tư thế mặt đối mặt với nhau. Trên mặt nàng đầy những làn khói bụi. Mái tóc khi trước được buộc gọn gàng thì giờ đã buông ra rối bù bám đầy bụi bẩn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn được coi là bình thường. Nhưng trên trán nàng có một vết rách đang chảy máu, chân nàng thì... Chân cô ấy bị thương rồi thì phải, Giê-xu nói. Tần Lạc quay mặt qua nhìn thì thấy đầu gối nàng bị rách một mảng khá lớn, máu tươi chảy ra không ngừng. Lúc đó hắn chỉ có thể lo được cho đầu và ngực nàng. Không phải, mà là phần thân bên trên của nàng. Còn phần thân dưới nàng thì hắn không có cách nào lo được cả. Xem ra chân nàng đã bị tấm trần đè cho bị thương rồi, chỉ có điều là không thể nào xác định được xem có nghiêm trọng hay không thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. Tạm thời thì vẫn chưa rõ. Giê-xu nói, nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là bảo vệ an toàn cho Tần Lạc, nhiệm vụ thứ hai mới là tìm ra hung thủ. Bên cạnh không có ai khác ư? Tôi đã tìm rồi nhưng chưa có phát hiện gì. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ cùng với tiếng bước chân dồn dập thì Giê-xu nói, công nhân tới rồi. Thế đến bệnh viện trước đi, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn là bác sĩ, vậy mà dễ dàng bị thương rồi nhập viện hơn cả người bình thường. Nếu việc này mà truyền ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn cho mà xem. Quả nhiên, những công nhân chạy tới đây rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Có ai bị thương không? Trời đất, là ân nhân. Ân nhân bị thương rồi, mau đến đây giúp một tay nào. Người tốt không được đền đáp, đúng là người tốt không được đền đáp, cẩn thận một chút, đừng có lên đây đông quá, rồi lại dẫm cho cái tầng này sụp xuống cho coi. Kỳ lạ thật, cái trần dày như vậy mà sao có thể rơi xuống được nhỉ? Tôn Thiếu Phương sau khi kiểm tra sức khỏe toàn thân giúp Tần Lạc thì nói, Tần Thiếu gia bị thương hai rẻ xương sườn, đúng như những gì anh nói. Ha ha, đứng trước một bác sĩ như anh tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Anh còn chẳng cần nhìn gì mà đã biết mình bị thương ở đâu rồi, còn chúng tôi thì phải cần đến máy móc mới cho ra được kết luận. Chỉ là thủ thuật khác nhau mà thôi, hiệu quả thì như nhau mà. Tần Lạc an ủi nói. Tôi giúp anh thoa thuốc lên cố định một chút, điều dưỡng khoảng 2 tháng là có thể bình phục hoàn toàn, thuốc này là thuốc bôi trong quân đội, rất hiệu quả. Được, phiền anh rồi. Tần Lạc nói, bạn tôi thế nào rồi? Vị tiểu thư đó bị thương ở xương đầu gối. Tôn Thiếu Phương nói. Có nghiêm trọng lắm không? Tần Lạc nặng trĩu cõi lòng. Xương đầu gối là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể con người. Nó rất cứng,
nhưng nếu bị thương thì có muốn điều trị và bình phục là điều không hề dễ dàng gì. Ông nội của Tần Lạc là Tần Tranh bị người ta bắn vào đúng đầu gối, đến bây giờ mà ông vẫn không có cách nào để đứng thẳng lên được. Không sao, vì có anh đỡ ở bên trên rồi, cô ấy chỉ là bị vật nặng đè lên thôi, chứ nếu mà trực tiếp nện vào thì tình hình sẽ vô cùng xấu. Có điều là cô ấy có thể sẽ phải ngồi xe đẩy một thời gian. Không sao là tốt rồi, Tần Lạc cuối cùng cũng thấy yên tâm phần nào. Trong thời gian dưỡng thương không được làm việc nặng, không đọc bưng bê cái gì quá nặng. Tôn Thiếu Phương dặn dò, những điều cần chú ý chắc Tần Thiếu gia hiểu hơn tôi nhiều, nên tôi không nói nhiều nữa. Anh có bạn ở bên ngoài, tôi bảo cô ấy vào trong này nhé. Phiền anh quá, Tần Lạc nói. Tôn Thiếu Phương đi ra ngoài, Ly bước vào trong với bộ đồ thường gặp, áo đen quần đen. Tôi không phải nói là để hòa thượng đến ư, sao em lại đến thế? Tần Lạc cười đùa với Ly. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của anh ta. Ly lạnh lùng nói. Tần Lạc biết người mà nàng đang nói tới là Hoàng Thiên Trọng, nghe nói thời gian vừa rồi quan hệ giữa Ly và Hoàng Thiên Trọng rất xấu, hai người gần như là nước với lửa, có mấy lần suýt nữa thì ra tay đánh nhau rồi. Chỉ có điều, một người là đội trưởng tạm thời, một người là con gái nuôi của Long Vương, hai người bọn họ chẳng ai làm gì được ai. Bây giờ thấy trong người tốt hơn nhiều rồi chứ, Tần Lạc nói. Xem ra trong lòng Ly, mình vẫn đẹp trai, phong độ hơn Hoàng Thiên Trọng nhiều. Kết quả là nhìn thấy một bộ mặt còn xấu xí hơn. Ly bĩu môi nói. Chương 994, đem con gái cưng giấu kín đi. Thật không, Tần Lạc sững người hỏi, lẽ nào bản thân hắn trong mắt của Ly lại không dễ thương bằng Hoàng Thiên Trọng hay sao? Đúng vậy, Ly gật đầu đáp. Em đúng là không có óc thẩm mỹ. Tần Lạc ấm ức nói. Em quan sát kỹ gương mặt của tôi một lần nữa xem sao, tôi thấy tôi vẫn đẹp trai hơn Hoàng Thiên Trọng một chút. Trông thấy Ly đang cầm dao múa may, Tần Lạc vội chuyển sang vấn đề khác nói, sao hả? Em đã tới hiện trường chưa? Rồi. Có phát hiện gì không? Trần nhà không phải tự nhiên rơi xuống, mà là đã có người gài bom T2 vào đó. Ly nói. Bom T2, Tần Lạc lần đầu tiên nghe tới loại bom này. Đây là sản phẩm mới nhất của quân đội Nga, hình hài nhỏ, nhưng lực công phá lại cực lớn, nó có thể điều khiển từ xa, sau khi nổ xong thì sẽ không để lại bất kỳ một dấu tích nào cả. Nếu nó không để lại dấu tích gì, thì sao em có thể biết được đó là bom T2 cơ chứ? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Ly nghe vậy liền liếc mắt nhìn Tần Lạc một cách khinh thường, nàng cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc của hắn làm gì cho mệt. Lẽ nào tên ngốc này còn nghi ngờ khả năng chuyên nghiệp của nàng kém tới mức thế hay sao? Thấy bộ dạng Ly như vậy, Tần Lạc liền khoát tay nói, thôi bỏ đi, không hỏi vấn đề này nữa, em có biết ai làm việc này không? Cái vấn đề này thì phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Ly nói, tại sao có nhiều người muốn giết anh tới như vậy? Có lẽ người ta ghen tị với tôi, Tần Lạc cười khổ nói, khi hắn còn nhỏ. Thì ông nội Tần Tranh của hắn đã nói rằng hắn có lẽ sẽ bước vào một con đường không có lối quay trở lại. Khi đó hắn thực sự không hiểu ý của ông hắn là gì, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu rồi. Dĩ nhiên, cũng có thể là do người khác làm, lại là ai nhỉ? Lần nào cũng có đàn bà ở bên cạnh, Ly cào nhàu nói. Em nói cái gì cơ? Tần Lạc đang vẩn vương nghĩ tới lời nói của ông nội mình. Nên hắn không hề để ý nghe thấy Ly vừa nói cái gì. Chẳng có gì. Ly dĩ nhiên là chẳng bao giờ nhắc lại lời mình nói tới hai lần, gắn bom T2 phải cần thời gian, bọn chúng chắc chắn đã gài nó trước khi anh vào tòa lầu này. Là ai đã có động cơ giết người? Và ai biết anh sẽ tới đây? Tần Lạc chỉ là nhất thời muốn tới tòa nhà này, người biết hành trình của hắn thì chỉ còn có mỗi Giê-xu. Nhưng khi tới đây thì phải đi cứu giúp người công nhân già nên đã mất một khoảng thời gian. Lẽ nào người công nhân già tên Đức Trụ kia lại có liên quan tới vụ nổ này? Tần Lạc lắc lắc đầu phủ nhận, vì đó là một giả thiết không phù hợp với thực tế một chút nào. Hắn tin rằng chú Đức Trụ khi nghe hắn nói sẽ bị tàn phế suốt đời, biểu hiện vô cùng thật, và ánh mắt của ông ấy cũng vô cùng tuyệt vọng, và hắn cũng tin nụ cười hạnh phúc chân thành kia cũng là sự thật. Nếu như toàn bộ các điều này là giả, thì chú Đức Trụ xứng đáng nhận được giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Sát thủ chắc là đã theo đuôi hắn, nhân lúc hắn cứu chữa cho bệnh nhân mà đi gài đặt quả bom T2 kia. Là ai mà có thể biết rõ lộ trình của mình, và biết chắc chắn mình sẽ vào tòa nhà tham quan? Lại là ai đã thoát khỏi ánh mắt của Giê-xu để ám sát mình? Tôi chẳng có chút đầu mối nào cả. Tần Lạc lắc đầu nói,
hắn ta chắc chắn là một cao thủ. Thừa thãi, Ly tức giận mắng một câu. Tần Lạc nghe vậy cũng không tức giận, mà chỉ cười he he nói, lại làm phiền em đi điều tra một phen nữa rồi. Anh không thể cẩn thận hơn chút được sao? Ly hậm hực với thái độ của Tần Lạc nói, đừng có chăm chăm nhìn vào mấy cô em vây quanh bên mình, mà hãy quan sát kỹ xem những người nào có ý thù địch bên cạnh anh. Nếu không thì anh chết rồi mà cũng không biết tại sao mình lại bị chết. Em biết là được rồi, vì dù sao thì em cũng đi báo thù cho tôi mà. Tần Lạc cười hình hịch nói. Còn lâu tôi mới đi trả thù cho anh. Vậy em tới đây để làm gì? Tôi, Ly nhất thời á khẩu không biết nói ra sao, khi đấu khẩu với Tần Lạc nàng luôn luôn là người thất thế, tôi đến thay cho nghĩa phụ, xem anh đã chết hay chưa thôi. Nói xong nàng liền quay người đi luôn vào bên trong. Giê-xu nhìn thấy Ly đi ra liền nhoẻn miệng cười chào nàng. Anh ta là vệ sĩ của anh à? Ly đứng trước mặt Giê-xu nói với giọng rất tức giận. Giê-xu bộ mặt ngơ ngác, nói một tràng tiếng Pháp dài loằng ngoằng. Anh không biết nói tiếng Trung hả? Giê-xu lại đáp lại bằng thứ tiếng Pháp, mà có lẽ đến người Pháp bản địa nghe không hiểu anh ta đang nói gì nữa. Anh thật là kém cỏi. Ly lạnh giọng nói, tôi không biết là anh cố tình hay giả vờ nghe không hiểu. Nhìn nét mặt của tôi chắc là anh cũng hiểu ý của tôi rồi. Đừng để xảy ra lần thứ hai nữa. Anh ấy bị thương, thì anh cũng phải bị thương, anh ấy mà chết thì anh cũng đừng hòng sống nổi. Nói xong, nàng không thèm đếm xỉa gì tới Giê-xu, mà quay ngoắt người đi thẳng luôn. Giê-xu toát mồ hôi lạnh, tự lầm bầm nói, các cô gái bên cạnh Tần quá nguy hiểm. Tôi thà đối mặt với sát thủ top 50 còn hơn là gặp bọn họ. Nói xong Giê-xu lại mỉm cười bất cần đời. Là ai nhỉ, ông bạn cũ, lẽ nào ông bạn cũng tới Trung Quốc rồi sao? Toái toái, con không sao chứ? Chân còn đau không? Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay của Ninh Toái Toái khóc nói. Mẹ, con không sao đâu, Ninh Toái Toái cười nói, chỉ là xây sát ngoài da thôi, cũng không cần phải bôi thuốc gì cho con đâu, chân của con không cảm thấy đau đớn nào cả. Chỉ là cảm thấy nó mát quá, cứ như là bị bôi dầu gió vậy. Sao lại xảy ra chuyện này? Vân Phong, công ty của các ông làm công trình kiểu gì vậy? Thật chẳng ra là sao cả, suýt chút nữa thì con gái tôi đã bị chôn sống mất rồi đó. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo tây màu xám, thắt cà vạt đứng trước giường Ninh Toái Toái, nét mặt lo âu. Nhưng trông ông còn trấn tĩnh hơn vợ mình nói, bây giờ vẫn chưa xác định được là do chất lượng công trình hay là gì. Tôi cũng đã gọi điện cho Đoan Trạch đi kiểm tra rồi, ông ta sẽ phái người đi điều tra vụ việc này. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng, cái ông Đoan Trạch này cũng thật là, con trai ông ta cứ bám giết lấy Toái Toái của nhà chúng ta, nếu đúng là chất lượng công trình có vấn đề thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta đâu. Mẹ của Ninh Toái Toái trông hiền lành, cao nhã, nhưng nhất định cũng không phải là người dễ bắt nạt. Sự việc chưa được điều tra rõ ràng, thì tốt nhất đừng làm ầm chuyện lên, mấy năm nay Đoan Trạch cũng giúp nhà chúng ta không ít. Người đàn ông trung niên nói, Toái Toái, con nói là lần này Tần Lạc đã cứu con hả? Vâng, con không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, con chỉ thấy anh ấy trồm tới chỗ con. Sau đó thì chúng con bị chôn vùi xuống dưới, con vừa rồi nghe bác sĩ nói anh ấy bị gãy hai thanh xương sườn rồi. Vậy thì chúng ta phải tới nói lời cảm ơn với cậu ấy mới được, nếu không thì thật là thất lễ quá. Ninh Vân Phong nói, tôi đi cùng ông, vị quý phụ xinh đẹp kia cũng nói theo, tôi không tán thành con gái mình có giao tình nhiều với cậu ta, nhưng nói cho cùng thì cậu ấy cũng đã cứu mạng con gái mình. Mẹ qua đó rồi đừng có nói gì nhé, con và Tần đại ca chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Tôi là mẹ của cô lừa được người khác, chứ làm sao lừa được tôi chứ? Vị quý phụ xinh đẹp nói, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có động đậy, mẹ đã bảo dì Lưu nấu canh xương cho con rồi, nó rất tốt cho việc hồi phục cơ thể cho con đấy. Cảm ơn mẹ, Ninh Toái Toái cười nói. Chờ cho cha mẹ mình rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi Ninh Toái Toái ngưng động lại. Trong đầu óc nàng đột nhiên ùa về hình ảnh của Tần Lạc, hình ảnh hắn băng bó cho người công nhân già rất tự nhiên, rất tận tụy, không hề giả tạo, rồi tới cảnh tượng hắn nhảy chồm tới vồ lấy nàng vô cùng thô bạo và bá đạo, tất cả. Ninh Toái Toái tự lấy tay xoa lên gương mặt đỏ ửng của mình tự trách nói, Ninh Toái Toái, mày đang nghĩ cái gì thế? Anh ấy đã xây dựng Khuynh Thành Building và Hoán Khê Building rồi, lẽ nào mày vẫn còn muốn một cái Ninh Toái Toái Building nữa hay sao? Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, người y tá phục vụ riêng cho Tần Lạc bước vào trong cười nói, Tần Lạc tiên sinh,
có cha mẹ của tiểu thư Ninh Toái Toái muốn tới thăm anh, bọn họ đang chờ bên ngoài đó. Mau mời họ vào, Tần Lạc vội nói, sống lưng của hắn đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi hẳn dậy. Nói cho cùng thì hai người cũng đáng tuổi cha mẹ hắn, nằm trên giường tiếp chuyện thật là thất lễ. Hơn nữa, bọn họ không phải tới đây để gây sự với mình đấy chứ. Tuy rằng Ninh Toái Toái bị thương chẳng liên quan gì tới mình, thậm chí có thể nói là mình đã ra tay cứu mạng nàng nữa. Nhưng, ai mà biết được cha mẹ của Toái Toái sẽ nghĩ cái gì? Nếu như bọn họ nghi ngờ mình lừa con gái của họ vào chỗ kín để giở trò thì mình làm thế nào đây? Ninh Vân Phong và vợ của Ô cùng bước vào, ông nở một nụ cười tươi với Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Ninh tiên sinh đã quá khách khí rồi, cháu cũng đã nghe danh chú đã lâu, và cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tần Lạc cười nói, rồi quay sang gật đầu rất lịch thiệp chào hỏi với vị quý phụ bên cạnh Ninh Vân Phong. Ninh phu nhân. Ha ha, ngoan lắm. Tu nhân Huệ Quầy nói, cảm ơn Tần Lạc tiên sinh đã liều mình cứu lấy con gái của tôi, đại ân đại đức này không biết nên báo đáp thế nào. Ninh phu nhân quá khách khí rồi. Cháu và Toái Toái là bạn của nhau nên không có gì là đại ân đại đức cả. Tần Lạc khiêm tốn nói. Nghe vợ mình nói cảm tạ rồi, Ninh Vân Phong mới tiếp lời nói. Hạng mục Hoán Khê Building là do công ty của tôi phụ trách, để xảy ra sự việc như vậy thật lấy làm áy náy quá. Bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ có lời giải thích rõ ràng cho Tần tiên sinh. Tôi đã cho người đi điều tra về chất lượng rồi. Không biết Tần Lạc tiên sinh có người nào thích hợp để đi điều tra cùng không? Giọng nói của Ninh Vân Phong vô cùng thành khẩn, không những vậy ông còn yêu cầu Tần Lạc phái người của hắn đến giám sát, kiểm tra nữa. Như vậy là vô cùng công tâm và chính trực. Tôi tin vào nhân phẩm của Ninh tiên sinh, Tần Lạc cười nói, toàn bộ chuyện này không hề có liên quan gì tới công ty của chú cả. Ồ, lông mày của Ninh Vân Phong nhướng lên khó hiểu, vừa mới xảy ra chuyện, đội kiểm tra còn chưa kịp hành động, mà sao Tần Lạc đã dám khẳng định việc này không liên quan gì tới ông được. Lẽ nào đúng như những gì mà vợ ông lo lắng là có thật, thằng danh này có ý đồ với con gái mình sao? Ninh Vân Phong bất giác đưa mắt lên quan sát Tần Lạc. Ông bỗng cảm thấy bất an và lo lắng vô cùng. Đây đúng là thằng nhãi không làm cho ai được yên thân chút nào, e rằng nhà nào nhà nấy khi trông thấy hắn cũng phải đem con gái cưng đi giấu cho thật kỹ, không cho hắn tìm ra mới mong an toàn được. Chương 995, tôi đến để cầu hòa. Cũng không thể trách Ninh Vân Phong lại có những suy nghĩ như vậy, từ bề ngoài mà nói thì Tần Lạc quả là kiểu người rất được lòng phụ nữ. Mặt mày thanh tú, nụ cười chân thành. Cho dù ông là một người từng trải như vậy nhưng cũng không thể nhìn ra được sự giả dối và gian trá ở bên trong, mà đây lại là căn bệnh chung của những người trẻ tuổi mà ông từng tiếp xúc. Bất luận là ngọc, gỗ hay con người, thì cho dù đó là gì đi chăng nữa, khi bạn nhìn lâu rồi thì vẫn có thể nhìn ra được sâu thẳm trong linh hồn của nó. Trong ngọc có vật gì hồn tạp vào hay không, trong gỗ có mối mọt gì không, hay trong sâu thẳm trái tim con người có đen tối hay không, bạn đều có thể biết rõ. Hắn vừa mới bị thương, gãy mất hai thanh xương sườn, vậy mà vẫn cố gắng ngồi dậy để tiếp khách, điều này chứng tỏ hắn là một người vô cùng khiêm tốn và lịch thiệp. Thực ra hắn hoàn toàn có thể làm ra vẻ đau đớn tột cùng, như vậy thì cái sự hy sinh liều mạng cứu con gái của nhà người ta mới thể hiện rõ nét hơn, và có giá trị hơn nữa. Nhưng Tần Lạc lại không làm như vậy, hắn không hề cố tình làm ra vẻ như vậy, hắn chỉ là muốn thể hiện rõ bản chất của mình một cách chân thật nhất. Do vậy mà Ninh Vân Phong đánh giá Tần Lạc cũng cao hơn một chút. Lẽ nào cháu đã phát hiện ra điều gì đó bất thường hay sao? Ninh Vân Phong ngờ vực, ông không biết từ lúc nào đã chuyển từ Tần Lạc tiên sinh sang thành cháu rồi, như vậy quan hệ giữa hai người đã kéo gần vào với nhau hơn một chút. Vừa rồi ông xưng hô với Tần Lạc có phần khách sáo, nhưng bây giờ đã gọi Tần Lạc là cháu như vậy, chứng tỏ ông đã coi Tần Lạc như bậc con cháu của mình. Ông không hề có ý định xa cách hay bài trừ Tần Lạc. Mà thực sự là có ý định xích lại gần hơn với hắn trong mối quan hệ xã hội này. Vâng, Tần Lạc gật đầu nói, cháu đã nhờ bạn cháu đi điều tra hiện trường rồi, bọn họ đã phát hiện ra có dấu tích của một vụ đặt bom. Đặt bom, Ninh Vân Phong cau mày lại, ông không hiểu vụ đặt bom này là nhằm vào Tần Lạc hay nhằm vào con gái ông nữa. Vâng, đó là một loại bom quân dụng vô cùng hiếm gặp, Tần Lạc nói, sau khi phát nổ sẽ không để lại một dấu tích gì. Vì Ninh Vân Phong là cha của Ninh Toái Toái, vì vậy mà hắn cũng không hề giấu giếm điều này, mà ngược lại, về sau hắn còn cần đến sự giúp đỡ, phối hợp của ông nữa. Mục tiêu là ai vậy? Ninh Vân Phong hỏi.
có khả năng là cháu. Tần Lạc cười cười, rồi nhìn Ninh Vân Phong nói, nhưng cũng có thể là chú Ninh đấy, vì dù gì thì lúc đó cháu đang đứng cùng với Toái Toái mà. Sắc mặt của Ninh Vân Phong không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát khí. Làm ăn thì khó mà tránh khỏi việc đắc tội với đối thủ, vì vậy mà mọi người ganh đua tranh chấp với nhau là điều khó tránh khỏi, nhưng lên đến cả chuyện giết người đoạt mệnh thì không thể không khiến cho người ta phải kinh hãi và phẫn nộ. Lần này có Tần Lạc cứu con gái mình thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lần sau thì phải làm sao đây? Tần Lạc biết rằng câu nói mơ hồ của mình đã làm cho Ninh Vân Phong tức giận, liền cười nói, trước khi tìm ra hung thủ thì tất cả mọi thứ đều đáng nghi ngờ. Việc cần làm bây giờ đó là phải đồng tâm hiệp lực tìm ra hung thủ. Chú Ninh này, không biết công trường có lắp đặt camera không ạ? Có đấy, Ninh Vân Phong nói, để đề phòng công nhân bớt xén nguyên vật liệu hay đánh cắp những kim loại có giá đem ra ngoài bán nên công trường đã lắp đặt một số camera ở những nơi trọng yếu. Chú đã gọi điện cho người cất giữ cẩn thận đĩa ghi hình của ngày hôm nay đi rồi. Nếu cháu cần thì chú sẽ lập tức bảo người đem tới cho cháu. Vâng được ạ. Phiền chú sao cho cháu một đĩa, Tần Lạc nói. Ninh Vân Phong lập tức gọi điện thoại bảo thuộc hạ của mình đem đĩa đến cho Tần Lạc. Cháu cảm ơn chú, Tần Lạc cảm kích nói. Ninh Vân Phong nở nụ cười thân thiện, nói, không cần phải khách khí đến thế đâu. Cháu là bạn của Toái Toái thì cũng coi như là con cháu của chú rồi, cần gì thì cứ nói với chú một tiếng. Chỉ cần việc đó chú làm được thì chú sẽ cố gắng hết sức mình. Vâng ạ. Lần này Tần Lạc không còn nói những lời khách khí nữa. Nếu người ta đã coi mình là người trong nhà rồi thì mình cũng nên coi họ là người trong nhà của mình mới đúng. Thôi nghỉ ngơi cho tốt đi, cô chú không làm phiền cháu nữa. Tu Nhân Huệ bước tới đáp chăn cho Tần Lạc, nở một nụ cười hiền hòa nói, tiểu Tần, lần này may mà có cháu ra tay cứu Toái Toái kịp thời. Nếu không phải là cháu thì cô thực sự là không dám nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mấy ngày này cô đều đến bệnh viện để chăm sóc cho Toái Toái, nếu cháu muốn ăn gì thì cứ nói với cô một tiếng. Mọi người đều là người trong nhà với nhau, không cần phải khách khí thế làm gì. Vâng được ạ, cháu cảm ơn cô, Tần Lạc cười đáp. Sau khi hai vợ chồng đã ra đến ngoài thì Tu Nhân Huệ liền ôm lấy cánh tay của Ninh Vân Phong nói, cậu tiểu Tần này được đấy, nói năng, cử chỉ đều đâu vào đó, là một hạt giống tốt đấy, ngày sau nhất định sẽ làm nên việc lớn. Bây giờ cậu ấy đã không hề đơn giản chút nào rồi. Ninh Vân Phong cười nói, không phải em vẫn luôn phản đối hai đứa chúng nó đến gần nhau quá đó ư. Anh thì hiểu gì chứ? Tu Nhân Huệ nhéo vào cánh tay Ninh Vân Phong một cái, nói, ngày trước là do em chưa gặp, chưa biết được tính cách, nhân phẩm của cậu ta thế nào, tất nhiên là không hy vọng bọn chúng đến với nhau rồi. Nhưng bây giờ gặp rồi, thì thấy hai đứa làm bạn với nhau cũng tốt. Hơn nữa, bọn chúng còn trẻ mà. Thôi thì cứ để mặc chúng thích thế nào thì thế, chúng ta làm sao mà quản được chứ? Ninh Vân Phong cười cười, nhưng trong lòng ông đang suy nghĩ về chuyện khác nên không để ý những lời vợ nói. À đúng rồi, em bảo người hầm xương cho Toái Toái. Toái Toái ăn ít cơm lắm, chắc chắn sẽ không ăn hết đâu, lát nữa sẽ phân một nửa cho Tiểu Tần. Cậu ấy cũng bị thương khớp xương, phải uống nước xương hầm để bồi bổ mới được. Vì sợ bọn họ lo lắng nên Tần Lạc không nói với mấy người Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành và những người khác về vụ thương tích lần này. Hắn đang định nằm xuống để nghỉ ngơi một lát thì chiếc di động của hắn đặt phía đầu giường vang lên. Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, Tần Lạc cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng là mình không nói gì với cô ấy mà, sao cô ấy lại gọi điện tới đây được nhỉ? Hoán Khê, có chuyện gì vậy? Tần Lạc sau khi bấm vào nút nghe thì liền hỏi. Hắn biết tính của Lâm Hoán Khê, nếu không có chuyện gì thì nàng cũng hiếm khi gọi điện thoại cho mình vào giờ làm việc như thế này. Hứa Đông Lâm đến công hội trung y, anh ta muốn gặp anh. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc trầm ngâm hồi lâu rồi nói, bảo anh ta 9 giờ ngày mai tới nhé. Anh sẽ gặp anh ta ở công hội trung y. Hắn ta nói gặp là gặp à, hắn ta xem mình là cái gì thế không biết. Tần Lạc muốn mài giũa nhuệ khí, tính cách của hắn ta một chút xem sao. Được, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc cho rằng nàng sẽ cúp điện thoại xuống cơ, nhưng hắn chẳng nghe thấy tiếng tút tút vang lên gì cả. Anh đang ở đâu thế? Lâm Hoán Khê hỏi. Ở viện điều dưỡng, Tần Lạc không nói rõ cho Lâm Hoán Khê biết mình cụ thể là đang ở viện điều dưỡng nào. Có phải đã xảy ra chuyện gì với anh rồi không? Lâm Hoán Khê hỏi. Sao em biết? Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại. Cảm giác. Lâm Hoán Khê không trả lời câu hỏi hóc búa này,
liền nói, anh đang ở đâu thế? Viện điều dưỡng 160. Em sẽ đến đó ngay bây giờ. Ừ, thế cũng được, Tần Lạc cười nói. Một chiếc Mercedes-Benz lộng lẫy dừng lại trước cổng tòa nhà trung y, hai người đàn ông trẻ tuổi ngang nhau ngồi ở ghế sau xe. Là chỗ này phải không? Lý Thừa Minh nheo mắt nhìn tòa nhà không được coi là xa hoa tráng lệ, nhưng tuyệt đối không khiến cho người ta cảm thấy nó nhỏ bé chút nào, hỏi. Đúng vậy, Hứa Đông Lâm cũng nhìn chăm lên tòa lầu nói, công hội trung y tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung Quốc là do anh ta một tay sáng lập nên. Việc làm này khiến cho việc phát triển trung y có bước nhảy vọt, có thể hiện giờ chưa nhìn rõ được thành quả, nhưng 10, 20 năm nữa, chúng ta sẽ bị bọn họ bỏ rơi ở sau lưng. Sao anh có thể khen ngợi người khác mà hạ thấp uy phong của mình như thế? Lý Thừa Minh không vui nói. Hắn là một người ủng hộ nhiệt tình và kiên quyết cho Đại Hàn Dân Quốc. Trong lòng hắn, thì dân tộc của hắn mới là người có trí tuệ và vĩ đại nhất. Hắn không cho phép người ta nói nó không tốt, dù chỉ là một chút thôi cũng không được. Những điều tôi nói đều là sự thật, Hứa Đông Lâm lơ đễnh nói. Chúng ta không thể nhắm mắt mà chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, mà phải mở to mắt mà nhìn ra thế giới. Ngày trước tôi cũng giống như anh, cũng cho rằng Hàn Quốc là đất nước mạnh nhất, tất cả mọi thứ của nước mình đều là tốt nhất, ví dụ như văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, y thuật. Chính anh ta đã làm vỡ mộng tưởng của tôi, chính anh ta đã đánh bại chúng ta, khiến cho chúng ta đến cả lý do hay cái cớ để tân trang, làm lại cũng không có. Anh ta đúng là rất tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn cảm tạ anh ta. Vì chỉ khi nào biết rõ được khoảng cách giữa mình và đối thủ thì chúng ta mới có thể bình tĩnh mà quyết chí đuổi theo. Lý Thừa Minh bĩu môi khinh thường nói, tôi không nhìn ra được là y thuật của bọn họ tiên tiến hơn chúng ta. Đến cả người trong nước bọn họ còn không tin nữa là, bọn họ chẳng có lấy một chút niềm vinh hạnh gì từ nó, thì làm sao có thể nói đến chuyện tiên tiến cho được. Đó là do bọn họ vẫn còn chưa tỉnh giấc, Hứa Đông Lâm nói với ánh mắt xa xăm, còn anh ta thì đang muốn đánh thức bọn họ dậy. Bất kể thế nào thì hắn ta vẫn là kẻ địch chung của chúng ta, tôi ghét hắn ta không kém gì anh đâu. Lý Thừa Minh nói, tôi không lên đó với anh đâu. Một mình tôi lên đó được rồi. Hứa Đông Lâm nói, làm phiền anh đã đưa tôi tới đây. Khách sáo làm gì, chúng ta không được coi như những người bạn, nhưng lại có chung một kẻ địch. Có lẽ nó còn mật thiết hơn cả quan hệ bạn bè ấy chứ, không phải vậy sao? Hứa Đông Lâm chỉ cười mà không đáp lại gì cả, hắn đẩy cửa xe ra và bước xuống. Lý Thừa Minh ấn cửa sổ xe xuống, cười nói, anh Đông Lâm này, phải giữ gìn cốt khí của dân tộc chúng ta đấy nhé. Vâng, tôi sẽ làm vậy. Hứa Đông Lâm gật đầu đáp. Đợi cho chiếc xe khuất dần ở phía xa rồi, thì nụ cười trên mặt Hứa Đông Lâm từ từ biến mất. Nhưng tôi đến đây để cầu hòa mà. Chương 996, tôi là vợ bé của anh chắc. Hứa Đông Lâm lầm lũi bước lên, những bậc thang tuy rất thấp nhưng Hứa Đông Lâm lại cảm thấy bước đi của hắn khó nhọc và nặng nề vô cùng. Hắn biết rằng, đây không phải là vì thân thể của hắn phải khuân vác một đồ vật rất nặng, mà là vì hắn đang phải gánh vác một áp lực vô cùng lớn. Đã có một thời, hắn cũng là một người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, đầu đội trời chân đạp đất mà chẳng cần phải nể nang ai và cũng chẳng coi ai có tài bằng hắn. Còn bây giờ thì hắn tới đây để hàng phục. Hắn đến gặp Tần Lạc với một trọng trách vô cùng nặng nề. Và dĩ nhiên Tần Lạc cũng là một người rất khó để thuyết phục. Tần Lạc là một người đanh ngoa chua ngoét. Lại cuồng vọng tự đại, tự cho mình là nhất, hơn nữa lại có cái tính tự hào dân tộc một cách thái quá. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Tần Lạc lẽ nào sẽ đồng ý bán ất can giải độc phương cho Hàn Quốc không? Bất luận thế nào thì Hứa Đông Lâm cũng đã tới đây rồi, hắn đem tới sự khiêm tốn và đầy cung kính. Cũng không phải là không có cơ hội, Hứa Đông Lâm tự nhủ, hắn đã đồng ý cho gặp mặt rồi thì có nghĩa là hắn cũng đồng ý nói chuyện tử tế, cái này đã tốt hơn thái độ trước kia của hắn lắm rồi. Hứa Đông Lâm đi tới bậc thềm của tòa nhà nói, xin chào, tôi có hẹn với cô Lâm Hoán Khê. Xin hỏi tiên sinh tên gì ạ? Tôi là Hứa Đông Lâm. Xin chờ cho một chút, cô gái tiếp tân xinh đẹp nở nụ cười đáp lại. Sau khi bấm nút gọi thông báo xong, cô gái nói, Hứa tiên sinh, mời ngài tới phòng hội nghị tại lầu thứ 11. Cảm ơn, Hứa Đông Lâm mỉm cười cảm tạ, sau đó liền quay người đi ra chỗ cầu thang máy. Tại chỗ cầu thang máy đã có một thư ký đứng đó đợi sẵn, Hứa Đông Lâm sau đó đi theo cô thư ký này đến phòng hội nghị, sau đó cô thư ký này liền lui ra, lúc sau đã bưng tách trà tới cho hắn. Hứa tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không ạ? Cô thư ký cung kính hỏi.
Hứa Đông Lâm nhìn vào đồng hồ nói, cô Lâm Hoán Khê đến chưa vậy? Xin lỗi ngài, tôi không biết, cô thư ký dĩ nhiên là không dám tự tiện tiết lộ hành tung của sếp của mình. Vậy thì cảm ơn, Hứa Đông Lâm nói, dù sao thì cuộc hẹn cũng 9 giờ mới gặp mặt cơ mà, chờ thêm 10 phút nữa được rồi. Khi 9 giờ đúng, công phòng hội nghị được mở ra. Cũng may là bọn họ không hề có ý kéo dài thời gian cho mình leo cây trong này. Khi Hứa Đông Lâm trông thấy Tần Lạc ngồi trên xe lăn thì hắn kinh ngạc vô cùng, không biết là tên danh này định dở âm mưu quỷ quyệt gì ra nữa. Hôm qua Hứa Đông Lâm cũng đã gặp Lâm Hoán Khê, người đang đẩy xe cho Tần Lạc. Trông thấy Hứa Đông Lâm, Lâm Hoán Khê cũng chỉ gật đầu chào một cái, rồi giao lại quyền làm chủ ở đây cho Tần Lạc, chứ nàng không hề quan tâm tới sự xuất hiện của Hứa Đông Lâm thêm một phút nào nữa. Hứa tiên sinh, lâu lắm không gặp rồi. Xem ra tâm trạng của Tần Lạc khá vui, hắn đã chủ động mỉm cười chào hỏi với Hứa Đông Lâm trước. Tần Lạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, lần này thật làm phiền quá, mong anh tha lỗi. Hứa Đông Lâm tuy không hiểu Tần Lạc tại sao lại xuất hiện với bộ dạng này, nhưng xem ra Tần Lạc đối với hắn cũng đã là rất thân thiện rồi. Hơn nữa, người Hàn Quốc đúng là có phần hơi coi trọng lễ nghĩa một cách thái quá. Đừng khách khí như vậy. Khi tôi ở Hàn Quốc thì các anh đã tiếp đãi tôi nồng nhiệt như vậy rồi, về tới đây tôi phải tiếp đón nồng nhiệt hơn mới phải chứ. Nghe câu nói này của Tần Lạc mà trái tim của Hứa Đông Lâm như đóng băng cứng hết cả lại, thằng danh này lại muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn nợ máu phải trả bằng máu hay sao? Nói ra thì thật là ngại quá. Hứa Đông Lâm cười nói, lần trước Tần tiên sinh tới Hàn Quốc tiếp đãi chưa được chu đáo, đó là lỗi của Đông Lâm. Ở đây... tôi xin có lời mời chân thành nhất tới Tần Lạc tiên sinh đến Hàn Quốc chơi một lần nữa. Đông Lâm nhất định sẽ tiếp đãi Tần tiên sinh như một vị thượng khách. Hứa Đông Lâm nói như vậy là muốn tạo một con đường lui cho bản thân hắn, nếu như hai người mà cứ tranh giành nhau xem cái lễ chủ tiếp đãi khách ra sao, thì chuyện ngày hôm nay của hắn với Tần Lạc chắc chắn chỉ vì thế mà đổ sông đổ biển hết cả. Thì ra là anh cũng biết là anh đã tiếp đãi không chu đáo. Tôi lại cứ tưởng là anh không biết cơ đấy. Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Hứa Đông Lâm bỗng nhiên chỉ muốn đập đầu vào tường. À, không đập đầu vào mặt của tên Tần Lạc khốn kiếp này mới đúng. Tại sao tên khốn này lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy? Hứa Đông Lâm lúc này rất muốn băm vằm Tần Lạc ra làm trăm mảnh mới hả giận. Ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà, đừng để ý quá tới nó. Tần Lạc bật cười nói. Hứa Đông Lâm cũng gượng cười theo, nhưng nụ cười của hắn lại cương cứng hết cả lại. Trông như đang khóc vậy. Hứa Đông Lâm đã hiểu rằng, ngày hôm nay thằng khốn Tần Lạc này sẽ chơi hắn một vố ra trò. Hứa huynh từ ngàn dặm xa xôi tới Trung Quốc, chắc là không phải tới đây bảo tôi mời ăn vịt quay Bắc Kinh phải không? Tần Lạc cười hỏi. Hứa Đông Lâm mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Hắn biết rằng, Tần Lạc lần trước trông thấy hắn và Lý Thừa Minh tới quán toàn tụ Đức ăn vịt quay Bắc Kinh nên mới nói vậy, nhưng nếu tao muốn ăn vịt quay thì việc gì phải tới tìm mày cơ chứ? Thực ra tôi có chuyện khác muốn cầu cạnh anh. Hứa Đông Lâm mặt dày nói, hắn vờ như không nghe hiểu ý câu nói của Tần Lạc, là hắn có quan hệ rất mật thiết với Lý Thừa Minh. Ngồi đi, ngồi đi. Tần Lạc nói, anh đứng mà tôi thì ngồi, cứ phải ngửa cổ lên nói chuyện, tôi mỏi cổ lắm, do vậy tôi cũng chẳng thích người đàn ông nào cao hơn tôi cả. Nói chuyện cứ phải ngóc cái cổ lên mà phát mệt. Hứa Đông Lâm vốn định ngồi xuống, nhưng sau khi nghe câu sau của Tần Lạc thì hắn đúng là không dám ngồi xuống nữa. Tần Lạc ngồi xe lăn, nếu như Hứa Đông Lâm ngồi xuống ghế ở trong phòng này, thì hắn chắc chắn là sẽ cao hơn Tần Lạc một chút. Nhưng điều làm hắn tức đến hộc máu hơn nữa, là ở đây chẳng có loại ghế sofa thấp hơn cái xe lăn của Tần Lạc cả. Như vậy thì chẳng khác nào Tần Lạc đang làm khó hắn. Mỗi câu nói của Tần Lạc đều như mỗi nhát dao găm vào hắn một cách vô tình, nhưng lại rất thấm và đau. Hứa Đông Lâm lập tức tháo luôn giày ra. Khoanh chân ngồi luôn xuống tấm thảm trải dưới đất đối mặt với Tần Lạc nói, ở Hàn tôi thích ngồi kiểu này hơn. He he, ngồi trên thảm bao giờ cũng rất thoải mái. Thật không, Tần Lạc nói, phong tục tập quán ở mỗi nước nó lại khác nhau, ở Trung Quốc, thì nếu như có khách tới nhà mà ngồi dưới đất là một hành động vô cùng vô học. Dĩ nhiên là tôi không có ý nói anh là đồ vô học. Đây chỉ là tôi lấy ví dụ mà thôi, anh đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý nói anh như vậy, anh là khách của tôi. Làm sao tôi có thể nói anh như vậy chứ? Hứa Đông Lâm tức đến xì khói ra khỏi đầu, hắn muốn đứng phát dậy đi khỏi đây luôn cho xong chuyện. Nhưng hắn vẫn cố nắm chặt bàn tay lại cắn răng chịu đựng, cuối cùng hắn cũng kiềm chế được bản thân, cười nói, đúng vậy,
còn có một số nước khi ăn cơm thì dùng tay bốc. Đối với người ta mà nói thì như vậy mới là tôn trọng đối phương. Tần Lạc nghe vậy chỉ mỉm cười nheo mắt nhìn Hứa Đông Lâm, sự trưởng thành của Đông Lâm là cho Tần Lạc hết sức bất ngờ. Có lẽ, mỉm nên coi trọng hắn thật sự rồi thì phải. Hiện giờ, hắn mới xứng đáng là đối thủ của mình. Còn ngày trước thì chẳng xứng đáng tẹo nào cả. Tần Lạc từ trước tới giờ chưa bao giờ coi Hứa Đông Lâm bằng nửa con mắt cả. Hứa huynh muốn nhờ vả tôi chuyện gì? Tần Lạc hỏi, hắn tôn trọng đối thủ có thực lực và người bạn tầm thường. Hắn đã coi Hứa Đông Lâm là đối thủ rồi, thì không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ để khích bác Đông Lâm nữa, mà hắn sẽ dùng các thủ đoạn cao siêu hoặc là những việc bất ngờ để khích bác Đông Lâm. Hứa Đông Lâm nghe vậy suy ngẫm một hồi lâu, rồi mới lên tiếng nói, Tần Lạc tiên sinh, là như thế này. Ngày trước đúng là đã xảy ra một số việc mà chúng tôi chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Có người đã bắt đầu làm giả thuốc ất can giải độc phương bán ở trong nước, làm cho rất nhiều người tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cách xử lý của chúng tôi có lẽ là có hơi chút gì đó quá đáng, nhưng mong anh hãy hiểu cho chúng tôi. Nếu như khi đó chúng tôi không làm cho dân chúng thỏa mãn, thì bọn họ sẽ vô cùng thất vọng về chính phủ và hệ thống cơ cấu y tế của chúng tôi. Sau này chúng tôi cũng điều tra và phát hiện ra, những thứ thuốc này là loại thuốc giả phạm pháp và không liên quan gì tới quốc gia của anh cả. Và ớt can giải độc vương cũng thật sự đã trải qua được sự khảo nghiệm của thị trường, bây giờ nó như một cơn lốc cuốn bay mọi thứ trên toàn thế giới. Khoa học là thuộc về toàn thế giới, mà y học vốn là một bộ môn khoa học. Cùng là bác sĩ với nhau, chúng ta phải cứu thế độ nhân, đó là thiên chức của chúng ta. Tôi đem theo thành ý của mình tới đây, hy vọng Tần tiên sinh có thể giúp đỡ cho những người bệnh tại Hàn Quốc mà vận chuyển thuốc tới Hàn Quốc. Bọn họ cần những thứ thuốc này để cứu mạng, bọn họ cần sự giúp đỡ khoáng đạt từ anh. Hứa Đông Lâm nói xong cúi người sâu xuống, giọng nói trầm hẳn xuống, tôi đại diện cho vô số người bệnh tới đây để cảm ơn anh. Tôi đại diện cho gia đình họ tạ ơn anh. Anh không chỉ cứu người bệnh, mà còn cứu cả gia đình họ nữa. Mạng người là trên hết, mong Tần Lạc tiên sinh rộng lòng từ bi cứu giúp. Không thể phủ nhận rằng Hứa Đông Lâm là một thuyết khách rất cừ khôi. Đầu tiên hắn đứng ra xin lỗi hành động của Trung Y Hàn đã đánh đuổi Trung Y ra khỏi Hàn Quốc, sau đó lại nói rằng bản thân hắn cũng do bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Sau đó lại đột ngột quay sang tung hê sự vĩ đại của ất can giải độc phương. Rồi lại chụp mũ nói khoa học không có biên giới, y học cũng là một loại khoa học, cứu nhân độ thế là thiên chức của bác sĩ, nếu bạn từ chối thì chẳng khác nào bạn là tội nhân thiên cổ, là kẻ hẹp hòi nhỏ nhen cả. Tần Lạc không biết người khác sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn quyết định là không làm gì và cũng chẳng suy nghĩ cái gì cả. Tần Lạc cười he he nhìn Hứa Đông Lâm nói, tôi thừa nhận y học không có biên giới. Tần Lạc tiên sinh quả là người thông minh, làm người kính phục vô cùng. Nhưng Tần Lạc nghe lời nói nịnh nọt của Hứa Đông Lâm mà mặt chẳng tỏ vẻ có gì vui mừng cả, mà hắn nghiêm mặt lại, nheo mắt nói, nhưng bác sĩ lại có ranh giới với các nước khác. Hứa tiên sinh, theo như tôi được biết, anh không phải là lần đầu tiên đứng ra phản đối Trung Y đúng không? Anh cũng không phải lần đầu tiên đứng ra kêu gọi người trong nước bài trừ Trung Y đúng không? Vậy sao bây giờ anh lại chạy tới đây nói nhiều lời như vậy, anh nói vậy là có ý gì? Khi anh không cần tới người ta thì anh có quyền chửi quyền đánh. Còn khi cần tới thì anh lại ôm lại hôn người ta. Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi là vợ bé của anh chắc. Sặc. Lâm Hoán Khê ngồi cạnh uống nước không kìm nổi, đã phun hết cả nước ra ngoài. Chương 997, một trong tám đại chiến tướng quỷ ảnh. Thấy sau lưng có tiếng động thì Tần Lạc và Hứa Đông Lâm đều quay ra nhìn. Sao thế? Tần Lạc hỏi, vô duyên vô cớ, sao uống nước cũng rớt hết lên người thế được chứ? Thật không cẩn thận chút nào. Không sao, Lâm Hoán Khê từ tốn nói. Nàng giơ tay ra, nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn lau đi những vệt nước còn đọng lại trên bộ đồ trắng của mình đi, bình tĩnh nói, hai người cứ tiếp tục đi. Tiếp tục, Tần Lạc nhìn Hứa Đông Lâm nói, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Nói đến cần và không cần. À, đúng rồi, chính là vấn đề này đấy. Tần Lạc gật đầu nói, khi nào thì anh kêu gọi người ta chống lại, xua đuổi nó. Còn khi nào cần lại nói tốt đến nhường nào, anh có biết là vợ bé cũng có lòng tự tôn của mình không? Dựa vào đâu mà anh nói muốn là muốn, còn anh nói không muốn là không muốn chứ? Hứa Đông Lâm toát mồ hôi hột, hắn làm sao dám coi Tần Lạc là vợ bé cơ chứ? Ai mà dám có một người tình cao ngạo, hiểm độc, hà khắc như thế này? Tần Lạc cầm tách trà lên nhấp một ngụm lấy giọng, rồi lại nói tiếp, tôi biết hoàn cảnh hiện tại của anh,
cũng biết chính phủ của anh đã gặp khó khăn ra sao. Hứa tiên sinh, anh hãy cho tôi một lý do để tôi buộc phải giúp đỡ anh. Đừng có lôi cái mũ vì thiên chức của bác sĩ mà chụp lên đầu tôi như vậy, vì tôi rất ghét điều đó. Tần Lạc đúng là rất ghét khi bị chụp mũ như thế này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới khí chất của hắn, thậm chí còn che mở cái vẻ ngoài đẹp trai của hắn nữa. Hứa Đông Lâm nở nụ cười chua chát nói, tôi không có lý do nào cả. Vậy thì xin lỗi anh, Tần Lạc nói, nếu như anh đồng ý, thì tôi vẫn có thể mời anh ăn một bữa vịt quay Yến Kinh. Nhưng chúng ta có thể đàm phán điều kiện với nhau. Hứa Đông Lâm nói, tôi biết Tần tiên sinh chắc chắn sẽ không muốn từ bỏ một thị trường rộng lớn như Hàn Quốc đâu. Rất rộng ư, Tần Lạc nheo mắt vào nói, thế giới rộng lớn như thế này, tôi chẳng phải lo lắng cái ất can giải độc phương của tôi không có nơi để bán ra. Tôi chỉ lo là cung không đủ cầu, và các vấn đề về giải quyết nguyên liệu mà thôi. Lời của Tần Lạc nói hoàn toàn là sự thật, ất can giải độc phương bây giờ đúng là đang rất hot trên thị trường, thậm chí là đang cháy hàng nữa. Những đơn đặt hàng của các nước gửi về cho hắn nhiều vô kể. Tần Lạc và Tô Tử cũng đã bàn bạc rồi. Bọn họ vẫn đặt mục tiêu thị trường chủ yếu tại Trung Quốc, sau khi đáp ứng đầy đủ thị trường trong nước rồi thì mới nhường hàng sang các đối tác bên nước ngoài sau. Nhưng nếu như không chịu mở rộng, thì ngay với tình hình hiện tại, đã xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu trong nước, như vậy thì làm sao thừa thuốc mà bán cho các đối tác nước ngoài nữa. Cũng đã có các đầu nậu dược liệu ở nước ngoài tìm tới Tần Lạc xin hợp tác, muốn mua lấy quyền sử dụng và quyền đại lý, nhưng đều đã bị Tần Lạc từ chối thẳng thừng. Coca-Cola có bao giờ đồng ý bán cách pha chế của họ cho công ty khác hay chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Mở rộng trong nước xong rồi, thì mới mở rộng tiếp ở chỗ khác được. Trong cái quá trình này, số tài khoản của Tần Lạc trong ngân hàng đều nhảy tanh tách như suối chảy vậy. Và hàng ngày hắn phải dùng số tiền này để mua thuốc về gia công lại, đó là một vòng tuần hoàn quay vòng rất tuần tự. Cũng may mà Tần Lạc không phải quan tâm tới những thao tác phức tạp này, vì đệ tử của Bồ Tát Môn rất đông. Lại rất am hiểu về việc huy động vốn, thậm chí Mộc Hương còn đã phái người tới Âu Châu để thành lập công ty. Do vậy, Tần Lạc và Hứa Đông Lâm đàm phán kinh tế làm ăn, thì Tần Lạc dĩ nhiên là người chiếm thế thượng phong rồi. Anh muốn bàn việc làm ăn với tôi, thì tôi cũng ok. Còn anh không muốn bàn việc làm ăn, thì tôi cũng chẳng cần. Anh có khó khăn thì đó là chuyện của anh, có liên quan gì tới tôi. Bạn xem, tư tưởng của Tần Lạc có những lúc cũng chẳng vĩ đại. Thậm chí còn nhỏ nhen như vậy đấy. Hứa Đông Lâm nghe vậy gật đầu nói, tôi biết những việc anh nói là sự thật, tôi cũng biết ất can giải độc phương hiện tại đang rất hot trên thị trường và tôi cũng biết quy mô của các công xưởng chế tạo của anh ra sao. Chờ sau khi quy mô của các anh được nâng cấp, thì các anh khi đó có thể thỏa mãn hết mọi nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Tôi không hề tham lam, tôi chỉ hy vọng Tần Lạc tiên sinh tới khi đó hãy mở đường cho ất can giải độc phương vào Hàn Quốc. Tôi cần 3 điều kiện. Tần Lạc nói. Hứa Đông Lâm lúc này cảm thấy đáng ghét hết cả miệng, nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nói, điều kiện gì vậy? Thứ nhất, anh phải đứng ra xin lỗi tôi và Trung Y. Tần Lạc nói. Tôi đồng ý, tôi sẽ xin lỗi hành động ngu ngốc của mình khi trước đã xúc phạm tới anh và Trung Y. Hứa Đông Lâm cúi người một cái thật sâu nói. Tôi không phải nói hiện giờ. Dĩ nhiên, hiện giờ anh xin lỗi cũng được, nhưng nó không phải là điều kiện thứ nhất của tôi. Ý của tôi nói là anh phải xin lỗi tôi trước báo giới. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ thiết kế cho anh một buổi họp báo hoành tráng. Hứa Đông Lớ suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, vì bị máu dồn lên não một cách đột ngột và tức tốc. Thế này là sao? Sỉ nhục. Trước tất cả các tay phóng viên đứng ra xin lỗi hắn và Trung Y ư. Làm như vậy sẽ có hậu quả ra sao? Thứ nhất, nó đồng nghĩa với việc ngày trước Hàn Quốc bài trừ Trung Y là một việc làm ngu ngốc. Và bây giờ Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì sự ngu ngốc này của mình. Thứ hai, danh tiếng của Hứa Đông Lâm sẽ bị ảnh hưởng, danh tiếng gia tộc Y Thánh Hàn Quốc cũng sẽ bị vứt vào sọt rác. Thứ ba, gián tiếp công nhận y học Hàn Quốc thua kém Trung Y. Anh không phải nói y học Hàn Quốc rất lợi hại hay sao? Sao bây giờ lại phải xin lỗi Trung Y? Sao bây giờ lại cắp đít chạy tới Trung Quốc cầu cứu người ta cho thuốc? Anh lẽ nào không tự tạo ra được ất can giải độc phương hay sao? Tần T, Hứa Đông Lâm lau mồ hôi đang chảy trên mặt nói, yêu cầu này quá đỗi hà khắc, có thể đổi điều kiện này được không? Chỉ mới điều kiện này thôi mà anh đã thấy hà khắc rồi, vậy thì những điều kiện khác thì khỏi phải bàn tới rồi. Tần Lạc cười nói, chúng ta nói đến đây thôi vậy, nếu như trưa này anh vẫn chưa đi, thì tôi mời anh đi ăn vịt quay nhé.
Lâm Hoán Khê biết cuộc đàm phán đã kết thúc tại đây, nàng đứng lên đẩy Tần Lạc đi ra ngoài. Khi bóng hình của Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã dần khuất, thì bỗng nhiên có tiếng người hét vang lên gọi vọng tới, xin chờ chút. Anh ta đã đồng ý rồi. Lâm Hoán Khê đứng ngoài hành lang nói. Anh đã sớm đoán biết điều này rồi. Tần Lạc nói, nhưng anh cũng không ngờ là anh ta lại hạ thấp mình xuống một cách nhanh như vậy đâu. Anh đúng là một cao thủ trong đàm phán đó. Tần Lạc nghe vậy cười nói, ngày trước anh muốn làm người đàn ông vĩ đại, bây giờ thì anh chỉ muốn làm chồng của em. Lâm Hoán Khê nghe vậy nhoẻn miệng cười hạnh phúc, sau đó đẩy Tần Lạc vào trong phòng hội nghị. Bọn họ đã thắng. Hai người bây giờ quay lại để chứng kiến sự ủ rũ của kẻ thất bại. Chiếc tivi trong phòng tuy đang bật hình nhưng không bật tiếng. Tần Lạc nằm dựa đầu vào giường, còn Ly và Jesu thì mỗi người chiếm lĩnh một chiếc ghế sofa. Ba người đều im lặng, chờ cho tấm hình video chiếu hết xong rồi, Tần Lạc mới lên tiếng nói, hai người có thu hoạch gì không? Tôi cũng đi điều tra rồi, bọn họ thiết kế camera vô cùng cẩn mật, dường như không hề có góc chết nào. Dĩ nhiên, cái này chỉ là đối với những người bình thường mà thôi. Nếu như là tôi, thì có tới hơn 20 chỗ sơ hở mà máy quay không quay tới được. Ly nói, tôi có thể tìm ra được 30 chỗ. Jesu nói, thảo nào khi bom phát nổ mà anh chẳng biết tẹo nào. Ly móc máy. Jesu nghe vậy chỉ biết cười miễn cưỡng, hắn không dám đấu khẩu với Ly. Buổi gặp gỡ tối qua hắn đã giả vờ không biết tiếng Trung để tránh chạm mặt với Ly rồi. Kết quả là hôm nay hắn đã bị Ly phát hiện, khi đang dùng tiếng Trung nói chuyện với Tần Lạc. Nếu như không có Tần Lạc can ngăn lại, ôi chúa ơi, cô ta dường như muốn cầm dao nhảy vào lóc thịt mình đem ra nướng lên vậy. Hơn nữa, Jesu cũng không thể nói trước mặt Tần Lạc rằng, hắn rất bất tiện áp sát Tần Lạc khi Tần Lạc đang ở cùng với người con gái khác được. Vì nếu hắn nói ra, còn gì là nghĩa khí của anh em với nhau cơ chứ? Đừng tranh luận nữa, Tần Lạc biết mình làm điều mờ ám sợ người khác biết được, nên lên tiếng ngăn cản nói, tôi chỉ hỏi hai người có phát hiện tình huống khả nghi nào không thôi, đoạn video này có dấu tích bị thay đổi nào không? Không, Ly nói, Hòa Thượng cũng xem qua rồi. Hòa Thượng đã nói không có thì chắc chắn là không có rồi, Tần Lạc hoàn toàn tin tưởng vào khả năng máy móc của Hòa Thượng. Vậy thì chứng tỏ rằng kẻ gài bom cũng tài giỏi như các người vậy. Tần Lạc nói, thường thì mấy thằng côn đồ ất ơ làm gì có những năng lực này, cho dù có thì chúng làm sao lắp đặt được quả bom T2 như các người đã nói được. T2 thực chất là một loại bom vô cùng đơn giản của Nga, người thường đúng là khó thể chế tạo nó ra. Giá cả thị trường đen là vào khoảng 70.000 đô la Mỹ 500 GA. Để làm sập cái trần thì phải cần ít nhất 500 GA thuốc nổ T2. Không biết ai đã bỏ ra hơn 70.000 đô la Mỹ để đòi lấy Mạnh Anh. Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi đau khổ nói, hình như rất nhiều người thì phải. Jesu nghe vậy mỉm cười nói, có thể phán đoán được đường đi của chúng ta, rồi lắp đặt bom T2, sau đó biến mất một cách bí ẩn. Tôi đã đi điều tra lại camera rồi, không có bất kỳ dấu tích nào cả. Cái này làm tôi nhớ tới một ông bạn cũ, người này hoàn toàn có khả năng làm được chuyện này. Ai vậy? Tần Lạc cao hứng hỏi, nếu như có thể tìm ra sát thủ, thì chắc chắn sẽ tìm ra được người đứng sau vụ này. Quỷ ảnh, Jesu nói. Quỷ ảnh, Tần Lạc chưa bao giờ nghe thấy tên người này bao giờ cả. Đúng vậy, là quỷ ảnh, Jesu nặng nề nói, là một trong 8 viên đại tướng của Hoàng đế. Chương 998, hãy đẩy em ra thật mạnh nhé. Hoàng đế, Tần Lạc ngơ ngác ngước mặt lên suy ngẫm nói. Cái tên này dường như tôi đã nghe qua ở đâu đó. Đồ ngốc, Ly nhếch môi nói khinh bỉ. Jesu cố tình vờ như không nghe thấy hai người Ly và Tần Lạc đang cắn nhau, mà chỉ hắng giọng giải thích nói, tôi chưa gặp hoàng đế bao giờ cả, tôi cũng không biết ông ta là người như thế nào. Nhưng ông ấy là một huyền thoại trong giới lính đánh thuê và sát thủ. Ông ấy cũng xuất thân từ vai trò lính đánh thuê, nghe nói ông ấy đã từng một mình giết chết hơn 100 thành viên vương thất cùng với 1.000 lính tinh anh của một quốc gia châu Phi. Còn bên lính đánh thuê chỉ yêu cầu ông giết một nhân vật quan trọng trong vương thất. Người ta hỏi ông sao ông lại làm vậy, ông ta trả lời rằng do máu của người ta bắn lên người ông làm ông tức giận, nên mới ra tay tàn độc như vậy. Tần Lạc nghe xong mà sởn hết cả tóc gáy nói, ông ta chẳng phải là hoàng đế, mà là một thằng biến thái. Đúng vậy, ông ấy chính là một thằng biến thái. Nhưng lại chẳng có người nào ngăn chặn được tên biến thái này cả. Ông ta sau khi xuất ngũ thì tới châu Âu, và lũng đoạn thị trường cờ bạc cũng như ma túy ở đây,
cho tới tận bây giờ ông ta vẫn luôn là ông trùm ở đó. Khi tôi trở về từ châu Âu thì nghe nói ông ta bắt đầu xâm nhập châu Mỹ, tôi nghĩ rằng chiến tích của ông ấy sẽ rất phong phú lẫy lừng. Lẽ nào chính phủ lại không làm gì nổi ông ta sao? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Làm gì, ông ta là ai? Giê-xu hỏi vặn lại, không một ai biết ông ta là ai, cũng không ai biết ông ta ở đâu, làm gì nổi ông ta. Có một viên cảnh sát đi quét sòng bạc của ông ta, kết quả là ngày hôm sau viên cảnh sát này đã bị dìm chết trong bồn tắm, trên người không có bất kỳ một vết thương nào. Trong nhà cũng không hề có dấu tích đột nhập nào cả. Cho đến nay nó vẫn là một vụ kỳ án không thể nào phá nổi. Cái này cũng là do cái tên quỷ ảnh đó làm phải không? Chúng ta chỉ có thể phán đoán là như vậy. Giê-xu nói, nhưng cũng chẳng có ai có thể chứng minh, bởi vì ông ta giết người không bao giờ để lại dấu vết nào cả. Anh đã tiếp xúc với ông ta rồi sao? Đúng vậy, Giê-xu nói, chúng tôi đã từng có một nhiệm vụ xung đột với nhau, ông ta tới gần bên tôi mà tôi chẳng hề phát hiện ra, may mà có Alice đã nhắc nhở tôi. Alice chính là con chó ngao mặt quỷ của Giê-xu, Tần Lạc đã lâu lắm rồi chưa gặp lại con chó này. Giê-xu nhún vai ra vẻ phong độ nói, nếu không có Alice thì có lẽ tôi đã đi gặp Chúa rồi. Hứ, chỉ là một tên vớ vẩn lông đỏ mà thôi, làm gì có chuyện thần kỳ như anh nói. Ly khinh khỉnh nói. Giê-xu nghe vậy liền quay qua nhìn Ly nói, cô đã gặp Hoàng đế rồi sao? Tại sao tôi lại phải nói với anh? Ly chẳng có chút hảo cảm nào với Giê-xu cả. Nàng ghét nhất người nào lừa đảo nàng. Dĩ nhiên là Tần Lạc thì nàng sẽ sẵn sàng suy nghĩ mà bỏ qua cho. Giê-xu chớp chớp mắt nói, Hoàng đế không có đối thủ, những người khiêu chiến với ông ấy, một là chết hai là thành tù binh của ông ta. Bát đại chiến tướng đều từng là những người đã khiêu chiến với ông ấy. Lần này đến cả hai mắt của Ly cũng phải trợn tròn lên. Hoàng đế đã cao siêu như vậy rồi, thế mà bây giờ thêm cả bát đại chiến tướng nữa thì không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Ly ngoài miệng tuy nói hoàng đế với giọng điệu khinh thường như vậy, nhưng thực chất trong lòng cô lại có một chút e ngại với hoàng đế. Nàng đã từng giao thủ qua với hoàng đế nên đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác khủng khiếp này rồi. Lần đó, nếu như không có quân sư liều mình cứu mạng, thì e rằng nàng không thể sống sót mà quay về nổi. Còn quân sư cũng vì thế mà bị thương nặng, nếu như không có Tần Lạc y thuật cao cường, thì có lẽ quân sư cũng ngỏm củ tỏi theo rồi. Từ đó về sau, người đàn ông với mái tóc rực lửa đó trở thành nỗi ác mộng trong đêm của nàng. Những người dám đi khiêu chiến với hoàng đế mà không chết, thì có thể biết được thân thủ cũng như khả năng của họ khủng khiếp tới nhường nào rồi. Giê-xu dĩ nhiên là không thể hiểu nổi trong đầu Ly suy nghĩ cái gì, chỉ thấy Tần Lạc chăm chú lắng nghe mình nói, thì Giê-xu càng hăng hái chém gió kinh hơn, nhưng mà nghe nói ông ta có một lần duy nhất thất bại, đó là thất bại dưới tay của hai cô gái Trung Quốc. Hai người hợp thủ làm ông ta phải lui lại một bước, sau đó bỏ chạy thoát thân. Khóe môi của Ly nhếch lên một nụ cười chua chát. Thực ra sự việc thực chất không phải như lời đồn đại là hai người hợp sức tấn công, mà là chỗ ẩn nấp của Ly bị hoàng đế phát hiện, hoàng đế liền phất một trường bổ về phía Ly, quân sư thấy vậy liền vội đánh lén phía sau. Kết quả là Ly thoát thân và quân sư thì bị trọng thương. Nhưng đúng là quân sư đã liều mình tấn công làm cho hoàng đế phải lùi lại sau một bước. Mà hoàng đế chỉ lùi lại một bước thôi, thế mà người ta đã coi đó là thất bại rồi. Đây không phải là sỉ nhục hoàng đế, mà là đã sỉ nhục đối thủ của hoàng đế. Chúng ta không nhắc tới cái tên hoàng đế này nữa. Tần Lạc nói, ông ta chẳng có liên quan gì tới ta cả, vấn đề là quỷ ảnh sao lại tới Trung Quốc. Tôi và ông ta có liên quan gì tới nhau? Tuy là có rất nhiều người muốn lấy mạng tôi, nhưng tôi thực sự là không thể nằm trong thực đơn của quỷ ảnh hay hoàng đế được chứ. Tần Lạc suy nghĩ nửa ngày trời rồi mà hắn không thể biết nổi, hắn đã làm gì đắc tội với quỷ ảnh mà để ông ta tới tính sổ với hắn cả. Đến cái bóng hình của ông ta còn chưa nhìn thấy, chứ đừng có nói gì là đắc tội. Xuất thân của bát đại chiến tướng đều là lính đánh thuê hoặc sát thủ, ngày thường họ làm việc cho hoàng đế, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi họ lại nhận đơn đặt hàng khác để làm việc. Hoàng đế cũng không hề phản đối bọn họ, mà ngược lại ông ta cho rằng những việc như thế này càng làm tăng thêm độ khát máu trong người bọn họ. Tần Lạc nghe vậy chỉ biết cười khổ, gặp một thằng biến thái không hề đáng sợ, mà đáng sợ nhất đó là gặp cả một ổ bọn biến thái. Nói như vậy thì có người thuê quỷ ảnh để hại tôi rồi. Rất có khả năng, Giê-xu nói, dĩ nhiên, hiện tại chỉ là nghi ngờ mà thôi, trước khi chúng ta có bằng chứng xác thực, thì chúng ta không thể khẳng định 100% như vậy được. Tần Lạc nghe vậy quay đầu sang Ly hỏi,
Hoàng Thiên Trọng vẫn là đội trưởng của Long Tức phải không? Hỏi vớ vẩn. Có phải em vẫn rất ghét hắn không? Ly trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, xong rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác chẳng thèm trả lời tên ngốc này. Tần Lạc thấy liền cười hề hề nịnh bợ Ly nói, nếu em không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn, thì dọn đến ở cùng với anh luôn đi, dù sao thì anh ở đây một mình cũng chán, không có chuyện gì thì hai ta còn có thể nói chuyện với nhau. Đừng có mơ, Ly nhếch môi khinh bỉ nói. Ninh Toái Toái nằm trên giường đọc một cuốn sách cực hot trên thị trường hiện nay, Dấu Bé Đại Chiến Thổ Lộ Tình Yêu Dấu Lớn do mẹ nàng tặng. Còn mẹ nàng Tu Nhân Huệ thì đang ngồi trên ghế sofa gần đó xem TV, cả hai đều chăm chú vào cái của mình, chẳng ai làm phiền tới ai cả. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vọng tới. Ai đó, Tu Nhân Huệ đứng lên rời khỏi chiếc ghế sofa, nhưng hai mắt vẫn dán vào TV hỏi. Là cháu ạ, người bên ngoài cửa đáp. Tu Nhân Huệ nghe giọng nói này, lập tức căng cứng cả hệ thần kinh của mình, bà vội vã chạy ra mở cửa mỉm cười nói, tiểu Tần tới rồi đó hả? Ôi chào ơi, cháu bị gãy xương còn chưa lành, sao lại tới đây làm gì? Không sao đâu ạ, cháu đã đỡ nhiều lắm rồi. Tần Lạc cười đáp, cháu tới thăm Toái Toái thế nào? Tần đại ca, anh tới rồi à? Ninh Toái Toái sớm đã nghe lén và nhìn trộm rồi, do vậy mà khi nghe Tần Lạc tới thăm mình, nàng đã vội vã lên tiếng đáp lại như vậy. Ừ, em không sao chứ? Tần Lạc hỏi. Em không sao, Ninh Toái Toái đáp, Tần đại ca, để em tới thăm anh mới đúng chứ? Em còn chưa cảm tạ công ơn cứu mạng của anh nữa kia. Có đáng gì đâu em. Tần Lạc cười hề hề nói, không có anh thì em cũng chẳng bị làm sao đâu. Ninh Toái Toái chỉ cười cười chứ không hề lên tiếng phản đối. Nhưng nàng biết rất rõ rằng, nếu như không có Tần Lạc che chở cho nàng, thì chắc chắn là nàng không kịp nói lời tạm biệt với cha mẹ mà đã lên tới thiên đàn rồi. Nàng khi đó cũng không biết rõ được chuyện gì đã xảy ra, nếu như nàng cứ đứng như vậy thì chắc chắn sẽ bị cái trần sập vào đầu. Hậu quả ra sao thì chắc chắn chẳng khó để tưởng tượng. Tu Nhân Huệ đưa tay ra ý bảo cô y tá đưa Tần Lạc tới đây rời khỏi phòng, sau đó bà tự tay pha trà nói, tiểu Tần à, cháu đến đúng lúc lắm, cháu ở đây nói chuyện với Toái Toái, cô ra ngoài có chút việc. Vâng, Tần Lạc không hiểu Tu Nhân Huệ đang tạo điều kiện tốt cho hắn, mà tưởng là bà đang bận thật, nên đáp lại rất nhanh chóng. Toái Toái, con tiếp tiểu Tần tốt vào nhé. Tu Nhân Huệ nháy mắt ra hiệu với con gái của mình. Con biết rồi thưa mẹ, Ninh Toái Toái đỏ mặt đáp lại, hôm qua Tu Nhân Huệ đã ở lại đây cả đêm, để hai mẹ con tâm sự với nhau. Không biết như thế nào, mà sau buổi tâm sự này thái độ của Tu Nhân Huệ với Tần Lạc đã quay ngoắt 180 độ, bà bây giờ thậm chí còn cổ vũ con gái mình hãy mạnh dạn mà cướp lấy Tần Lạc về tay mình. Bà trước khi đi ra ngoài nhắn nhủ với Ninh Toái Toái như vậy là có hàm ý bảo nàng hãy nắm bắt cơ hội này mà tấn công Tần Lạc. Tần Lạc lúc này mới đưa mắt nhìn lên quyển sách trong tay của Ninh Toái Toái cười nói, Dấu Bé Đại Chiến Tìm Người Tình Dấu Lớn. Em vẫn thích xem mấy cuốn tiểu thuyết sướt mướt này nhỉ. Tần đại ca, đây không phải là Đại Chiến Tìm Người Tình. Ninh Toái Toái đỏ mặt nói, mà là Thổ Lộ Tình Yêu, là một quyển tiểu thuyết về tình yêu, em chỉ đọc qua loa thôi. Tần Lạc nghe vậy cũng ngượng chín người nói, xin lỗi, mắt anh nó nhìn nhầm. Thảo nào anh thấy đầu để tên sách nó kỳ kỳ. Thì ra là Thổ Lộ Tình Yêu, ha ha ha. Thấy Tần Lạc ngượng như vậy, Ninh Toái Toái cũng phải bật cười nói, Tần đại ca, anh thật là hài hước và dễ thương. Có những lúc anh cũng thấy mình như vậy đấy. Tần Lạc gật gật đầu nói. Tần đại ca, anh có thể hứa với em một chuyện được không? Chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Sao vậy? Tần Lạc hỏi lại, kỳ lạ thật, rõ ràng là có chuyện muốn mình hứa cơ mà, không nói ra thì ai mà dám hứa với hon cơ chứ? Nếu như mượn tiền thì biết hứa hon thế nào đây? Ninh Toái Toái dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt của Tần Lạc cười nói, anh phải hứa với em rằng, khi em không tự chủ được bản thân muốn xích lại gần anh, thì anh phải đẩy em ra thật mạnh nhé. Chương 999, bị cho leo cây. Tuy nói ra câu này có phần đột ngột và hơi sớm, nhưng Ninh Toái Toái không hề cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói. Bọn họ gặp nhau lần đầu khi nào? Lần đầu tiên là vì Lăng Tiếu Tiếu. Khi đó Tần Lạc quá chìm, ngoại trừ bộ quần áo cổ lỗ sĩ là nổi trội nhất, trông vẻ ngoài thì thư sinh. Nhưng ánh mắt của Tần Lạc lại trong sáng thuần khiết, không làm cho người ta ghét bỏ. Tần Lạc tạo ra cảm giác thân cận rất tự nhiên, cho dù đó có là những người dưng nước lã. Sau đó tiếp xúc với Tần Lạc càng nhiều thì nàng càng hiểu hắn hơn. Từ Vân Điền, Hàn Quốc, rồi đến Bảo Đảo,
cùng với danh tiếng lẫy lừng của hắn sau vụ việc tại Paris. Đúng vậy, chỉ cần quan tâm tới các hoạt động, đường đi của Tần Lạc bạn sẽ yêu quý hắn lúc nào không hay, xung quanh hắn vì thế mà cũng có rất nhiều cô gái muốn được ở bên hắn. Ninh Toái Toái cũng tự nhận mình là một đứa mê muội Tần Lạc như hàng ngàn cô gái khác. Nhưng cái cách nàng mê muội Tần Lạc lại khác hẳn với bọn họ. Giống như là nàng thích một quyển sách nên quý luôn tác giả của nó vậy. Điều làm trái tim nàng rung động thật sự, đó là thái độ của Tần Lạc với Lăng Tiếu Tiếu, đó là hành động lấy nhân báo oán. Lăng Tiếu Tiếu khi còn thức tỉnh thì có quan hệ rất xấu với Tần Lạc, thậm chí đôi bên còn xảy ra cãi vã. Tất cả đều là vì quan hệ với quản tự, Lăng Tiếu Tiếu cũng chỉ vì nàng quý quản tự nên mới ghét Tần Lạc, coi hắn là kẻ thù của nàng. Nhưng hắn đã báo đáp lại với Lăng Tiếu Tiếu thế nào? Chính hắn đã cứu nàng ra khỏi bàn tay của quản tự, chính hắn đã bố trí cho nàng vào tong viện điều dưỡng, lại chính hắn vì bệnh tình của Lăng Tiếu Tiếu mà đôn đáo chạy hết chỗ này tới chỗ khác. Sự chân thành của hắn, sự bao dung của hắn, đến cả cái cách ăn mặc cổ quái của hắn, đến giờ trong mắt của Ninh Toái Toái đã trở thành một cái gì đó tốt đẹp nhất trên thế gian này. Điều quan trọng nhất là Tần Lạc đã vừa cứu mạng Ninh Toái Toái. Nàng biết điều đó và nàng cũng hiểu nàng đang xa lầy vào vũng bùn mang tên Tần Lạc, nàng nếu như không kịp thời quay người lại, thì chờ đợi nàng sẽ là vũng bùn kia sẽ chôn sống nàng trong đó. Do vậy nàng đã phải lấy hết dũng khí để cắt đứt sợi dây tình cảm giữa nàng và hắn. Vì thế nàng mới nói ra những lời lẽ như vậy. Anh phải hứa với em, khi em không tự chủ mà xích lại gần anh, thì anh phải đẩy em ra thật mạnh vào nhé. Không tự chủ mà xích gần lại. Đẩy ra thật mạnh. Thật mạnh. Tần Lạc đã không còn là anh chàng ngu ngơ mới bước chân vào tình trường nữa rồi, nếu như hắn không hiểu câu nói này của Ninh Toái Toái thì hắn đúng là thằng ngu hoặc cố tình làm thằng ngu mà thôi. Nhưng hắn phải trả lời thế nào đây? Hắn đã có Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu, Tô Tử. Dĩ nhiên, có thêm một Ninh Toái Toái nữa cũng chẳng làm sao cả. Nhưng hắn không cho rằng tình cảm giữa hắn và Ninh Toái Toái không nên đi tới bước này. Hắn rõ ràng coi nàng như một người em gái của mình. Nhưng tình cảm của Ninh Toái Toái dành cho hắn lại không phải vậy, và hắn cũng không thể nào kiểm soát nổi thứ tình cảm này của nàng. Bây giờ nàng đã chủ động nói ra kèm theo cả phương pháp giải quyết cho hắn nghe rồi. Thật đúng là một cô gái thông minh. Em đã làm khó anh rồi đấy, Tần Lạc nói. Tại sao, trái tim của Ninh Toái Toái bỗng dưng như ngừng đập, nàng có cảm giác như ngưng thở, lẽ nào Tần Lạc lại thích mình sao? Anh khỏe như thế này, nếu đẩy em ngã mạnh quá thì anh biết giải quyết như thế nào đây? Tần Lạc ra vẻ trịnh trọng nói. Xì. Ninh Toái Toái bật cười nói, vậy anh đẩy ra nhẹ tay thôi. Nhẹ quá không đẩy em ra được thì làm sao? Em làm gì có chuyện mặt dày như vậy chứ? Ninh Toái Toái lườm nguyết nói, Tần đại ca, anh có biết không? Từ sau ngày hôm qua gặp anh, mẹ em cứ nói tốt về anh cho em nghe suốt, bà ấy còn khuyên em phải tấn công anh tới tấp. Mẹ em dành đời hơn em rất nhiều, Tần Lạc bông đùa nói. Hắn rất muốn tránh những đề tài mẫn cảm như thế này, như vậy hai người nói chuyện với nhau mới tự nhiên. Có rất nhiều cặp đôi nam nữ chỉ vì những chuyện tình cảm khúc mắc như thế này mà không thể làm bạn với nhau được nữa. Nói thật lòng thì Ninh Toái Toái là một cô gái rất tốt, ngoan hiền hiểu biết, lại rất thông minh không có tâm địa gì cả. Nàng lại chẳng tạo ra bất kỳ áp lực nào cả, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh mình vậy. Còn trước mặt Ninh Toái Toái thì Tần Lạc lại cảm thấy hắn là một người đàn ông thực sự. Còn trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, thì hắn cảm thấy bọn họ mới là những người đàn ông thực thụ. Ninh Toái Toái bật cười khanh khách nói, sự dành đời của em cũng khá lắm đấy, chỉ là hạ thủ hơi bị muộn mà thôi. Anh rất lấy làm tiếc cho em. Không biết ngượng, Ninh Toái Toái nguyết dài nói. Giải quyết được nỗi niềm của mình, Ninh Toái Toái lại càng cảm thấy thoải mái hơn trước mặt Tần Lạc. Hai người càng nói càng thấy tâm đầu ý hợp, tiếng cười đùa vì thế mà không ngừng vang lên không ngớt. Tu Nhân Huệ lúc này gõ cửa bước vào cười nói, hai người nói chuyện gì mà vui thế. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của cả hai rồi. Bọn cháu nói vài ba chuyện linh tinh đó mà. Tần Lạc cười đáp. Tu Nhân Huệ lúc này đặt hộp cơm xuống bàn nói, cô vào bếp chuẩn bị một chút đồ ăn, cháu nếm thử tay nghề của cô thế nào nhé. Xem ra hôm nay số của cháu quá sướng rồi. Tần Lạc cười tươi roi rói đáp lại không hề khách khí. Sau khi ăn xong thì Tần Lạc liền xin phép quay về phòng mình nghỉ ngơi, Tu Nhân Huệ dọn dẹp phòng bệnh, rồi ôm lấy con gái mình hỏi, thế nào rồi cưng? Con nói hết ra rồi, Ninh Toái Toái mỉm cười nói.
Thật hả? Tu nhân Huệ xúc động nói, rốt cuộc thế nào? Con thổ lộ ra sao? Cậu ta có chấp nhận không? Con gái của mẹ thông minh dễ thương thế này, cậu ta làm sao mà dám từ chối được? Mẹ nghe thấy hai đứa nói chuyện vui lắm. Con nói rằng, nếu con không tự chủ mà xích lại gần anh ấy, thì xin anh ấy hãy đẩy con ra thật xa. Ninh Toái Toái ôm lấy Tu Nhân Huệ nhẹ giọng nói. Đẩy ra, con nhỏ ngốc này, đây đâu phải là lời thổ lộ đâu. Đây rõ ràng là con muốn tự tìm đường lui cho mình mà, con không thích cậu ta sao? Thích chứ, Ninh Toái Toái đáp, nhưng con không thể yêu anh ấy được. Tại Khuynh Thành Building, phòng hội nghị tầng 1. Công hội Trung Y hôm nay tuyên bố với báo giới và giới truyền thông, mời họ tới đây dự một buổi họp báo đặc biệt. Còn chủ đề của buổi họp báo là gì? Thì cho tới nay nó vẫn được bảo mật. Như thế sẽ làm cho những kẻ tò mò càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Vì sự tín nhiệm, tin tưởng dành cho công hội Trung Y, vì vị hội trưởng xuất thần nhập hóa của công hội Trung Y, nên bọn họ đổ xô về Khuynh Thành Building như một đàn ong vỡ tổ vậy. Buổi họp báo dự định sẽ tiến hành vào lúc 3 giờ chiều, nhưng bây giờ đã là 3 giờ 5 rồi, buổi họp báo dường như vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu nào cả, cũng chẳng có nhân viên nào chạy ra thông báo buổi họp báo bị hoãn hay gì cả, chỉ có các tay nhà báo là ngồi quay sang bàn tán với nhau mà thôi. Không phải là lừa người đó chứ? Sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Chắc là không đâu, uy tín của công hội Trung Y đã bao giờ làm chúng ta phải thất vọng đâu. Có lần nào là không có tin giật gân đâu. Giờ giấc gì mà cao su thế không biết, thế này mà cũng đòi là tập đoàn lớn uy tín à? Hay là Tần Lạc cố tình chơi nổi cho chúng ta xem, lần nào dự buổi hội thảo của cậu ta, mà chẳng có nhiều trò hay cơ chứ? Không chỉ các tay báo chí trong buổi họp báo sốt ruột, mà đến cả các thành viên trong công hội Trung Y cũng tỏ ra sốt ruột. Vẫn chưa có ai xuất hiện sao? Lâm Hoán Khê lạnh lùng hỏi. Dạ, vẫn chưa có ai ạ. Thư ký gật đầu đáp, tôi đã cho người ra cổng chờ rồi, chỉ cần anh ta xuất hiện là lập tức đưa ngay vào trong hội trường. Điện thoại vẫn không gọi được đúng không? Đúng vậy, các nhân viên của chúng ta đều gọi vào máy của anh ta. Nhưng gọi mãi mà máy vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Thôi đi làm gì thì làm đi. Lâm Hoán Khê xua tay nói. Cuộc hẹn giữa họ và Hứa Đông Lâm dự định vào 3 giờ ngày hôm nay tại Khuynh Thành Building, Hứa Đông Lâm sẽ tới đây tuyên bố xin lỗi Trung Y và Tần Lạc trước mặt báo giới. Nhưng lần này anh ta đã lỗi hẹn. Lừa gạt. Một sự lừa gạt phũ phàng. Thằng Hàn dối trá cố tình làm mình mất mặt với cánh báo giới, tên khốn đó đúng là không có ý tới xin lỗi thật rồi. Người phụ nữ một khi mà đã tức giận thì vô cùng khủng khiếp, Tần Lạc cũng đã trải nghiệm qua điều này. Do vậy khi Lâm Hoán Khê tức giận đập vỡ một cái cốc thủy tinh, thì sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp. Lâm Hoán Khê sau đó quay trở lại ghế ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần, đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 3 giờ 10 phút rồi, nàng lập tức cầm lấy chiếc điện thoại rồi nói. Thông báo với Giám đốc Hoàng rằng, buổi họp báo hôm nay sẽ giới thiệu sản phẩm và thông tin hợp tác mới của chúng ta. Vâng, giọng ở đầu dây bên kia vọng lại. Sau khi dập máy xuống, Lâm Hoán Khê lại gọi sang số khác. Giờ họp báo đã tới, hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Giọng của nàng lúc này lại trở nên ủy mị, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Em đang tức giận hả? Tần Lạc cười hỏi. Vâng, nàng đúng là tức giận, cực kỳ tức giận. Hắn ta đến hay không thì chẳng quan trọng gì với anh cả, quan trọng nhất là em đang tức giận mà thôi. Tần Lạc an ủi nói, hắn không hề quan tâm tới việc Hứa Đông Lâm có xuất hiện hay không, vì Hứa Đông Lâm không đến, thì những việc sau này khỏi cần bàn tới làm gì nữa. Cái chính là bây giờ tâm trạng của Lâm Hoán Khê không được tốt, và như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Có một câu trong lời một bài hát nổi tiếng có nói, nhìn thấy em cười anh vui mấy ngày, còn nhìn thấy em khóc thì anh buồn tận mấy năm. Em muốn thế nào? Báo thù, Lâm Hoán Khê không hề giấu giếm ý định của mình. Em muốn làm gì cũng được, Tần Lạc nói, vì anh luôn ủng hộ em.